Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 42. Đúng, chính là tấm da của bát thần. Trong thức hải, dòng khí hỗn độn sôi sục, còn tấm da người đó lặng lẽ nằm bên trong, âm thầm, tắm trong hỗn độn. Lại chậm rãi hấp thụ nguyên khí, dường như đang nuôi dưỡng làn da, chậm rãi hấp thụ, nếu không quan sát tỉ mỉ, vốn không nhìn ra điều gì. Trần Đức đứng ở cửa, vừa căng thẳng, vừa có chút kích động. Tuy hiện giờ anh vẫn chưa biết tấm da người đó có tác dụng gì, nhưng trong lòng vẫn có vài suy nghĩ, nếu suy nghĩ được nghiệm chứng, thì tấm da người sẽ trở thành con át chủ bài siêu cấp của anh. Đương nhiên, những suy nghĩ này còn phải từ từ nghiệm chứng. Lão yêu hoàng, ông lén ăn trộm nó hả? Trần Đức hơi nghi hoặc, sao tấm da đang nằm ở đó lại chạy vào trong thức hải của anh? Đương nhiên không phải, lão yêu hoàng nói, tên nhóc cậu đúng là may mắn muốn chết, không nhìn ra hả? Rất rõ ràng nó nhằm vào nguyên khí hỗn độn. Ý của ông là nó tự đến. Đúng thế. Lão yêu hoàng chậm rãi nói, tuy chỉ là một tấm da, nhưng bát thần trước đại ý quá mạnh, cho dù là một sợi tóc, một tế bào, cũng còn sót lại ý chí của hắn, huống hồ một tấm da người hoàn chính chứ, nhất định là nó cảm nhận được dòng khí hỗn độn trong cơ thể cậu, cho nên mới tự đến, nguyên khí hỗn độn có sức hút rất lớn đối với yêu tộc và một số thứ kỳ dị. Thì ra là vậy. Trần Đức lẩm bẩm, Tiểu Y vẫn luôn ấn nấp trong lòng anh nhảy ra, i i a a, giống như chúc mừng Trần Đức. Bên ngoài thiên tự các, người đông nghìn nghịt. Trần Đức cất đá, kinh động trời đất, thu hút phần lớn số người của Thạch Thành đến, rất nhiều người vây quanh bẽn ngoài, vỏ số cường giả ấn trong bóng tối, bọn họ muốn tiến vào thiên tự các xem xét, nhưng không thế lại gần thiên tự các. Bất luận họ tiến gần đến thế nào, thiên tự các vẫn cách bọn họ mười mấy mét như ảo ảnh. Nhìn thấy mà không chạm vào được, cực kỳ kỳ dị. Nhưng mặc dù vậy, những người này vẫn không bỏ đi, vẫn đứng đợi, đợi người bên trong xuất hiện, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ba người Trần Đức, Tào Nam Thiên, Hồn Châu vừa xuất hiện, lập tức, vô số đôi mắt đã dõi theo họ. Đi thôi. Tào Nam Thiên lập tức ném ra một cái đĩa tròn như cái máy, lập tức bao trùm ba người, ánh sáng trắng lấp lánh, biến mất tại chỗ. Bọn họ xuất hiện lại thì đã ở trong Hằng Thiên Các. Anh Trần, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trúc Mặc Uyên đã đợi ở chỗ ba người xuất hiện từ lâu, nhìn thấy Trần Đức, khẽ khom người với anh. Chuyện trước đây, Trúc Mặc Uyên muốn nói một tiếng xin lỗi với anh. Đương nhiên Trúc Mặc Uyên nói, đến chuyện cô ta lấy Trần Đức ra để chặn đao. Trần Đức sửng dưng nhìn cô ta một cái, cười và không nói gì. Cỏ gái Trúc Mặc Uyên này quá thần bí. Thần bí đến mức Trần Đức không nhìn thấu được, bề ngoài cô ta tỏ vẻ yếu đuối, nhưng thực tế, có thế không phải vậy. Các chủ, anh Trần, tiền bối hồn, mời đi bên này, được biết ba người quay về, Mặc Uyên đã chuẩn bị rượu thịt cho mọi người. Trúc Mặc Uyên đi trước dẫn đường, đưa ba người đến một sân viện vỏ cùng rộng rãi, có sông có núi, như đến thế ngoại đào viên, chính giữa sân viện này có một đình nghỉ chân treo lơ lửng trên không trung. Có mấy cô gái như tiên nữ tắm tiên đang đánh đàn ca múa. Tào Nam Thiên mời hai người Trần Đức, Hồn Châu vào trong đình nghi, rót rượu cho hai người, Trần huynh đệ, Hồn huynh, lần này ba chúng ta cũng coi như thoát khỏi cái chết, uống chén rượu ấm xua tan nỗi sợ đi. Được, ngửi thấy mùi thơm của rượu Trần Đức đương nhiên không khách sáo, anh nâng ly rượu, Hồn Châu cũng giơ tay, ba người cùng ly rồi uống một hơi cạn sạch. Tào các chủ dẫn chúng ta tới đây hắn là có lời muốn nói, Trần Đức là một người thẳng thắn và không thích đi đường vòng, sau khi rời khỏi thiên tự các, Tào Nam Thiên hoàn toàn có thể đưa họ đến nơi khác nhưng hiện tại lại lựa chọn một nơi như vậy tất nhiên là có lý do. Huống hồ lý do trực tiếp nhất khiến Trúc Mặc Uyên trước kia đi theo anh chính là Tào Nam Thiên chỉ đích danh muốn gặp anh. Cậu Trần đúng là có con mắt tinh tường, Tào mỗ quả thực có chuyện muốn nói, Tào Nam Thiên đặt ly rượu xuống. Vẩy tay ra hiệu cho nhóm vũ công trong lầu gác lui xuống, ngay cả Trúc Mặc Uyên đang phục vụ bên cạnh họ cũng khẽ cúi người liền rời đi. Người phụ nữ này không đơn giản, Trần Đức nhìn theo bóng lưng xa dần của Trúc Mặc Uyên thản nhiên thả một câu, coi như nhắc nhớ Tào Nam Thiên. Tào Nam Thiên thoáng sững sờ, sau đó liền cười đáp, cậu Trần, Tào Nam Thiên tôi thật sự càng ngày càng khâm phục cậu, thực không dám giấu, Mặc Uyên quả thực không bình thường, với thực lực, thân phận, địa vị của cô ấy. Cho dù là tôi lẽ ra cũng phải lẻ độ cung kính với cô ấy, vì cô ấy mà phục vụ, chỉ là bậc trên của cô ấy từng đánh tiếng với tôi phải rèn giũa cô ấy thật tốt, do đó mới lưu lại Hằng Thiên Các,
Về phần thân phận cụ thể của cỏ ấy, Tỏi cũng đã từng đồng ý với họ sẽ không tiết lộ ra ngoài, Tào Mỗ chỉ có thể tự phạt mình một ly nhận lỗi với cậu Trần vậy. Tào Nam Thiên lại rót thêm một ly rượu rồi uống cạn, hiển nhiên tửu lượng của ông ta không quá cao, hai ly rượu vừa xuống bụng gò má đã hơi ửng đỏ. Tào các chủ, ông tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì, mời nói. Trần Đức trực tiếp bỏ qua vấn đề thân phận của Trúc Mặc Uyên, cô ta có thân thế lớn mạnh như thế nào không liên quan tới anh, cũng không cần quan tâm tới. Cậu Trần, hôm nay Tào Mỗ tìm cậu quả thực có chuyện muốn nhờ giúp đỡ. Tôi xin bạo gan hỏi một câu, cậu Trần cậu có phải là một vị luyện đan sư, Tào Nam Thiên hỏi, viên tị lôi đan đó là cậu đích thân luyện chế sao? Đúng, không có gì phải giấu giếm chuyện này, trên tị lôi đan có hơi thở thuộc về anh, chỉ cần là người có chút tỉ mỉ liền có thể phát hiện ra. Vậy, cậu Trần, biết y thuật sao? Nói đến đây Tào Nam Thiên mang theo chút hy vọng và mong đợi đáp án của Trần Đức. Thông thường luyện đan sư đều sẽ hiếu một vài thuật chữa bệnh. Nhưng y thuật và luyện đan lại là hai loại lối đi bất đồng, luyện đan bao hàm quá nhiều thứ, đan dược không chỉ có thể dùng làm thuốc mà còn có một vài tác dụng khác, ví dụ như tạm thời giúp con người ta cải thiện thực lực, hồi quang phản chiếu, lại giống như hiệu quả của tị lôi đan, thậm chí có đan dược còn có thể làm vũ khí giết người hoặc dùng đan bày trận. Do đó luyện đan sư thường biết rất nhiều thứ nhưng lại không hẳn sẽ đào sâu tìm hiểu, phương hướng nghiên cứu chính của bọn họ vẫn là về những vấn đề liên quan tới luyện đan, người có y thuật cao siêu chân chính chưa hẳn đã là luyện đan sư. Thậm chí một vài phương thuốc của luyện đan sư đều đến từ các bậc thầy y thuật. Y thuật sao, Trần Đức thoáng suy tư, có hiếu sơ qua. Được rồi là thế này, cậu Trần, tôi đến từ Thánh Địa Thái Thương. Trong thánh địa có một nhân vật quan trọng trời sinh mắc một căn bệnh cổ quái, Tào Mỗ tự mình chủ trương, đợi buổi họp đảo định thiên kết thúc muốn mời cậu giúp đỡ xem bệnh một chút, cậu yên tâm, thù lao chắc chắn sẽ không ít, Tào Nam Thiên nói tiếp, chỉ cần cậu đi, cho dù không thể chữa khỏi Tào Mỗ cũng sẵn sàng bỏ ra phí đi đường là 10 triệu nguyên thạch thượng phẩm. 10 triệu viên nguyên thạch thượng phẩm. Còn chỉ là phí đi đường. Thành thực mà nói cho dù Trần Đức đã có trong tay 500 triệu viên nguyên thạch thượng phẩm cũng không khỏi động lòng. Rốt cuộc có người còn chê tiền nhiều sao? Hơn nữa Tào Nam Thiên trước đó coi như cứu hồn châu một mạng, cũng như một loạt biểu hiện khiến ấn tượng của anh về ông ta khá tốt. Nhưng Trần Đức cũng không ngốc chỉ cười khổ, e rằng Tào các chủ đánh giá cao Tỏi rồi, Thánh Địa Thái Thương là nơi như thế nào, tôi và hồn lão đều hiểu rất rõ. Đó thế nhưng là một trong ba thánh địa viễn cổ với bối cảnh thâm hậu đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi, một căn bệnh mà đến thánh địa viễn cổ cũng không có cách nào chữa trị, ông lại đế Tỏi đi, khụ. Ông cho rằng tôi có thể làm được sao? Tào Nam Thiên giật mình. Nhưng ông ta ngay lập tức cười đáp, thành thật mà nói, cậu Trần, nếu là vài giờ trước thì tôi sẽ không bao giờ nói ra yêu cầu này, trước đó muốn gặp mặt cậu chỉ là muốn xem Hoang Thiên Vương rốt cuộc là một người thế nào. Làm cách nào có thể điều chế ra tị lôi đan khi chưa tới 30 tuổi, còn có thể vượt cấp mà chặt đầu Nam Cung Trần, đồng thời tôi cũng đã trở lại Thánh Địa Thái Thương đề xuất với những người ở trên, họ cũng đã có lời rằng nếu cậu thực sự tài năng, vậy sẽ cho cậu một cơ hội tiến vào Thánh Địa Thái Thương. Tuy nhiên, chỉ sau khi tôi chân chính gặp được cậu, Tào Mỗ mới phát hiện ra tiềm năng và thiên phú của cậu Trần đã đạt đến trình độ khủng bố mà Tào Mỗ khó lòng bì kịp. Tào Nam Thiên khá cảm khái từng câu từng chữ đều là lời thật lòng. Như Trần Đức đã nói, Thánh Địa Thái Thương là một trong ba thánh địa viễn cổ, thầy thuốc và luyện đan sư trong thánh địa có rất nhiều, hơn nữa tùy tiện chỉ ra một người cũng sở hữu kiến thức uyên bác. Họ đều không cứu được thì thế gian này còn có mấy người làm được. Tuy nhiên sau khi gặp mặt Trần Đức, nhận thức được nguyên thuật và sự tự do hành động của anh trước mặt cường giả của bốn quốc gia lớn kia, Tào Nam Thiên vẫn quyết định liều một phen. Dù sao cũng không ai có thể chữa trị, còn nước còn tát, thử xem cũng không tổn hại tới ai, không phải sao? Nếu thực sự có thể điều trị, thì ông ta cũng coi như lập được công lớn, địa vị tại thánh địa nói không chừng sẽ vọt thẳng lên mây cao, chim sẻ biến thành phượng hoàng. Ông ta cho rằng có thể đánh cược ván này. Không thể giải thích được có lòng tin với Trần Đức. Khụ, Tào các chủ khen sai rồi, Trần Đức bình tĩnh đáp, không biết nhân vật quan trọng mà ông nói tới là ai. Cô ta rốt cuộc mắc cản bệnh gì? Thực không dám giấu giếm, cậu Trần người mà tôi nhắc tới là thánh nữ thái thương của chúng tôi, cụ thể bệnh gì là chuyện cơ mật của thánh địa, ai cũng không biết, tôi cũng chỉ biết rằng cô ấy mắc một căn bệnh kỳ lạ và không ai có thể điều trị. Tào Nam Thiên nói, cậu Trần, mong cậu giúp tôi việc này. Được,
Đợi chuyện ở đảo Định Thiên kết thúc, tôi có thể tới đó xem, tuy nhiên, về phần có thể chữa khỏi hay không thì tôi cũng không dám nói trước. Trần Đức không nói hết ý, không nói đến việc cao thủ tại đại thiên thế giới nhiều như mây, cho dù là tu võ giả tại Vân Tiêu giới rất hiếm người mắc bệnh, mà thánh nữ Thái Thương không chỉ có bệnh mà còn là bệnh không ai điều trị được, bất luận căn bệnh cô ta mắc là gì, chắc chắn không đơn giản. Vậy thì cảm ơn cậu Trần. Tào Nam Thiên vui mừng khôn xiết, không cần biết Trần Đức cuối cùng có chữa được cho thánh nữ hay không, ít nhất óng ta có thể mượn khoảng thời gian này kết bạn với anh, tạo nên một mối nhân duyên tốt đẹp. Sau đó Trần Đức rời đi. Anh vừa lấy được 500 triệu nguyên thạch thượng phẩm, còn có nắp quan tài được chế tạo từ Liễu Thiên Tuyệt cùng bộ gia bí ấn của bát thần, những thứ này đều cần phải được sắp xếp thật tốt để anh tiêu hóa công dụng, vì vậy liền trực tiếp trở về Hương Mãn Viên. Hồn Châu cũng cáo từ, ông ta phải bế quan đế hấp thụ quả huyết ngọc từ hải, nhưng trước khi rời đi còn đế lại một lệnh bài tặng cho Trần Đức, cậu Trần, nếu có chuyện gì chỉ cần kích hoạt lệnh bài, tôi sẽ xuất hiện ở bên cạnh cậu nhanh nhất có thể. Được, cảm ơn ông. Trần Đức không từ chối, hiện tại quả thực nên tích lũy một ít lực lượng cho bản thân, rốt cuộc không bao lâu nữa anh sẽ thực sự đối mặt với Trần Nguyên Vũ, do đó có thể chạm trán với nhà họ Trần thế gia thời viễn cổ. Dựa vào sức một người là anh muốn quét ngang Trần gia trong thời gian ngắn không khác gì nằm mơ giữa ban ngày, vì vậy phía sau anh phải có chỗ dựa vững chắc. Hồn Châu cũng được tính là một trong số đó, nhìn ông ta rời đi xong Trần Đức mới đóng lại cửa phòng, bắt đầu một đêm tu luyện, anh lấy ra một ít nguyên thạch thượng phẩm hấp thu và luyện hóa chúng, đồng thời trao đổi với Lão Thiên Hoàng về miếng da người kia, thử nghiệm xem có thể khiến nó thức tỉnh làm món pháp khí gì hay không. Nhưng một đêm qua đi cũng vẫn không thể khơi gợi tấm da người nửa điểm. Tấm da người tĩnh lặng vắt ngang trôi nối trong nguyên khí hỗn độn, không có bất kỳ động tĩnh gì, chưa nói đến việc khống chế nó, cho dù muốn lấy nó ra cũng chật vật và chỉ có thể khó khăn xê dịch một chút. Đáng xách, P, Trần Đức thở dài, một món bảo vật bày ra trước mặt nhưng lại không thể động, anh cực kỳ không cam tâm. Đừng gấp, bảo vật cấp bậc này phải từ từ nghiên cứu. Có lẽ đợi cậu lớn mạnh hơn chút liền có thể sử dụng nó rồi, Lão Thiên Hoàng an ủi nói. Cũng đúng. Trần Đức tạm thời từ bỏ tấm da người, rồi lại lấy ra Liễu Thiên Tuyệt. Răng rắc. Chẳng ngờ vừa lấy Liễu Thiên Tuyệt ra thì Tiểu Y đã lủi khỏi ngực anh rồi xông lên cắn một miếng. Liễu Thiên Tuyệt nổi danh cứng xác hơn cả sắt thép, dường như giòn tan giống như bánh quy dưới hàm răng của Tiểu Y, chỉ với một ngụm đã gặm thành một lỗ lớn khiến Trần Đức phải choáng váng. Trời ạ! Đây thế nhưng là Liễu Thiên Tuyệt. Mỗi nhánh giống như một dòng nước chảy, phản công lại cường giả, có thể đánh cao thủ cấp thiên. Cứ như vậy, bị gặm mất một lỗ. Mấu chốt là, sau khi nhai nuốt một miếng Liễu Thiên Tuyệt xuống bụng, Tiểu Y lại nhìn hướng Trần Đức với đôi mắt như đá quý, thấy anh không phản ứng lại liền lao lên cắn tiếp một ngụm. Lần này không nhè ra mà giống như một con sóc gặm nhấm hoa quả truyền ra từng hồi, răng rắc một giòn tan. Liễu Thiên Tuyệt dài 20 mét nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mặc dù Trần Đức đau lòng, nhưng anh không ngăn cản. Từ lúc ở cùng với Tiểu Y đến giờ, anh đã nhìn ra, thức ăn của Tiểu Y chính là thiên tài địa bảo, đối với thiên tài địa bảo cũng tương đối nhạy cảm. Chính vì nguyên nhân như vậy nên nó mới có thể cảm nhận được quả huyết ngọc tử hải trong đá xoài. Trần Đức rất thích Tiểu Y, hoàn toàn coi nó là bạn, đối xử như người thân. Liễu Thiên Tuyệt đương nhiên chân quý. Nhưng ở trong mắt anh, Tiểu Y còn quý báu hơn gấp vạn lần Liễu Thiên Tuyệt. Vì vậy, anh cũng chẳng buồn xía vào, nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong thiên tự các. Thần quốc Vĩnh Hằng, Bạch Tiêu. Nước Thông Thiên, Đạo Nhất. Nước Băng Hàn, Hy Đặc. Còn có nước Vạn Thánh, Ưng Thanh Vũ. Khuôn mặt bốn người như bản trình chiếu, từng khuôn mặt thoáng qua trong đầu anh. Nhớ đến lúc bọn họ giơ tay giơ chân, sức mạnh khủng khiếp, Trần Đức liền sinh lòng hướng về. Bọn họ chưa đến 100 tuổi, Ưng Thanh Vũ không tới 20 tuổi, muốn nói yêu nghiệt, những người này mới là yêu nghiệt chân chính. Năm cấp lớn thiên, đạo, quân, tôn, thần, bốn người bọn họ chỉ ít cũng là cấp quân. Còn mình vẫn chưa đến cấp thiên, gánh nặng đường xa quá. Trần Đức cảm thán, trên trời có trời, trên người có người, núi cao còn có núi cao hơn. Con đường tương lai còn rất dài, nhưng anh cũng không vì vậy mà cảm thấy xấu hổ, mà càng lòng tin kiên định, nhất định phải đi tiếp, chí ít không thể rớt lại phía sau Ưng Thanh Vũ, không phải sao. Muốn theo những người này, chỉ sợ cách thức nhanh chóng duy nhất chính là đạt đến khai thiên,
thức tính thiên tâm ấn ký. Hoạch định kế hoạch tương lai một hồi, lúc này Trần Đức mới mở mặt. Khi vừa mở mắt, anh không khỏi ngẩn người, nắp quan tài dài 20 mét đã hoàn toàn biến mất không thấy, đến vụn cũng không còn. Rõ ràng có thể thấy. Bụng Tiểu Y căng phồng lên rất lớn, nó ưỡn người ngã xuống đất ngủ khò khò, cơ thể tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đi cùng với những ánh sáng lóe lên này, có thể cảm nhận rõ ràng Tiểu Y đang trở nên mạnh mẽ, khí tức tỏa ra càng mạnh và hùng hậu. Trần Đức đang quan sát Tiểu Y. Đột nhiên, trán anh hơi nhăn lại, nhìn về phía ngoài cửa, ai? Lời Trần Đức vừa dứt. Cửa không có mở. Nhưng, không gian trước mặt anh lại mở ra một vùng sóng. Đột nhiên, một thân ảnh xinh đẹp màu đỏ chậm rãi hiện lên. Ưng Thanh Vũ. Thân ảnh xinh đẹp màu đỏ lặng lẽ nhìn lên, 3000 sợi tóc hiền dịu mang theo từng tia sóng cuộn, tỏa ra hai vai, mặt đẹp tuyệt mỹ, tinh xảo đến mức như được thượng đế chú tảm điêu khắc, đắp nặn, không một chút tì vết. Khí chất của Ưng Thanh Vũ quá lạnh lùng, so với vẻ hoạt bát đáng yêu ngày xưa giống như hai người khác nhau, đôi mắt trong veo giống như hàn băng từ biến sâu, lạnh lẽo đến mức cho người ta một loại cảm giác biến đối lớn lao trong cuộc đời, vạn vật biến mất. Cô ta vừa xuất hiện. Nhiệt độ xung quanh tăng lên rất nhiều. Bất tử điếu thuộc hỏa. Cho dù người ở đâu, cô ta cũng sẽ khiến không gian trở nên nóng bỏng. Trần Đức nhìn cô ta, rất bất ngờ. Hiển nhiên không ngờ cô ta sẽ đến đây, vốn còn tưởng rằng hai người sẽ không nhận ra nhau, Ưng Thanh Vũ không nói nhiều lời, nhìn Tiểu Y đang ngủ khò khò, trong con ngươi lóe lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất, cô ta khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt, nếu như không phải dồn hết tâm trí nhìn vào thì sẽ không ai phát hiện ra chút thay đổi đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh Vũ, Trần Đức chủ động gọi tên cô ta, cô còn nhớ tôi, đúng không? Ưng Thanh Vũ không nói gì. Cô ta tiến về trước mấy bước, chậm rãi ngồi trên hư không, theo động tác của cô ta, một ngọn lửa bùng cháy, hình thành một chiếc ghế rộng rãi dưới thân, ngọn lửa cháy hừng hực, cực kỳ sáng chói. Đôi mắt của cô ta nhìn chằm chằm vào Trần Đức rất lâu. Ít nhất 5 phút. Trong vòng 5 phút, không khí cả căn phòng đều đọng lại, Trần Đức bị cô ta nhìn có chút mất tự nhiên, anh lấy một vò rượu, uống mấy hớp, một mặt là để bản thân bình tĩnh. Mặt khác là đế cho hai người không ngượng ngùng. Trần bát hoang. Một lúc sau. Cuối cùng, môi mỏng của Ưng Thanh Vũ khẽ mở, nhàn nhạt nói ra cái tên xa lạ nhưng cũng quen thuộc. Anh rất tốt, ở đại thiên thế giới cũng được xem như là ưu tú, chẳng trách trước kia tôi vừa ý anh. Trần Đức không lên tiếng. Anh kéo một cái ghế ngồi xuống, chậm rãi uống rượu, chờ Ưng Thanh Vũ nói tiếp. Đáng tiếc tôi không còn là tôi trước kia. Thời gian chúng ta ở bên nhau chỉ là muối bỏ biến trong năm tháng dài đằng đẵng của tôi, nhỏ nhặt không đáng kế. Tôi nghĩ chắc anh đã nghe qua người chuyến kiếp đúng không? Đôi mắt Ưng Thanh Vũ bình tĩnh tựa như nước giếng, không chút gợn sóng, tôi chính là người chuyến kiếp, chênh lệch giữa anh và tôi quá lớn, từ nay về sau không còn bất kỳ khả năng nào nữa. Ưng Thanh Vũ nói lời này, không có chỗ nào không đúng. Giữa cô ta và Trần Đức, chênh lệch quả thật rất lớn. Cô ta bây giờ chưa hồi phục hoàn toàn thực lực thì đã đá anh văng ra 108.000 dặm, khoảng cách giữa hai người theo sự hồi phục và tăng trưởng của cô ta sẽ chỉ ngày càng xa. Cô tìm tôi là để nói mấy thứ này sao? Trần Đức nhìn Ưng Thanh Vũ, mặc dù biết rõ ràng cô ta đến từ 4 đất nước lớn, biết rõ cô ta rất mạnh, nhưng Trần Đức lại không sợ hãi chút nào, khóe mỏi nhếch lên một nụ cười châm biếm. Không sai. Ưng Thanh Vũ gật đầu, chính là nói mấy thứ này. Nhân quả giữa tôi và anh hoàn toàn cắt đứt, từ nay về sau anh là anh, tôi là anh. Cắt thế nào? Trần Đức vẫn cười, Trần bát hoang tôi cả đời này không tính là oanh liệt, nhưng cũng được xem như thắng thắn vỏ tư, ngược lại tôi cảm thấy không có gì dễ cắt đứt. Phải cắt đứt. Ưng Thanh Vũ rất kiên quyết. Chuyện xảy ra trong quá khứ với Trần Đức đã ảnh hưởng quá lớn đến cỏ ta bây giờ. Vốn dĩ. Cô ta cho rằng sau khi chuyến kiếp thành công. Mình sẽ quên hết mọi thứ, hoàn toàn chú tâm vào con đường tu luyện phía trước. Nhưng, cô ta phát hiện thời gian quá khứ dài đằng đẵng, bất luận chuyện gì cô ta đều có thể quên hết, nhưng ba chữ Trần bát hoang từ đầu đến cuối vẫn không thể quên. Mỗi khi cô ta bế quan, lúc tu luyện, bóng hình Trần bát hoang đều sẽ hiện lên trong đầu cô ta. Ảnh hưởng cô ta rất nặng nề. Nếu không, cô ta thân là nữ hoàng nước vạn thánh, hôm nay sẽ không đích thân đến đây. Phải biết rằng,
cô ta bây giờ chưa hoàn toàn hồi phục thực lực, đích thân đến đẩy sẽ rất nguy hiểm. Một vài thuộc hạ của cô ta còn mạnh hơn cô ta rất nhiều. Nhưng không còn cách nào khác. Cô ta phải đích thân đến đây, nếu như không cắt đứt nhân quả với Trần Đức, chí sợ cô ta vĩnh viễn không thể hợp nhất hoàn toàn song hồn, khôi phục thực lực đỉnh phong. Trần Bát Hoang, anh muốn cái gì, tiền bạc, phụ nữ hoặc thực lực tăng mạnh đột ngột, tôi đều có thể giúp anh hoàn thành, thậm chí, chỉ cần anh gật đầu, tôi cũng sẽ giúp anh tiêu diệt nhà họ Trần, Ưng Thanh Vũ hời hợt nói. Mối thù giữa Trần Đức và Trần Nguyên Vũ, cô ta ghi nhớ rất rõ, chỉ cần Trần Đức đồng ý, thế gia viễn cố đối với cô ta mà nói, giống như châu chấu dưới cơn bão, bất kỳ lúc nào cũng có thể diệt hết. Người phụ nữ này quá bá đạo, trong tiểu thiên địa, lão yêu hoang cười đê tiện, đồng ý cô ta, để cô ta diệt nhà họ Trần trước, sau đó cậu không cắt đứt nhân quả với cỏ ta, cho cô ta tức chết đi. Khụ. Trần Đức suýt chút nữa sặc hớp rượu. Lão già thiên yêu hoàng này đúng là một lão ngoan đồng. Quả thật là biện pháp tốt, có nước vạn thánh hỗ trợ, tiêu diệt nhà họ Trần rất dễ dàng. Nhưng, Trần Đức có kiên trì của bản thân, cũng có ranh giới cuối cùng. Thứ anh nói được thì nhất định phải làm được. Lời hứa của Trần Bát Hoang, có ngàn vàng cũng không đổi. Cho nên, một khi anh đồng ý với Ưng Thanh Vũ thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, bất luận sống chết cũng phải đi làm. Giống như anh đã đồng ý với Ma Quân, nhất định phải tiến vào nước Vĩnh Hằng, tìm thấy người tự xưng là thần đế để giết chết, cho dù hy vọng mong manh, anh cũng tuyệt đối không quên, cũng cố gắng phấn đấu làm. Thế nào, thấy Trần Đức im lặng, mí mắt Ưng Thanh Vũ khẽ nâng lên nhìn anh, từ đầu đến cuối trên mặt cô ta không có một nụ cười, toàn bộ quá trình đều lạnh như núi băng, có một vẻ đẹp như tiên tử nơi cung trăng. Xin lỗi, chỉ bằng, Trần Đức đặt chén rượu xuống, ánh mắt chăm chú. Thanh Vũ, chắc cô cũng rõ, tiền bạc đối với tôi chí là đống đất vàng, trở nên mạnh mẽ, bản thân tôi cũng làm được, còn về tiêu diệt nhà họ Trần, mặc dù hơi khó khăn một chút, cũng chưa chắc khổng có hy vọng, huống chi. Nhà họ Trần và tôi có thù cũng chí là với Trần Nguyên Vũ, không cần thiết sao tôi phải đi ẹt. Ưng Thanh Vũ nghe Trần Đức nói vậy, đôi mắt trong trẻo trở nên có chút lạnh lẽo. Lần này, chẳng lẽ cứ quay về như... Vậy... Vào lúc cô ta có muôn vàn suy nghĩ, Trần Đức lại một lần nữa uống cạn một hớp rượu mạnh, rượu rơi xuống cổ họng, đốt cháy dạ dày, khiến anh có một loại cảm giác sung sướng, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, anh đặt vò rượu xuống, Thanh Vũ, tôi không biết cô nói chặt đứt nhân quả là làm như thế nào, nhưng tôi đối với cô, từ đầu đến cuối chỉ có một thái độ. Chỉ cần cỏ có yếu cầu, cho dù muốn sao trên trời, Trần Bát Hoang tôi cũng sẽ thỏa mãn cô, hơn nữa. Không cần cô làm bất kỳ chuyện gì cho tôi. Tôi nghĩ, chặt đứt nhân quả giữa chúng ta, nhất định vô cùng quan trọng với cô đúng không? Chuyện quan trọng với cô thì cũng quan trọng với tôi. Đôi mắt của Trần Đức ôn hòa nhìn Ưng Thanh Vũ, khóe miệng vẫn cười ôn nhu từ đầu đến cuối. Nụ cười này khiến người ta như tắm gió xuân, rất dễ cho người ta tăng cảm giác thư thái. Cho nên, nói cho tôi biết, tôi nên làm thế nào mới có thể đoạn tuyệt hoàn toàn nhân quả với cô? Trần Đức nói rất chân thành, tuyệt đối không có một chữ là giả. Ban đầu Ưng Thanh Vũ vì anh, không tiếc mà mạo hiểm rơi vào bóng tối, mất tăm, hóa thành hình người thú dữ, nguy hiểm sống không bằng chết cũng phải giải phong ấn trong cơ thể, cưỡng ép để thăng thực lực cứu anh. Anh làm chút chuyện vì Ưng Thanh Vũ có tính là gì? Từng chữ nhảy vào trong tai Ưng Thanh Vũ. Cô ta đứng tại chỗ rất lâu. Nhất thời, đối với cô ta chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hồi ức quá khứ nên quên đi lại không tự chủ hiện lên trong đầu. Cô ta có thể quên rất nhiều chuyện, nhưng lại nhớ mãi không quên từng chút một khi ở bên Trần Bát Hoang. Trong lòng Ưng Thanh Vũ rất vướng víu. Lời nói của Trần Đức khiến trái tim đang chuyên tâm một lòng tu luyện của cỏ ta cảm động, loại cảm động đó lại một lần nữa nổi lẻn trong lòng. Cô ta muốn cắt đứt hoàn toàn nhân quả với Trần Đức, nhưng hồi ức kia lại ngăn cản cô ta, khiến cô ta không nỡ. Khiến cô ta khó mà lựa chọn. Ưng Thanh Vũ hai mắt khép hờ. Cũng không biết đang nghĩ những gì, cỏ ta ngồi dựa vào ghế hoàng lửa, không nói lời nào, cũng không có bất kỳ hành động gì. Thanh Vũ. Trần Đức vốn muốn nói gì đó, lúc này Ưng Thanh Vũ lại mở mắt, trong đôi mắt như mùa thu mang theo từng tia mẻ hoặc, Trần Bát Hoang, cắt nhân quả, trên thực tế là một chuyện rất khó làm, bây giờ anh vẫn không làm được, hơn nữa tỏi cũng cần chuẩn bị chút đồ. Tôi đến đây chỉ là muốn nhắc nhở anh trước, để anh có tâm lý chuẩn bị. 3 năm,
3 năm sau tôi sẽ lại tìm anh. Lời còn chưa dứt, Ưng Thanh Vũ đã biến mất, Chí lưu lại giọng nói nhàn nhạt như nước suối trong. Ngoài ra, tôi cần phải nhắc nhở anh, muốn làm người đàn ông của Ưng Thanh Vũ tôi thì phải mạnh hơn tôi. Giọng nói biến mất. Khí tức của Ưng Thanh Vũ cũng hoàn toàn tiêu tán. Trần Đức ngây ra tại chỗ. 3 năm mới có thế cắt nhân quả, cần gì phải nói cho anh biết trước lâu như vậy. Nói thật, nếu thật sự phải cắt đứt quan hệ giữa hai người, Trần Đức cũng cực kỳ không nỡ, còn có chút khổ sở. Còn câu nói, làm người đàn ông của tôi phải mạnh hơn tôi, là có mấy ý nghĩa? Là đang cho anh cơ hội. Hắc hắc, thằng nhóc, người phụ nữ đó đang đong đưa cậu đó, lúc Trần Đức đang suy nghĩ, lão yêu hoàng đột nhiên nói, thứ gọi là chém nhân quả, cắt hồng trần, chính là xóa hoàn toàn phần trí nhớ về cậu, thứ trên người cậu có bất kỳ liên quan đến cô ta cũng thu hồi toàn bộ, cắt đứt hoàn toàn tất cả những gì liên quan đến cậu và cỏ ta. Từ đây, hai người sẽ trở thành người dưng, không có bất kỳ nhân quả nào, dù đi lướt qua cũng không quen nhau. Làm tất cả những thứ này đối với cô ta mà nói chỉ cần một cái phẩy tay, cái gì mà 3 năm cơ chứ, nói cho cùng vẫn là khóng bụ ổng được, thằng nhóc cậu đúng là có diễm phúc, nghĩ năm đó bốn hoàng còn trẻ cũng ngọc thụ lâm phong, phong lưu hào phóng, sao không có người phụ nữ như vậy yêu tôi chứ? Ai, đau lòng. Vài ba lời của lão hẻo hoàng đã hoàn toàn khẳng định suy nghĩ của Trần Đức. Ưng Thanh Vũ thật sự đang cho anh cơ hội. 3 năm, nhất định mình sẽ quý trọng 3 năm này. Trần Đức lấm bấm, 3 năm, mình chắc chắn sẽ vượt qua cỏ ấy. Trần Đức có thể cảm nhận được, 3 năm này là cơ hội duy nhất để theo đuổi Ưng Thanh Vũ. 3 năm sau, nếu anh không đủ mạnh, 100% Ưng Thanh Vũ sẽ cắt đứt hoàn toàn nhân quả giữa hai người. Cơ hội chỉ có một lần, phải cầm chắc. Phụt, lão yêu hoàng không nhịn được cười ra tiếng, thằng nhóc, tôi thừa nhận cậu rất mạnh, nhưng... 3 năm vượt qua cỏ ta, cậu nằm mơ à? Đừng nói 3 năm tới cô ta sẽ trở nên mạnh mẽ, cho dù cô ta không có bất kỳ tiến bộ nào, cậu cũng không vượt qua nổi cô ta đâu, cậu tưởng rằng trong tên có một chữ bát thì có thế giống bát thần sao? Không thử một chút làm sao biết chứ? Trần Đức không có nói nhiều. Bắt đầu từ hôm nay. Bạch Tiêu, Hy Đặc, Đạo Nhất, Ưng Thanh Vũ chính là mục tiêu của anh, là phương hướng anh tiến lên. Thu hồi suy nghĩ, Trần Đức khôi phục tâm tình. Chuẩn bị đi thuyền Bồng Lai xem luận võ, hôm nay là trận chung kết, cũng là cơ hội Trần Đức hiểu sâu hơn về đại thiên thế giới, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua. Đưa Tiểu Y đang ngủ say vào tiểu thiên địa, Trần Đức liền ra ngoài cửa. Đi xuống dưới tầng, anh bất ngờ phát hiện, Ngô Động 2 ngày trước khiêu chiến với ỷ mình vẫn đang chờ ở cửa. Mấy trăm người chờ cùng hắn ta ở cửa gần như đã đi hết, dù sao hôm nay cũng là trận chung kết luận võ, rất nhiều người phải tham gia. Vì vậy Trần Đức mới không cố ý tránh né bọn họ, không ngờ dưới tầng đúng lúc đụng phải. 3R. Ngô Động ôm kiếm, đứng thẳng tắp ở cửa. Trong nháy mắt nhìn thấy Trần Đức, ánh sáng chợt lóe. Một giây kế tiếp. Keng. Hắn ta rút kiếm trong ngực ra, nhắm về phía Trần Đức. Trần Bát Hoang, cuối cùng mày đã đi ra rồi, tao còn tưởng rằng mày không dám hiện thân, mày có chấp nhận khiêu chiến của tao không? Trần Đức mặt đầu vạch đen. Tên nhãi này khỏng đến Hoàng Hà thì không từ bỏ ý định. Được thôi. Trần Đức than thờ, đi tới trước cửa, khiêu chiến của mày, tao chấp nhận. Đinh. Một chữ, nhận, vừa dứt, chỉ thấy một tiếng kim loại vang lên, kiếm của Ngô Động đã thoát khỏi tay, xuất hiện trong tay Trần Đức, nhắm thẳng về phía mi tâm của Ngô Động, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong nháy mắt, đầu óc Ngô Động hỗn độn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiếm. Khi hắn ta lấy lại tinh thần, Trần Đức đã đi xa, để lại một mình hắn ta sộc sịch, run rẩy trong gió, sau lưng đã ướt đầm, mí mắt không ngừng nhảy lên. Một lúc sau, hắn ta đặt mông ngồi xuống đất, trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng, hắn ta không hề nhìn thấy rõ Trần Bát Hoang ra tay như thế nào. Hắn ta dám khẳng định, nếu anh muốn giết hắn ta, sợ là ngay cả chết như thế nào hắn ta cũng sẽ không biết. Ngô Động đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười. Chờ ở cửa lâu như vậy, nhưng lại chờ ra kết quả này, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 3 cái hít thở. Hắn ta nhặt kiếm trên đất, hồn bay phách lạc rời đi. Lại gieo họa cho một thanh niên ngây thơ, xa xa, Trần Đức lắc đầu, xem ra với tâm tính của Ngô Động, từ nay về sau, cả đời chỉ sợ sẽ sống trong bóng tối ngày hôm nay, khó mà tiến thêm được.
lớn hơn cậu mấy ngàn tuổi đấy. Lão yêu hoàng có chút cạn lời, nếu hắn là thanh niên, không phải cậu sẽ là trẻ con. Trần Đức không để ý tới ông ta, chạy thẳng về phía thuyền Bồng Lai. Đi ngang qua Thiên Tự Các, anh đột nhiên dừng lại. Trải qua một đêm, kết giới Bạch Tiêu bày ra đã biến mất, nhưng lại xuất hiện kết giới mới. Thế lực sau lưng Thiên Tự Các và người của đảo Định Thiên canh giữ cửa vô cùng nghiêm ngặt, không cho bất kỳ ai đến gần. Đêm qua, Thiên Tự Các xảy ra chuyện lớn, nghe nói trong đó mười mấy nhân vật lớn thế lực hạng 2 hạng 3 đã chết, bao gồm phủ chủ tử Lôi Phủ. Tôi cũng nghe nói rồi, còn nhớ tiếng sấm hôm qua không, cổ nguyên trong Vạn Thiên Các có khả năng mở ra bảo vật kinh khủng gì đó. Rất có khả năng, sáng sớm hôm nay, đảo Định Thiên và thần Mộng Thiên Tông chống lưng cho Thiên Tự Các cũng có người đến, ngoài ra, Âm Dương Thánh Giáo, Thiên La Thần Điện, tộc Bách Hoa đều có nhãn vật lớn đích thân đến, em họ tôi là người của đảo Định Thiên, có may mắn đi vào nhìn, anh đoán xem nhìn thấy gì, trong đám người, một người thừa nước đục thả câu nói. Nhìn thấy gì chưa, người xung quanh lập tức bị hắn ta thu hút. Ngay cả Trần Đức cũng có chút bất ngờ. Theo lời đồn, những nhân vật lớn kia tối qua vào Thiên Tự Các thật sự đã chết rồi, trong đó bao gồm các chủ Thiên Tự Các Tô Hải Thần, bọn họ chết đến mức ngay cả mảnh vụn cũng không còn, nếu như không phải thông qua máu đế xác nhận thì không biết được có những ai. Người đó thần bí nói, không chỉ Tô Hải Thần, còn có Tôn Thánh Thanh, Trung Hạo Nhiên, Ngô Thanh Phong, Đi Ẻo Diệt Khả, Vương Hoắc. Hắn ta đọc tên của mười mấy người ra. Những người này không ai còn sống sót. Nghe nói ngọn nguồn câu chuyện là vì một người trẻ tuổi cắt ra từ cố nguyên một cố quan tài, nhưng quan tài đã biến mất, bề ngoài Thiên Tự Các nhìn cũng không có gì xảy ra, trên thực tế bên trong rất nhiều nơi đã trở nên khô cằn và thành mảng phế tích, khắp nơi là hố sâu, từng dãy núi đều bị san bằng, hóa thành bùn lầy. Cái gì? Người này nói xong, mọi người xung quanh đều hít vào một hơi lạnh. Thiên Tự Các rộng lớn bao nhiêu? Nói không khoa trương. Chỉ ít 1/3 địa bàn thành thạch được Thiên Tự Các chiếm cứ, nói là các, thực tế không khác gì một thành trì, trong đó thậm chí còn có từng dãy núi cao ngàn mét, trên chục ngàn mét, trong đó lại có không ít mãnh thú sinh trưởng. Nhưng, không ai còn sống. Chết hết. Trong phạm vi Thiên Tự Các, không có đồ gì hoàn chính. Biết núi Thông Thần không? Đó là ngọn núi cao gần 100 ngàn mét, em họ tôi nói, căn cứ vào dấu vết. Phán đoán đã bị một trường của ai đó san thành đất bằng, trong Thiên Tự Các khắp nơi là không gian chảy loạn, ngay cả trời cũng bị xé thành mấy chục chỗ rách. Người đó giống như tận mắt nhìn thấy, miêu tả thật sống động. So sánh với một vài tin tức Trần Đức biết và những gì hắn ta nói, có thể đại khái phán đoán lời hắn ta nói 98% khả năng là thật. Ngô Thanh Phong, Diêu Diệc Khả cũng chết sao, Trần Đức vô cùng kinh ngạc, anh vốn tưởng rằng người của bốn đất nước lớn khinh thường giết mấy người đó. Không ngờ, vẫn không ai có thể sống sót. Vả lại, suy nghĩ cẩn thận thì lúc Ưng Thanh Vũ đến tìm anh, quả thật anh cảm nhận được khí tức của cô ta có chút bất ổn, khi ấy không rõ, anh cũng không để ý. Bây giờ nhìn lại, giữa mấy người của bốn đất nước rất có thể xảy ra đánh nhau. Xem ra lúc ấy lựa chọn rời đi đúng là lựa chọn chính xác, Trần Đức vui mừng, chỉ là theo lý thuyết người của bốn đất nước phải kiêng kỵ lẫn nhau mới đúng, tại sao có thể đánh. Cuối cùng là ai thắng? Trần Đức nghĩ ngợi, cũng không nghĩ ra đáp án. Chuyện của những người đó, anh cũng không thể xen vào, gặp được bọn họ đã là may mắn lắm rồi. Quản họ làm gì, dù sao cũng không phải chuyện của mình. Trần Đức lắc đầu, chẳng buồn nghĩ nhiều. Chí ít Ưng Thanh Vũ không sao, còn qua tìm anh, không phải ư. Còn về những người khác, anh không quan tâm. Thiên Tự Các xảy ra chuyện lớn như vậy, phong bế là chuyện rất bình thường. Mười mấy người liên quan đến đều là nhân vật lớn, những người này chết hay không bây giờ cũng chỉ là tin đồn, nhưng nếu như thật sự lưu truyền ra, e rằng sẽ xuất hiện biến động lớn, bố cục của các thế lực cũng hoàn toàn xáo trộn. Đến lúc đó ngày hội đảo Định Thiên có thể mở đúng kỳ hạn hay không vẫn khó nói. Cho nên, chuyện này nhất định sẽ đóng kín tin tức. Mãi đến khi một vài thế lực và một vài vấn đề chí mạng được hiện ứng thì mới có thể công khai. Thời điểm này. Trần Đức cũng không cần thiết lượn lờ trước mặt Thiên Tự Các, hôm qua có không ít người nhìn thấy anh và Tào Nam Thiên, cùng hồn châu từ Thiên Tự Các đi ra, một khi không cẩn thận sẽ bị người ta nhận ra, đến lúc đó sẽ không thiếu phiền toái. Suy cho cùng, đại đa số người không dám đi tìm Tào Nam Thiên và hồn châu. Tào Nam Thiên là các chủ Hằng Thiên Các,
phía sau là thánh địa Thái Thương. Hồn Châu là cường giả cấp Lăng Thiên. Trong ba người, cũng chí Trần Đức vừa yếu cũng không có bối cảnh. Nghĩ đến những thứ này, Trần Đức trốn vào hư không, lại quay về Hương Mãn Viên bế quan, cũng không có ý định đi xem trận chung kết luận võ của thuyền Bồng Lai. Sáng sớm ngày hôm sau, ầm ầm ầm, trong phòng Trần Đức vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Trần Đức mở cửa, Tô Dịch Khôn cung kính đứng ở cửa, công tử, cửa đảo Định Thiên đã mở, hôm nay là ngày khai mạc ngày hội, lão phu đặc biệt qua đây thông báo, Cơ Sung đã ở dưới tầng chờ cậu rồi. Ách, được. Sau khi Cơ Sung dẫn anh đến thành Bồng Lai thì quay về đảo Định Thiên, hẹn hôm nay qua đón anh, không ngờ lại đến sớm như vậy. Dưới hướng dẫn của Tô Dịch Khôn, Trần Đức chạy thẳng dưới tầng. Lúc này, Tô Dịch Khôn một chữ cũng không nói, chỉ là liên tục đánh giá chàng thanh niên trước mắt, trong lòng cực kỳ xúc động. Hơn 20 tuổi, chưa đến 30, tuổi chưa đến 30, có thể nhận được thẻ chứng nhận chí tôn, còn trong hai ngày ngắn ngủi đã áp bức mấy ngàn người ở Thiên Tự Các, thậm chí dùng đánh cược giết chết chiến thần Quách Khai. Thân là người có thân phận không thấp ở Hương Mãn Viễn, một vài chuyện liên quan đến đảo Định Thiên. Ông ta cũng tương đối rõ ràng, suy có cùng đánh cực Trần Bát Hoang mở ra, mấy ngàn người tham gia, mấy chục ngàn người vây xem, dù muốn giấu giếm cũng không giấu nối. Chuyện này quá mức náo động, ông ta muốn khỏng biết cũng khó. Nếu như không phải Thiên Tự Các xảy ra chuyện, e rằng pho tượng của Trần Bát Hoang cũng liệt vào cùng hàng với bốn pho tượng kia ấy chứ. Tô Dịch Khôn ngày càng tò mò về Trần Đức. Nhưng, thân là người của Hương Mãn Viên, ổng ta rất chuyên nghiệp. Thứ không nên hỏi thì một chữ cũng không hỏi, im lặng ở bên cạnh Trần Đức, trên đường rất nhiều người chỉ trỏ trỏ anh, một khi chuyện nổi tiếng rồi, hiển nhiên Trần Đức trở thành nhân vật làm mưa làm gió. Cũng may, có Tô Dịch Khôn ở bên cạnh, không ai dám tìm đến gây chuyện, an toàn xuống tầng gặp Cơ Sung. Anh Trần, N. Nhìn thấy Trần Đức, Cơ Sung lại càng cung kính hơn so với lần trước, hắn liền cúi người hành lễ, thái độ nghiêm túc, kính sợ. Dù sao, hắn cũng đã nghe nói chuyện của Thiên Tự Các. Thậm chí thứ hắn ta biết còn hơn Tô Dịch Khôn rất nhiều. Đi thôi, Trần Đức quả thật không muốn dừng lại ở nơi đông người, anh thi triển thuật hư không ngay tại chỗ, dẫn Cơ Sung cùng rời đi. Dưới chỉ dần của hư không, Trần Đức xuất hiện một lần nữa đã là trên đỉnh ngọn núi. Đập vào mắt, là ba ngọn núi. Trong đó có hai ngọn núi cao đến 4-50 ngàn mét, đứng sừng sững giữa mây xanh. Phía trên mây ngũ sắc lưu chuyến, chim tiên bay lượn, đại đạo lưu chuyến giống như cầu vồng 3-4 ngàn mét, hai ngọn núi nối liền hợp thành một cánh cửa lớn, mà trên đỉnh cao nhất của cánh cửa lưu lại ba chữ, đảo Định Thiên, cực kỳ hùng vĩ, rộng rãi, vô cùng khí phái. Đám Trần Đức đứng trên đỉnh ngọn núi thứ ba, cách cánh cửa kia cũng khoảng 10 ngàn mét, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng cánh cửa đó, có thể tưởng tượng ra cánh cửa đó lớn thế nào. Phóng mắt nhìn ra, sau cánh cửa lớn đó đang trôi nối một hòn đảo khổng lồ. Đảo như tiên cảnh, linh khí hòa hợp, đám mây lơ lửng, nhìn không thấy cuối. Trên đỉnh núi chỗ Trần Đức và Cơ Sung đứng đã có không ít người đến đây, liếc nhìn, ít nhất có 1-20 ngàn đầu người nhốn nháo, đông đúc tấp nập, từng người khí tức mạnh mẽ, ngay cả khổng gian xung quanh cũng bị ảnh hưởng, cuồng phong nối bốn phía, thôi áo khoác bay phần phật, rất tráng lệ. Trên núi cao, 1-20 ngàn người vô cùng náo nhiệt, Cơ Sung đưa Trần Đức đi vào một thông đạo riêng biệt. Anh Trần, lát nữa xin anh khiêm tốn một chút, đi ra khỏi thông đạo, Cơ Sung nhắc nhở, hai ngày nay danh tiếng của anh vang xa khắp thành Bồng Lai, chuyện quả âm chi và 500 triệu cân linh thạch truyền đi sôi sùng sục, rất nhiều người mang lòng muốn quấy rối, có khả năng sẽ gặp chút phiền toái, nếu như có ai xúc phạm anh, hy vọng anh nhẫn nại một chút, đừng so đo với bọn họ. Cơ Sung giải thích rất rõ ràng với Trần Đức, lần này người được làm khách mời đặc biệt dĩ nhiên không chỉ có Trần Đức, còn có một vài cường giả trẻ tuổi của một vài thế lực lớn, hoặc là nhân vật quan trọng. Mặc dù những nhân vật lớn của Âm Dương Thánh Giáo và tộc Bách Hoa đã chết, nhưng xảy ra chuyện như vậy đương nhiên là có người đến bổ sung trò trống. Mà chuyện hôm đó Trần Đức không thoát khỏi liên quan, hơn nữa trên người anh mang chí bảo, cảnh giới cũng mới cảnh giới cố bản, rất dễ rước lấy phiền toái. Yên tâm, tôi sẽ không cố ý đi gây phiền toái. Trần Đức cười, từ trước đến nay anh khổng có thói quen gảy phiền toái, nhưng nếu quả thật có người không biết sống chết chọc đến anh, vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng đâu. Được. Cơ Sung khẽ gật đầu, dẫn Trần Đức đi về phía núi lớn gần nhất,
quả nhiên phía trước đều là những người thực lực vô cùng mạnh mẽ, có khoảng 100 người, những người này có người nhìn trẻ tuổi, có người nhìn trung niên và già, ai nấy thực lực đều rất mạnh. Trần Đức cảnh giới cố bản, đứng trong 100 người này rõ ràng không ăn khớp, chính là xếp vào hàng đội số. Anh vừa xuất hiện, hết đôi mắt này đến đôi mặt khác hướng về phía anh, thì thầm, mỗi người một tâm tư riêng. Nhưng hiện tại vẫn chưa có ai chủ động tiến lên, giống như cố gắng hết sức duy trì khoảng cách nào đó với anh. Chư vị, tôi tên Phương Nhạc Hải, ngày hội đảo đỉnh thiên sắp bắt đầu rồi, thánh chủ lệnh tôi lại một nữa cung kính các vị đại giá. Tiếp theo, chúng ta lên đảo, trước vách núi, một lão giả quét mắt nhìn về phía một hai chục ngàn tu sĩ cường giả như mây. Sau đó, ủng hộ chúng mình tại L Hay Ho, Seom. Cánh tay ông ta khẽ nhúc nhích. Vách núi, hư không nối lên ánh sáng cái thế rực rỡ, vang lên tiếng kèn hiệu ầm ầm, sóng âm cuộn trào chín tầng mây, rõ ràng có thể nhìn thấy một con thuyền khổng lồ rộng chừng ngàn mét, chế tạo từ hỗn hợp kim loại và gỗ đang dần dần hiện lên. Chẽn thuyền, người đẹp như mây, các cô gái xinh đẹp mọc như rừng, tương đối bố mắt. Ầm ầm, chiếc thuyền chậm rãi đến gần vách núi, ánh sáng hiện ra, trải khắp một đường thông đạo dài. Chư vị, mời mọi người đứng ngay ngắn theo đúng trật tự hiện tại, theo lão phu lên thuyền, đi về phía đảo Định Thiên, Phương Nhạc Hải làm ra động tác tay mời. Đột nhiên, hơn 100 người gần nhất dưới sự chỉ dẫn của mọi người, dẫn đầu leo lên thuyền. Mời công tử, Cơ Sung dẫn theo Trần Đức, leo thẳng lên thuyền, lại tiến vào truyền tống trận, đi đến đầu thuyền, tại vị trí chiêu đãi khách, nơi này đã bày mười mấy bàn rượu ngon món ngon. Không ít người quen biết nhau đã bắt đầu uống rượu tâm sự. Trần Đức và Cơ Sung cũng chọn một bàn ngồi xuống. Bàn khác náo nhiệt, duy chỉ bàn này có mỗi hai người Trần Đức và Cơ Sung, ngược lại cũng vui vẻ yên tĩnh. Công tử, tốc độ chạy của thuyền mặc dù nhanh, nhưng muốn đến đảo Định Thiên cần phải mất 2-3 canh giờ. Thời gian này anh có thể thưởng thức rượu ngon món ngon đặc sản của đảo Định Thiên. Cơ Sung giới thiệu tên của từng món ăn và lai lịch của rượu ngon trên bàn. Tiểu tử, xin nhường chút, tôi muốn uống mấy chén với Cơ Sung. Cơ Sung đang giới thiệu, đột nhiên bên tai Trần Đức truyền đến giọng nói hờ hững, đồng thời có người đẩy anh một cái. Cũng may Trần Đức đủ mạnh, nếu không thì luồng ám kình kia cũng đủ hất bay anh. Chân mày nhíu chặt, Trần Đức quay đầu nhìn người tới. Đây là một người đàn ông, mặc áo gấm sa hoa, nhìn rất trẻ, giống như muốn cho Trần Đức biết hắn mạnh thế nào, cố ý tỏa ra khí tức. Kha Ỷ Thiên sáu giai. Cảnh giới như vậy quả thật khá ổn, cao hơn Trần Đức hai cảnh giới lớn, nhưng ngồi ở vị trí này cũng bình thường, không tính là mạnh nhất. Tùy An, Trần Đức đang định nói. Cơ Sung lo lắng xảy ra vấn đề, hắn đứng dậy, chủ động đi đến trước mặt người đàn ông, rót một chén rượu cho hắn. Đồng thời, Cơ Sung dùng thần thức truyền âm, giới thiệu người này cho Trần Đức. Người đến tên là Tùy An, người làm của Tùy Lập Hiên, mà Tùy Lập Hiên đến từ Thần Mộng Thiên Tông. Thế lực đứng đằng sau Thiên Tự Các Thành Thạch. Thần Mộng Thiên Tông là một trong 6 thế lực lớn hạng nhất của Đại Thiên Thế Giới, trong 16 thế lực tổng hợp có thế tiến vào top 10. Mà hắn ta là thiếu tông chủ của Thần Mộng Thiên Tông, em trai Tùy Cửu Thiên, hơn nữa bản thân Tùy Lập Hiên cũng xếp thứ 50 trên bảng xếp hạng ngàn tuổi, thản phận, địa vị, thực lực cũng tương đối cao. Lần này, Tùy Lập Hiên cũng đến ngày hội đảo Định Thiên, ngồi vị trí cách Trần Đức 3 mét. Bàn đó cường giả như mây, hắn ta thay anh trai đến đây tham gia ngày hội đảo Định Thiên, đồng thời điều tra chuyện Thiên Tự Các. Công tử, Tùy An đến đây nhất định là do Tùy Lập Hiên chỉ thị, ngoài mặt là tìm tôi, nhưng rất có khả năng là nhắm về phía anh, xin anh nhất định phải nhẫn nại, đừng đắc tội với hắn, Cơ Sung sợ hết hồn hết vía, nếu là người khác, hẳn còn có thể thản nhiên đi qua, nhưng đối mặt với Tùy Lập Hiên, hắn vẫn có chút sợ hãi. Phải biết rằng, mặc dù đảo Định Thiên có hạn ngạch và sự che chớ của học cung đạo vận, nhưng so với thế lực hạng nhất chân chính này thì vẫn kém một trời một vực. Nếu như Thiên Tự Các không xảy ra chuyện, người của Thần Mộng Thiên Tông tuyệt đối sẽ không tham gia ngày hội của đảo Định Thiên. Đắc tội với Thần Mộng Thiên Tông, chỉ sợ Đại Thiên Thế Giới rất khó còn chỗ dung thân, Cơ Sung âm thầm nhắc nhở Trần Đức, hy vọng anh có thể biết được tính nghiêm trọng của sự việc này. Trần Đức từ chối cho ý kiến, vừa uống rượu, vừa ăn. Tùy An, anh có thể tìm tôi uống rượu, là vinh hạnh của tôi kính anh một ly, cùng dây đó, Cơ Sung nâng ly, kính rượu về phía Tùy Lập Hiên. Ha ha, Tùy An cười một tiếng, không có ý cùng ly với Cơ Sung,
mà tự mình ngồi xuống, Cơ Sung, anh là chủ, tôi là khách, không cần khách sáo như vậy, tôi đến tìm anh chủ yếu có hai chuyện. Thứ nhất, hy vọng lát nữa đến đảo Đỉnh Thiên, anh có thể tiến cử chủ nhân nhà tôi cho thánh nữ các anh, cũng chính là chủ nhân của anh, Vân Tịch Giao. Nếu anh tùy muốn làm quen với chủ nhân của tôi, đương nhiên không thành vấn đề, chờ khi đến đảo Đỉnh Thiên, nhất định sẽ giới thiệu cho anh, Cơ Sung đế tránh phiền toái. Hắn liền đáp ứng vô cùng vui vẻ, đặt ly rượu trong tay xuống không chút tiếng động, che giấu vẻ ngượng ngùng khi đối phương không cùng ly với hắn, không biết chuyện thứ hai là gì. Chuyện thứ hai đơn giản, chính là bảo Trần Bát Hoang bên cạnh anh đi mời chủ nhân tôi một ly rượu, Quỳ xuống mời, chủ nhân nhà tỏi có thể thu nhận hắn làm nô bộc, xếp sau tôi, Tùy An nói đến thân phận của mình, giọng hơi có mấy phần kiêu ngạo. Tùy An quả thật quá kiêu ngạo. Thần Mộng Thiên Tông nằm trong top 10 thế lực hạng nhất, bao nhiêu người bế đầu muốn đi vào làm đệ tử tạp dịch cũng không đạt được yêu cầu, mà hắn không chí được đi vào, lại còn là người làm của em trai Tùy Cửu Thiên, thiếu tông chủ Thần Mộng Thiên Tông. Khụ. Mặc dù quan hệ có hơi xa, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến hắn. Ngoại giới đều nói hắn là một con chó của Tùy Lập Hiên, nhưng sau khi hắn đi theo Tùy Lập Hiên, cảnh giới cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh, nằm nay mới 3.000 tuổi đã đến cảnh giới khai thiên. Nếu ở một vài nơi biên thùy nhỏ, có thể mở ra một tông phái. Có thể nói, hẳn dùng thực lực và sự hoàn mỹ cao giọng nói cho tất cả mọi người. Làm chó, có gì mà không tốt. Cho nên, theo như hắn thấy, Trần Bát Hoang có thể làm tiểu đệ của Hân, có thể làm chó của Tùy Lập Hiên, chính là gặp được may mắn, một bước lên trời, dù sao chỉ là một tên cặn bã cảnh giới cố bản mà thôi, cho dù nhờ vào một vài nguyên nhân mà giành được thẻ chứng nhận chí tôn. Vẫn không thay đổi được bản chất cặn bã. Nhưng, Tùy An nói xong câu đó, sắc mặt Cơ Sung ngay lập tức biến đổi, theo bản năng nhìn về phía Trần Đức. Hắn biết tính cách của Trần Đức, năm đó ở Vạn Tiêu giới còn dám khiêu chiến với người của Đại Thiên Thế giới, có thể nói, thực lực của anh không những mạnh mẽ, mà còn là một tên cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ có chí hướng, cực kỳ điên cuồng từ trong ra ngoài, loại kiêu ngạo này mặc dù bình thường không có biểu hiện, nhưng Cơ Sung hiểu rõ loại người này. Bảo anh quỳ xuống mời rượu, làm nỏ bộc của người ta, sao có thế? Trong chốc lát Cơ Sung cũng không biết trả lời sao. Đi mời rượu, rõ ràng không thể. Nhưng, đắc tội với Tùy Lập Hiên cũng không phải lựa chọn tốt. Sao hả, nhìn thấy dáng vẻ im lặng của Cơ Sung, Tùy An không khỏi cau mày, hắn là người anh mang tới, lẽ nào anh không chi phối nối hẳn? Một con kiến hôi cảnh giới cố bản như hắn có thể mời chủ nhân của tỏi một ly đã là phúc phận hắn tu 10 đời, còn muốn từ chối sao? Cái này, Cơ Sung liếc nhìn Tùy Lập Hiên cách đó không xa, lại thấy Tùy Lập Hiên đúng lúc cũng ngẩng đầu nhìn sang bên này, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngay tại đây, Cơ Sung cảm thấy toàn thân giống như bị bóng tối bao trùm, không tự chủ liền rét run, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Tùy An, tôi. Anh Trần là khách quý của đảo Đỉnh Thiên. Quả thực tôi không làm chủ được, anh phải đi hỏi hắn. Cơ Sung khô miệng khô lưỡi, quả thực không biết trả lời thế nào, chỉ đành đá cái nồi sang Trần Đức. Còn Trần Đức vẫn đang ăn cơm uống rượu. Thức ăn là thức ăn ngon, rượu cũng là rượu ngon. Đối với lời của Tùy An, dường như một chữ cũng không nghe thấy, tự mình ản, tự mình uống. Trong mắt Tùy An lóe lẻn hung quang, Cơ Sung, anh có ý gì vậy, bây giờ hắn không phải là nô bộc của chủ nhân nhà tôi. Cũng không phải thuộc hạ của tôi, anh bảo tôi qua nói chuyện với con kiến hôi cảnh giới cố bản, anh cảm thấy thích hợp không? Cái này, khóe miệng Cơ Sung giật giật, hắn giải thích, mặc dù anh Trần là cảnh giới cố bản, nhưng thực lực thật sự đã vượt xa cảnh giới hiện tại, có thể vượt cấp chiến đấu. Nói đến đây, Cơ Sung lại nói, Tùy An, hắn thật sự là khách quý của đảo Đỉnh Thiên, tôi không thế nào làm chủ, hay là... Anh quay về bảo anh Tùy suy nghĩ thêm đi. To gan. Lời Cơ Sung còn chưa dứt, Tùy An đột nhiên quát, chuyện chủ nhân nhà tôi quyết định, đạo lý chưa từng sửa đổi, anh dám bảo anh ấy suy nghĩ thêm, anh là cái thá gì chứ? Không biết điều. Một đường uy thế đè xuống. Cơ Sung trong nháy mắt cảm thấy bả vai giống như gánh phải sức mạnh vô tận, đứng cũng không vững. Chẳng lẽ Tùy An không biết Trần Đức rất mạnh, có thể vượt cấp chiến đấu sao? Nương nhẻn biết. Vì chuyện của Thiên Tử Các, hỏng đó Trần Đức là nhân vật tiêu điểm, Tùy An đã điều tra qua lai lịch của anh, người này xuất hiện từ đảo Khốn Long, vượt cấp chém chết Nam Cung Trần, mỗi một sự tích đều khiến người ta kinh sợ. Đáng tiếc,
Tùy An Hàn không sợ. Có thế vượt cấp chiến đấu thì sao? Nam Cung Trần cũng chỉ là người của một gia tộc nhỏ mà thôi, sống mấy chục ngàn năm mới là cảnh giới khai thiên, nói ra cũng khiến người ta cười rụng răng, có thế so với Tùy An hắn sao? Có thần Mộng Thiên Tông, có Tùy Lập Hiên hậu thuẫn, Trần Bát Hoang dám làm gì? Động vào hắn thử xem. Sở dĩ hắn không trực tiếp tìm Trần Đức, ngoại trừ khinh thường ra, chính là muốn thông qua chèn ép Cơ Sung, đánh vào mặt anh, nghiền ép oai phong của anh. Cơ Sung, anh đúng là khiến người ta chết cười mà, tưởng rằng có Vân Tịch Giao chống lưng thì không ai ỷ dám động vào anh. Anh cũng quá may mắn mới được làm nô bộc của cô ta, anh cho rằng mình là cái thá gì vậy? Anh nhìn Phương Nhạc Hải của đảo Định Thiên các người, còn có mấy tên bảo vệ trật tự kia, có ai dám như anh không? Chẽn mặt Tùy An hiện lên nụ cười đắc ý, hắn nâng tay lên, chỉ vào mũi Cơ Sung, mặc dù cùng là người làm, nhưng anh là cái thá gì mà dám thách thức với tôi? Áp lực càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn. Thực lực của Cơ Sung vốn không mạnh, không phải võ giả cùng cấp bậc với Tùy An, loại áp lực đó ép xương cốt hắn rắc rắc vang dội, toàn thân sa sầm, sặc mắt khó coi như đã chết. Cơ Sung, bây giờ biết mình hèn mọn hơn rồi hả? Tùy An cười nhạt không dứt, quét mắt nhìn Trần Đức, sau khi giáo huấn Cơ Sung, hắn lại thu hồi áp lực, thản nhiên nói, còn không mau truyền đạt lời của tôi cho họ Trần kia. Cơ Sung cúi đầu, sắc mặt thật sự không tốt. Hai quả đấm nằm chặt, rắc rắc vang dội. Nhưng, hẳn không phải đối thủ của Tùy An. Huống chi, dù phải thì thế nào, đánh chó phải nhìn mặt chủ, Tùy An không phải người hẳn có thế động vào, một khi động rồi, rất có khả năng sẽ gây ra tai vạ bất ngờ cho đảo Định Thiên. Vừa đắc tội thần Mộng Thiên Tông, vừa chọc giận Trần Đức. Cơ Sung rơi vào lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, rất nhiều người cũng chú ý tới bên. Đây. Trong lòng mọi người biết rõ, Tùy An nhất định là do Tùy Lập Hiên gọi qua, hơn nữa cũng khỏng phải hắn ta thật tâm muốn thu nhận Trần Bát Hoang làm nô bộc, hơn phân nửa là nhìn chúng quả âm chi trên người anh, còn có 500 triệu nguyên thạch thượng phẩm, hai loại này, bất kỳ đồ vật nào cũng khiến người ta rung động. Tùy Lập Hiên không đích thân ra tay, chỉ vì ngại nơi này là địa bàn của đảo Định Thiên, hắn không tiện ra tay mà thôi. Rõ ràng là nhằm vào Trần Bát Hoang. Mà lúc này Trần Bát Hoang vẫn đang uống rượu dùng bữa, giả bộ khỏng thấy, không nghe, hoàn toàn không dám hé răng. Ha ha! Sơ rồi! So với Trần Bát Hoang trong lời đồn kia hình như có hơi hữu danh vô thực. Cơ Sung, ngay lúc Cơ Sung tiến thoái lưỡng nan, Trần Đức đang dùng bữa uống rượu, đột nhiên đứng dậy, vỗ bả vai hắn, cười nói, không cần khó xử, chỉ là mời rượu thôi chứ gì. Chuyện nhỏ, tôi đi. Nói xong. Trần Đức rót rượu vào ly không của mình. Cái này, Cơ Sung nhìn Trần Đức, có chút kinh ngạc. Kiêu ngạo như Trần Bát Hoang cũng chỉ có thế lựa chọn cúi đầu sao. Cơ Sung thở dài, mặc dù ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Không còn cách nào khác, Tùy Lập Hiên quả thực quá mạnh mẽ, Trần Bát Hoang dù có là cấp thiên cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn ta. Dù sao, hắn ta là cường giả cảnh giới đăng thiên. Cao hơn Trần Đức ba cảnh giới lớn. Nói thế nào nhí, cảnh giới này đủ để giết cường giả cảnh giới khai thiên trong nháy mắt, so với chiến thần Quách Khai cùng ở bảng xếp hạng ngàn tuổi, trước mặt Tùy Lập Hiên cũng chỉ là em trai mà thôi. Cho nên, Trần Đức sợ cũng là điều rất bình thường. Đối mặt với cường giả thì khom lưng khuỵu gối, tạm thời nhẫn nhịn, không mất thế diện, không những không mất thể diện, ngược lại lựa chọn rất thông minh, không phải sao? Ha, Tùy An cười nhạt. Còn tướng rằng xương cứng thế nào, hóa ra cũng chỉ là thằng nhát gan. Mặc dù Tùy An là nô bộc, nhưng từ đầu đến cuối, từ tận đáy lòng hẳn đều xem thường Trần Bát Hoang, nói ghen tị cũng được, khinh thường cũng được. Tóm lại, trong mắt hắn, Trần Bát Hoang chính là một con kiến hôi, lúc châm biếm lại càng không hề che giấu, giọng nói cứ xê lớn. Công tử, thật xin lỗi, dù Cơ Sung hiếu Trần Đức nhẫn nhịn, nhưng vẫn có chút xấu hổ, là tôi không bảo vệ tốt cho anh. Không ai phải xin lỗi ai cả. Trần Đức cười nhạt. Lập tức, dưới con mắt của hơn 100 cường giả, anh đi thẳng về phía Tùy Lập Hiên, bước chân bình thường, không nhanh không chậm. Không hổ danh là cậu Tùy, chỉ cần cho một tên nô bộc qua là có thể thu phục Trần Bát Hoang, bội phục, cùng bàn với Tùy Lập Hiên, một người đàn ông trung niên đứng dậy mời rượu. Ông ta là Lâm Hàn Quang, đến từ Âm Dương Thánh Giáo, là một trong ba đại giáo chủ, xếp hàng thứ hai. Nghe đồn thằng nhóc kia rất quật cường, rất điên cuồng,
tôi thấy cũng chỉ như vậy mà thôi. Một lão giả lắc đầu, ông ta tên là Trương Hằng Chi, đến từ dòng tộc của Ngô Thanh Phong, một trưởng lão của Thiên La Thần Điện, thân phận còn cao hơn Ngô Thanh Phong. Ngoài ra còn có mấy người đều là những người xuất sắc đứng đầu, bao gồm đồng môn của những người đã chết ở Thiên Tự Các, còn có các nhân vật cấp bậc tông chủ và trưởng lão thế lực đứng đầu hạng hai. Bọn họ có người trông rất già, có người lại rất trẻ tuổi. Nhưng không một ngoại lệ, đều là những lão già sống đến từng tuổi này, tùy Lập Hiền tuổi tác nhỏ nhất, có hơn 400 tuổi. Một tu sĩ cảnh giới cố bản mà thôi, đến thành Bồng Lai, có Hằng Thiên Các và Hương Mãn Viên che chở, không ai muốn động vào hắn, nhưng ở đây thì khác, không ai giúp đỡ hắn, ngoại trừ khuất phục ra, hắn còn có thể có lựa chọn gì khác, tùy Lập Hiền tự tin và đầy thản nhiên, mắt phượng mũi cao, tràn đầy gió xuân, mặc dù trẻ tuổi, nhưng so với đám người đang ngồi ở đây, khí tức cũng không kém hơn bao nhiêu. Khi mấy người trò chuyện, hai người Trần Đức và Cơ Sung đã đi đến trước bàn bọn họ. Tùy Lập Hiên nghiêng mắt liếc nhìn Trần Đức, cũng không nói gì, lưng ưỡn thẳng tạp, như đang chờ đợi Trần Đức quỳ xuống. Anh chính là Tùy Lập Hiên, đi đến bên cạnh, Trần Đức nhìn Tùy Lập Hiên, hỏi, thiếu tông chủ của thần Mộng Thiên Tông, em trai Tùy Cửu Thiên, Tùy Lập Hiên. Phải, Tùy Lập Hiên bưng rượu lên, nhàn nhạt nhấp một ngụm, một chữ cũng không nói thêm, nếu hắn ta khinh thường nói thêm một chữ cũng là làm nhục thân phận địa vị của anh. Trần Bát Hoang, nếu đã đến rồi, còn hỏi gì nữa, vị này chính là cậu Tùy Lập Hiên, còn không mau quỳ xuống mời rượu, Trương Hằng Chi cười ha ha, nụ cười lạnh đi vài phần, chờ cậu mời rượu xong, chúng tôi còn có vấn đề muốn hỏi cậu, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi rất quý báu. Trần Đức cười nhạt. Dường như khỏng nghe thấy lời của Trương Hằng Chi, anh lại hỏi, tôi muốn xác nhận một chút, là anh muốn tôi mời rượu sao? Tùy Lập Hiên nhìn lướt qua Trần Đức, trong đôi mắt có phần mất kiên nhẫn, không sai, chính là tôi, sao hả, rượu này mời hay không? Không mời thì cút. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Tùy Lập Hiên từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ cao ngạo, lạnh lùng của người bề trên. Nhưng, ai cũng biết. Một khi Trần Bát Hoang thật sự cút đi thì mạng của anh cũng chấm dứt tại đây. Thiếu tử, kiên nhẫn của chủ nhân nhà tôi có giới hạn, anh còn dài dòng nữa, đừng trách tôi không khách khí, Tùy An vênh váo hống hách, giơ ngón tay lên chỉ thẳng mũi Trần Đức, tôi cảnh cáo anh, cơ hội chỉ có một lần. Cảnh cáo tôi, anh là cái thá gì? Trần Đức quét mắt về phía Tùy An, ngay sau đó. Soạt, không chút dấu hiệu, trong tròng mắt của Trần Đức bắn ra một đường tinh mang. Hai đường thần mang như điện xoẹt, cắt không gian thành hai vết nứt, nhắm thẳng vào Tùy An. Phụt! Một trận máu bắn tung lóe. Cổ họng của Tùy An vẽ ra một đường đỏ. Trong khoảnh khắc, máu tươi tràn ra. Tùy An trợn mặt, toàn thân giống như mất đi sức lực, một giây kế tiếp, hắn quỵ xuống đất, ngã ầm một tiếng. Chết! Tùy An, chết rồi! Cảnh tượng này đến cực kỳ đột ngột, cho dù là Cơ Sung. Đám người Tùy Lập Hiên hay hộ vệ bí mật của đảo Định Thiên, ai cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra cảnh này. Ngắn ngủi chưa đến một giây. Tùy An. Thần hồn cũng chết. Máu tươi giống như cột nước, chậm chậm chảy ra từ trong yết hầu, nhuộm đỏ cả sàn thuyền. Cơ Sung trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm cơ thể Tùy An giống như gặp quỷ, mí mắt rung rung, khóe miệng run rẩy muốn nói gì đó, nhưng hồi lâu vẫn không nói nẻn lời. Những người còn lại càng đứng ngây người như phỗng. Nhưng, mọi người còn chưa kịp hồi phục tinh thần, cảnh tượng kinh hãi hơn lại xảy ra. Rào rào. Hai. Lại thấy. Ly rượu trong tay Trần Đức hơi nghiêng, hương rượu trong ly đổ rào rào xuống, ly rượu nhỏ tỏa ra quy luật không gian, đổ ít nhất một thùng nước như thác xuống đỉnh đầu Tùy Lập Hiên. Rượu từ chèn đầu rơi xuống ngũ quan Tùy Lập Hiên, lại từ ngũ quan đổ xuống, khiến quần áo hắn ta ướt một mảng. Bình thường mà nói. Rượu không thể nào đến gần hắn ta, nhưng đối mặt với Trần Đức, Tùy Lập Hiên cũng không có bất kỳ phòng bị nào, cộng thêm cái chết của Tùy An khiến hắn ta sững sờ trong giây lát, hoàn toàn không chút ý, đột nhiên nước chảy xuống đầu, trong nháy mắt ướt như chuột lột. Đồng thời, Trần Đức xoay người bỏ đi. Lúc rời đi, còn đạp lẻn cơ thể Tùy An. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. Từng bước một giáng xuống. Cơ thể Tùy An rắc rạc vang dội, bị đạp đến mức liên tục biến hình, hoàn toàn không còn hình người. Bốn phía rơi vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người lúc này đến cả hít thở cũng quên hết, ngơ ngác xuất thần,
Cảnh tượng trước mắt khiến linh hồn bọn họ giống như ấn nút ngừng tạm thời, dừng tất cả hoạt động, tất cả suy nghĩ, đông cứng như pho tượng. Trong phòng mấy cái hít thở, Trần Đức đã trở về vị trí ban đầu, nhàn nhạt nhìn về phía Tùy Lập Hiên, khóe miệng nhếch lên thành đường cong, anh Tùy, rượu mời rồi, sao hả? Mùi vị thế nào, uống ngon không, cơ hội này tôi nắm cũng chắc đấy chứ. Giọng nói bình thản giống như một viên đá ném xuống mặt hồ, trong không gian tĩnh mịch truyền ra từng tiếng hít lạnh. Thằng điên, tẻn nhãi này thật sự điên rồi, tự tìm đường chết. Hắn xong đời rồi. 2N. Trong nháy mắt, rất nhiều người run rẩy, phát ra tiếng kinh hãi muốn chết, hơn 100 người nhìn chằm chằm Trần Đức, giống như nhìn kẻ điên, nhìn một tên ngốc. Giết Tùy An, làm nhục Tùy Lập Hiên. Điều này còn to gan hơn trời, Tùy Lập Hiên hắn ta sẽ bỏ qua sao? Lúc này, trong không khí đã tràn ra một luồng sát khí. Sát khí đó ngưng động thành thực chất, máu tươi chẽn đất của Tùy An dưới luồng sát khí này bắt đầu trôi lơ lửng, hóa thành hơi nước. Giống như có từng con dao vô hình đang chém vào da thịt và xương cốt của đám người xung quanh, truyền ra từng trận đau đớn. Ngọn nguồn của sát khí. Không ai khác chính là Tùy Lập Hiên. Hắn ngồi tại chỗ, ngực phập phồng, sắc mặt trắng bệch, đang tiêu hóa mọi thứ trước mắt. Tất cả những thứ này xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức không kịp có bất kỳ một phản ứng nào, trên thực tế, không ai ngờ được rằng Trần Bát Hoang lại lớn gan như vậy, chẳng qua hắn chỉ là một võ giả cảnh giới cố bản mà thôi, mạnh đến mức nào được cơ chứ. Không bàn đến Tùy Lập Hiên là một cao thủ đăng thiên, mà Trương Hằng Chi và Lâm Hàn Quang cũng không thua kém gì. Nói đến Trương Hằng Chi đi, ông ta cũng đã là cao thủ lăng thiên rồi. Lâm Hàn Quang thì hình như đã đến rất gần cảnh giới lăng thiên, mà bàn này... Ngoài Trương Hằng Chi thì vẫn còn hai cao thủ lăng thiên nữa, số khác đều là cảnh giới đăng thiên. Bất kỳ một người nào cũng đủ sức nghiền nát thứ rác rưởi cố bản. Thế nẻn. Không có ai nghĩ rằng Trần Bát Hoang dám làm ra bất kỳ chuyện gì, cũng không có ai đề phòng hắn, dù sao cũng chỉ là một con châu chấu, một con kiến mà thôi, trước mặt cao thủ như họ thì có thể tạo ra sóng gió gì được cơ chứ. Chỉ là... Sự thật là Trần Bát Hoang đã dấy lên một ngọn sóng. Hơn nữa, đó còn không phải là một cơn sóng bình thường, tất cả những gì hắn làm như một cái tát hết sức vang dội đáp thẳng vào mặt Tùy Lập Hiên, vào mặt tất cả mọi người trong bàn. Đúng vậy, với những người ở cấp bậc của bọn họ mà nói thì cần một khoảng thời gian nhất định để chấp nhận, để tiêu hóa. Nhất là những lời khéo khích của Trần Bát Hoang, có thể nói là kiêu ngạo đến cùng cực, ngông cuồng không sao tả nổi. Phù! Hít một hơi thật sâu, Tùy Lập Hiên vươn người đứng dậy. Không nói tiếng nào, đi tới chỗ Trần Đức, khi đã đứng gần Trần Đức. Mỗi một bước đi của hắn, cả chiếc thuyền đều phải hung hăng rung lên, đồng thời, dưới chân cũng xuất hiện dấu chân sâu thật sâu. Khi đi lướt qua cơ sung, thì cơ sung hoàn toàn không thể chịu nổi, miệng phun máu tươi, trực tiếp gục xuống. Nhưng vẫn chưa chết. Tuy địa vị của cơ sung trên đảo Định Thiên này rất thấp, không có Vân Tịch Giao, hắn chí là một người trong suốt. Nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của đảo Định Thiên, Tùy Lập Hiên không tiện giết chết hắn. Đáng tiếc, cảnh giới cố bản dùng ánh mắt giết chết hai cao thủ khai thiên, thực lực khủng bố như thế, một khoảng thời gian nữa xác chắn sẽ bước vào bảng xếp hạng ngàn tuổi. Ha ha, thiên phú yêu nghiệt thì có tác dụng gì, thiên tài chết trẻ nào có ít đâu. Cũng đúng, rất nhiều yêu nghiệt, thiên tài ngông cuồng và hợm hĩnh như hắn vậy, kiêu ngạo không biết thu mình. Không biết bao nhiêu võ giả có tiềm lực chết đi mỗi năm, trước khi trưởng thành, dù có yêu nghiệt cách mấy thì cũng chỉ là một tên ngu ngốc chưa đủ chín chắn mà thôi. Ta mẹ nó muốn đánh chết hắn, ngu ngốc. Khi Tùy Lập Hiên tới gần, xung quanh có những tiếng bàn tán vang lên, có tiếc hận, có bùi mùi xúc động, tất nhiên 8-90% đều là tiếng cười cợt, mỉa mai. Trần Bát Hoang, tao khá là khâm phục mày đấy, cùng lúc đó, hẳn ta đã đứng cách Trần Đức chưa tới 1 mét. Giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương. Theo lý mà nói, bản công tử thật sự không biết mày lấy đâu ra lá gan đó, mày tưởng mình có thể vượt cấp giết người ư? Dám làm ra những việc như thế, chí là, như thế cũng tốt, mày chết rồi, tất cả mọi thứ của mày đều thuộc về tao. Nói xong, không cho Trần Đức bất kỳ cơ hội. Nào, Tùy Lập Hiên đã trực tiếp ra tay. Hắn ta vốn mạnh hơn Trần Đức 3 cảnh giới lớn, ra tay lại chiếm hết thiên cơ. Có thể nói là muốn đẩy Trần Đức vào chỗ chết, không cho anh chút cơ hội sống sót nào.
xem như bị hắt một ly rượu và cái chết của Tùy An là cái giá phải trả đế đối lấy quả âm chi, đối lấy 500 triệu nguyên thạch thượng phẩm, rất đáng giá, lời to. Ầm ầm. Khoảnh khắc Tùy Lập Hiên ra tay, sóng gió nối lên, đất trời thất sắc, thuyền lung lay như sắp sập xuống, Phương Nhạc Hải đang ấn nấp ở một nơi kín đáo vội vàng sai người thúc đẩy trận pháp, củng cố chiếc thuyền, vầng sáng lập tức bùng lên xung quanh, đạo văn hiện lên hết tầng này đến tầng khác mới giữ vững được. Gần như cùng lúc, Tùy Lập Hiên giơ lên một chưởng, đánh xuống. Đại đạo quấn quanh năm ngón tay, hắn ta trông hệt như một thiên thần, rõ ràng dáng người không cao, lại tạo cho người ta cảm giác cao như núi, sâu như biển. Một chưởng mang theo thần uy đại đạo khủng bố từ trên trời rơi xuống. Ầm ầm ầm, một chưởng như trăm ngàn ngọn núi đổ ầm xuống, như hàng vạn cơn sóng đánh ập tới, như vật đối sao rời. Nhanh, mạnh, tàn nhẫn. Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, một chưởng trông có vẻ đơn giản là thế, lại hoàn toàn vượt qua phạm vi sức mạnh của Đăng Thiên Ngũ Giai, có thể nói đã đến rất gần Đăng Thiên đỉnh phong rồi. Pháp tắc đại đạo khủng bố quấn quanh, khóa chặt lấy Trần Bát Hoang. Dù hắn muốn trốn, cũng không thể trốn thoát được. Cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tùy Lập Hiên, một khi nó rơi xuống, hắn chết là chuyện không có gì đế nghi ngờ, cũng không có gì đế dây dưa kéo dài. Đúng là thần Mộng Thiên Tông, người nằm trên bảng xếp hạng ngàn tuổi có khác, Trương Hằng chỉ than thở. Tùy Lập Hiên quá mạnh mẽ, có hân ta cùng với Tùy Cửu Thiên ở đây, thì sau này thần Mộng Thiên Tông trở thành tông môn viễn cố cũng không phải là chuyện gì khó. Trần Bát Hoang này quá ngông cuồng, đừng nói là Tùy Lập Hiên tuổi trẻ dề nóng nảy muốn giết hắn, Tùy Lập Hiên mà không ra tay thì lão phu cũng sẽ làm việc đó. Không sai, cậu Tùy mà không ra tay thì tôi cũng sẽ ỉ già giết nhỏ. Lâm Hàn Quang cũng gật đầu. Trong bàn đó, có rất nhiều người đồng ý với những gì họ nói, có kha khá người muốn giết Trần Bát Hoang cho thoải mái. Một mặt là ngứa mất muốn dạy hắn một trận ra trò, mặt khác là muốn có được bảo bối. Hắn như một miếng thịt béo bỡ mà ai cũng muốn tới cắn vài ngụm. Ha ha, tôi nghi ngờ đầu thằng nhóc này bị cửa kẹp mất rồi, ông xem bây giờ cậu ta vẫn đứng đó không nhúc nhích kìa, xác là sợ choáng váng cả đầu rồi, một ông lão cười ha hả nói. Đúng vậy, cách đó không xa, Trần Đức vẫn không hề nhúc nhích. Hắn không tiến vào cực cảnh, cũng không dùng tự tại thần ma công. Vẫn giữ thái độ bình thường, bình tĩnh đến lạ lùng. Ở trạng thái này, hắn cũng không phải là đối thủ của Tùy Lập Hiên. Nhưng, hắn không hề lo sợ. Mặc cho một chưởng đó rơi xuống. Nhóc con, cậu biết tôi sẽ giúp cậu đúng không? Ngay khoảnh khắc chí mảnh treo chuông hết sức nguy hiểm đó, trong đầu Trần Đức vang lên giọng nói của lão yêu hoàng. Bỗng nhiên, một nguồn năng lượng khủng bố, phô biên như biến lớn ùa vào tứ chi bách hải và thần hồn của Trần Đức. Cũng trong khoảnh khắc đó, Trần Đức không chờ đến khi luồng sức mạnh đó ập đến toàn bộ, anh cử động. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, hắn đột nhiên giơ tay lên. Chỉ một cái giơ tay hết sức nhẹ nhàng, không có dấu hiệu báo trước nào, bất ngờ giơ lên để nắm lấy thứ gì đó. Sau đó, cảnh tượng khủng bố đến mức không thể khủng bố hơn xuất hiện. Cái tay trông có vẻ thoải mái, khiến con người ta chẳng có gì để nói đó lại bắt được cánh tay Tùy Lập Hiên. Trong nháy mắt, xung quanh vang lên tiếng nố mạnh, đại đạo sáng ngời, giải ánh sáng bùng lên rồi biến mất, tay Trần Đức như cái khóa giữ chặt lấy tất cả sức mạnh, tất cả mọi thứ đều trở về yên tĩnh trong nháy mắt. Anh mới nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ lắm, Trần Đức thản nhiên mở miệng, sau đó xoay cố tay. Răng rắc, một luồng nguyên khí như biến chảy vào cánh tay Tùy Lập Hiên, trong nháy mắt, cánh tay hẳn ta đã gãy, da thịt như cái bánh quai trèo bị vặn. Cùng lúc đó, Tùy Lập Hiên phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, mặt mũi dữ tợn nhăn nhúm lại một chỗ. Đau, đau thấu tâm can. Không chỉ cánh tay, mà tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng cũng đau nhói lên, như đang bị con sâu căn từng miếng một, cảm giác đau đớn đó, dù là cao thủ đăng thiên như hắn ta cũng không thể nào chịu nổi. Bộp, cùng với cái vặn tay của Trần Đức, cơ thể đang đứng thẳng của hắn ta cũng dần khuỵu xuống, quỳ nửa người xuống đất. Trán và mặt đều vã hết cả mồ hôi lạnh. Ánh mắt hắn ta chỉ tồn hại sự hoảng hốt, sợ hãi cùng với khủng bố vô tận. Không cần biết Tùy Lập Hiên đang có trạng thái thế nào, đúng lúc đó, Trần Đức cử động. Bốp! Một đá, mạnh mẽ va vào người Tùy Lập Hiên. Xoẹt! Có thể thấy rất rõ, cánh tay Tùy Lập Hiên đang bị Trần Đức nắm lấy,
cùng với một đá tung ra, nó đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể, cả người hắn ta như viên đạo đại bác văng đi thật xa, lao vụt ra khỏi chiếc thuyền, cả trận văn quanh thuyền cũng không thể ngăn hắn ta lại. Tốc độ của thuyền rất nhanh. Chỉ trong vài giây, Tùy Lập Hiên Đế lại một vệt máu dài rồi biến mất trong tầm mắt tất cả mọi người. Có thể thấy rất rõ. Cách đó mấy ngàn mét. Một ngọn núi cao cả vạn mét như chịu một đòn tấn công rất mạnh, phát ra tiếng rầm rầm, nứt vỡ ngang, núi đá cùng rơi xuống, cây cối sập ầm ầm, khói bụi mịt mù. Yên tĩnh. Bấy giờ, cả khoang hạng nhất của chiếc thuyền chìm vào sự yên tĩnh như chết lặng. Khoáng gian như đóng cứng lại. Hơn 100 người, nhìn chằm chằm ngọn núi sập xuống ở phía xa, mãi vẫn không nói nên lời. Sao lại như thế được? Má nó! Sao lại có thể làm được như thế? Trần Bát Hoang, một cảnh giới cố bản hàng thật giá thật. Hay là, Tùy Lập Hiên và Trần Bát Hoang đang hát kịch, diễn tuồng gì đấy hả? Không không không, tuyệt đối không thể là diễn được, ai diễn kịch lại đi giết người rồi là bẻ tay như thế. Huống chi, Tùy Lập Hiên còn là em trai của thiếu tổng chủ thần Mộng Thiên Tông, cần gì phải diễn? Dù nghĩ thế nào họ cũng không thể hiếu nối Trần Bát Hoang đã làm gì để tạo ra cảnh tượng đó. Biến thái. Không khỏng không. Dù là biến thái thì cũng có giới hạn, cũng có mức độ mới đúng, cảnh giới cố bản, hung ác nghiền nát cảnh giới đăng thiên, má nó. So với biến thái còn biến thái hơn gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn phân đấy nhỉ. Dù là nằm mơ, dù là ảo giác thì bọn họ cũng không bao giờ mơ hay tưởng tượng ra một cảnh như thế. Lúc nãy. Hình như tỏi có nghe thấy ai nói là dù Tùy Lập Hiên không ra tay thì cũng sẽ tự tay giết tôi. Cũng được nhiều người nói hùa theo lắm, mọi người đang nghệt mặt ra đó, thì giọng nói của Trần Đức lại vang lên một lần nữa, anh vẫn ngồi đó, vẫn uống rượu, như thế chưa hề xảy ra chuyện gì, ngồi yên chờ cá cắn câu. Nhưng, lời anh nói, lại khiến rất nhiều người âm thầm sợ hãi. Cả chiếc thuyền đều chìm vào yên tĩnh, không ai dám tiếp lời. Trần Đức uống một ngụm rượu, không biết là vị tiền bối nào nói ấy nhỉ. Đứng ra đẩy, cho danh con này xin một bài học với. Giọng nói hết sức bình thản, không chút cảm xúc vang vọng bên tai tất cả mọi người trên thuyền. Trương Hằng Chi, Lâm Hàn Quang, cùng với những người từng nói xấu Trần Đức đều bắt đầu run lên, lòng đầy sợ hãi, đối mặt với một võ giả cảnh giới cố bản chưa tới 30 tuổi. Đây là lần đầu tiên trong đời họ cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt đến thế. Tuy người Trần Bát Hoang đánh bại Chí là một võ giả cảnh giới đăng thiên, rất nhiều người ngồi ở đây mạnh hơn Tùy Lập Hẽn rất nhiều, nhưng vấn đề là Trần Bát Hoang thắng rất thoải mái, rất nhàn nhã. Đặt mình vào vị trí của anh mà nghĩ, thì họ có thể đánh bại Tùy Lập Hiên như thế không? Không thể. Chắc chắn là không thế. Vì thế, họ đưa ra một kết luận. Bọn họ, 10.000% không phải là đối thủ của Trần Bát Hoang. Giờ phút này. Tất cả đều chìm trong hoảng sợ, tất cả đều không dám mớ miệng nói chuyện, khoang hạng nhất đầy náo nhiệt bỗng chốc lặng ngắt như tờ, cây kim rơi xuống cũng có thế nghe thấy. Sao, Trần Bát Hoang tôi vẫn ngồi đây chờ các người tới giết này, bây giờ các người lại không dám à, lại một chén rượu cạn đáy, Trần Đức đảo mắt qua tất cả mọi người, mỗi lần lướt qua một người thì ké đó lại tránh đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sao thế, không dám nói nữa rồi hả? Lúc nãy vẫn còn người đứng cười cơ mà. Cười nữa đi, nói nữa đi. Bầu không khí chìm vào sự yên tĩnh mà ai cũng sợ. Toàn bộ khoang hạng nhất đều chìm vào sự lặng lẽ đến kỳ lạ. Mọi người đều bị khí thế của Trần Đức nghiền nát, dầm nát dưới chân, không có ai dám lên tiếng. Cậu Trần, sự yên tĩnh kéo dài lẩu thật lẩu. Xa xa, một ông lão run rẩy chậm rãi đi tới, đó chính là Phương Nhạc Hải đón tiếp mọi người, trong tay ông ta là một vò rượu, đến chỗ Trần Đức. Cậu Trần, một vừa hai phải thôi là được rồi, những người có mặt ở đây đều là khách quý của đảo Định Thiên, đẩy là rượu ngon lão cất giữ suốt 30.000 năm qua, vị rất thơm, mong cậu nhận cho. Phương Nhạc Hải giơ một vò rượu lên. Vò rượu chỉ lớn chừng một bàn tay, nhưng trên thân vò lại dày đặc đạo văn, có thể thấy nó không nhỏ như vẻ bề ngoài. Tuổi thọ của nó cũng khá cao rồi, có thể cảm nhận được điều đó. Thế nhưng... Trần Đức không nhận lấy rượu mà chỉ nở nụ cười lạnh, ha ha. Phương Nhạc Hải, ông xuất hiện đúng lúc quá nhỉ, lúc nãy khi Tùy Lập Hiên muốn giết tôi sao không thấy ông xuất hiện. Bây giờ lại vội vàng nhảy ra, sợ tôi phá bữa tiệc đảo Định Thiên này hả?
Sắc mặt Phương Nhạc Hải bỗng chốc tối sầm, gương mặt già nua ấy đỏ bừng, tay cầm vò rượu cũng khẽ run run. Giọng ông ta cũng có vẻ run rẩy. Trước đó không xuất hiện là vì ông ta cũng chướng mắt Trần Bát Hoang, một Trần Bát Hoang chết thì có làm sao, nào ngờ anh lại mạnh đến vậy. Phương Nhạc Hải hối hận đến xanh cả ruột. Mong cậu có thể nể mặt lão già này một chút, im lặng thật lâu sau, Phương Nhạc Hải mới nói, cầu xin cậu đấy. Trần Đức Vân khỏng hề nhúc nhích. Phương Nhạc Hải buộc lòng phải cầu cứu, nhìn về phía Cơ Hòa đằng xa, Cơ Hòa cùng ngầm hiếu được, vội vàng tiến lên cầu xin, thưa cậu, hãy nhận lấy vỏ rượu này đi được không, xem như nể mặt thánh nữ, được chứ? Được rồi. Lúc này, Trần Đức mới nhận lấy vỏ rượu đó. Sau đó, anh đứng dậy, đi về phía bàn của Lâm Hàn Quang, Trương Hằng Chi. Cậu Trần, Phương Nhạc Hải cứ tưởng Trần Đức vẫn còn muốn gây chuyện, sợ đến mức mất hồn lạc phách, muốn nói gì đó thì bị Cơ Sung giữ chặt, lắc đầu, nhỏ giọng nói, nếu anh Trần đã nhận rượu của ông thì sẽ không ra tay, yên tâm đi. Trần Đức đi từng bước đến chỗ bọn Trương Hằng Chi và Lâm Hàn Quang. Cả bàn đầy người đó không hề thoải mái mà lúng túng đến lạ, hận không thể đào một cái hố để chui xuống. Vài giây sau, Trần Đức đã đến rồi. Bốp! Vò rượu trong tay anh đặt mạnh xuống bàn, kiêu ngạo đến cùng cực, lớn tiếng nói, tôi thích cái bàn này, tất cả cút hết đi cho tôi. Mọi người đột nhiên run lên, sợ không thể tả nổi, sắc mặt tái nhợt, mãi một lúc lâu không thấy nhúc nhích. Bọn họ đều là những nhân vật rất lớn như trưởng lão, giáo chủ, tổng chủ. Thế mà hôm nay lại bị một tiểu bối nhỏ tuổi buộc phải nhường chỗ, đúng là nhục nhã không sao tả nổi, cả đám đều khó chịu. Hơi thở cũng trở nên khàn khàn, ngực cứ phập phồng mãi không ngừng, ngọn lửa giận cũng bắt đầu bùng lên trong nháy mắt. Sao, điếc hết rồi hả, hay là bị mù, thấy mọi người không nhúc nhích gì, Trần Đức lại hỏi. Anh vừa dứt lời thì đột nhiên một người đứng dậy, hung dữ nhìn chằm chằm vào Trần Đức, Trần Bát Hoang, cậu khinh người quá đáng rồi đấy. Đó là một người đàn ổng trung niên, không yếu, Lăng Thiên Sơ Kỳ, chính là kẻ đã nói đầu Trần Đức bị cửa kẹp, là tên ngu ngốc. Đồng thời, Trần Đức cũng nhìn về phía ông ta, đúng vậy, tôi khinh người quá đáng đó, rồi sao? Tôi khinh người quá đáng đó, rồi sao? Chỉ ngắn ngủi vài chữ, lại vang vọng bên tai mọi người. Ngông cuồng. Thật sự quá ngông cuồng. Hoàn toàn không xem đám cao thủ Lăng Thiên, Đăng Thiên ngồi đầy bàn ra gì cả. Cực kỳ bá đạo. Ở đó, tim của khá nhiều cô gái bắt đầu đập loạn, hết sức sùng bái và hâm mộ sự khí phách của Trần Đức. Đó chính là cảm giác rung động. Cánh đàn ông thì lại xấu hổ không thôi, hơn trăm người bị một thanh niên như Trần Bát Hoang ép tới không dám thở mạnh dù chỉ là một hơi, đúng là mất mặt. Đánh đi, mau ra tay đi. Mọi người điên cuồng cố vũ, hận không thể bảo người đàn ông trung niên kia ra tay với Trần Bát Hoang ngay lập tức. Dù sao thì bọn họ cũng hết sức khi ngờ rằng Trần Đức mạnh như vậy là nhờ vay mượn ngoại lực, hoặc là thủ đoạn gì đó. Nhưng có lẽ bây giờ đã trở lại bình thường rồi. Chỉ cần người đó ra tay, chắc chắn sẽ đủ sức sống mãi đến cùng. Tôi, sự can đảm khó lắm mới có được của người đàn ông trung niên đó lập tức bị những lời Trần Đức nói nhét ngược trở về, tôi muốn đi. Nói xong, ông ta trực tiếp xoay người bỏ đi. Ông ta đi rất nhanh, thậm chí còn có cảm giác như đang bỏ trốn, lượn sang cái bàn mà Trần Đức ngồi trước đó, chẳng nói chẳng rằng. Các người thì sao? Thấy ông ta đỉ, Trần Đức lại nhìn đám Trương Hằng Chi, Lâm Hàn Quang, còn chưa chiêu cút. Mặt mấy người còn lại xám ngoét như cho tàn, cực kỳ khó coi. Thế nhưng, bọn họ vẫn phải chấp nhận cúi đầu. Những lúc thế này, không ai dám trái ý Trần Đức, không ai dám lấy mạng mình ra cược, một dám như cái xác không hồn đứng dậy rời đi. Trần Đức lại cảm thấy thoải mái ngồi xuống. Mấy cô nàng phục vụ xinh đẹp xung quanh hết sức tinh ý, nhanh chóng đổi thức ăn và rượu trên bàn thành những món mới. Còn bàn của Trương Hằng Chi và Lâm Hàn Quang thì sao? Không đối. Không có một người nào để mắt tới bọn họ, trên bàn chỉ có đống cơm thừa canh cặn Trần Đức ăn còn sót lại. Cảnh tượng đám Trương Hằng Chi và Lâm Hàn Quang bị ép xuống bàn dưới ngồi đã lọt vào mắt hơn trăm cao thủ có mặt trên thuyền, khiến cảm xúc của họ lẫn lộn, chỉ vài phút trước. Bọn họ vẫn còn danh chành nhau chạy tới cái bàn đó để mời rượu, bây giờ lại. Cả đám đều chìm trong sự chấn động, không thể chấp nhận sự thật đó, nhưng không muốn thì cũng phải chấp nhận. Trần Đức ngồi xuống,
Thương Lan lại đi về phía trước, hoàn toàn trái ngược với trước đó, hẳn ta lại càng kính sợ Trần Đức, thậm chí còn có cảm giác vạ lây nên không dám ngồi xuống, đứng phục vụ cho anh, Phương Nhạc Hải cũng đích thản rót rượu, gắp món. Cả khoang hạng nhất của chiếc thuyền đó, ngoài bàn của Trần Đức, thì không có ai dám nói nữa. Từ đầu đến cuối chỉ có sự im lặng, không dám nói gì, sợ làm Trần Đức khó chịu. Danh con này biết hù dọa người ta thật đó, mấy tên kia cũng ngu ngốc, chẳng lẽ chúng không nhận ra trên người cậu đã không còn sức mạnh của tôi nữa rồi hả? Lúc này, giọng của lão yêu hoàng chậm rãi vang lên, khá là khinh thường hơn 100 người này. Mà với hành động cố tình chọc giận Tùy Lập Hiên của Trần Đức trước đó, khiến ông ta buộc lòng phải ra tay thì lại không có một ý kiến nào, cũng chẳng có ý định trách tội Trần Đức, ngược lại còn khá là khen ngợi và coi trọng anh. Trong tình huống đó, nếu đổi Trần Đức thành một người bình thường khác, dù trong cơ thể có sức mạnh của ông ta thì cũng chưa chắc đã kiêu ngạo và liều lĩnh như Trần Bát Hoang vậy. Dù sao, người trong bàn đó quá mạnh mẽ. Chỉ cần vung tay một cái là có thể nghiền nát Trần Đức đến chết rồi. Mà Thiên Yêu Hoàng thì rất có thể sẽ không ra tay. Hoặc là ông ta không kịp ra tay. Trông anh như thế đã biết trước Thiên Yêu Hoàng sẽ ra tay, có lá bài tẩy Thiên Yêu Hoàng, trên thực tế, quân bài tẩy này là cái gì đó rất ư là mạo hiểm, thế nhưng anh vẫn dám làm như thế, lá gan không phải là lớn bình thường đâu. Thiên Yêu Hoàng rất thích sự to gan lớn mật đó. Đương nhiên, chỉ có sự can đảm thôi cũng không đủ. Cái Thiên Yêu Hoàng thích nhất vẫn là niềm tin đầy bất khuất, không bao giờ cúi đầu, không bao giờ chịu đầu hàng của anh. Quỳ xuống mời rượu. Một khi đã quỳ xuống, thì tôn nghiêm ớ đảo. Đạo tâm ớ đâu? Nói thật, nếu Trần Bát Hoang mời rượu thật, dù anh không quỳ xuống thì Thiên Yêu Hoàng cũng sẽ khinh thường anh, thất vọng về anh. Người có được ấn ký thiên tâm thì không được phép cúi đầu, không được phép sợ hãi, phải quyết tiến không bao giờ lùi bước. Nếu không, dù có được ấn ký thiên tâm, cũng không thể trở thành người mạnh nhất một phương, trở thành một cao thủ xuất chúng được. Chưa chắc họ đã không biết tôi vay mượn ngoại lực, cũng chưa xác họ không biết tôi đã trở lại trạng thái bình thường, chỉ là không có ai dám hy sinh mạng mình để thử xem nông sâu thế nào thôi. Trần Đức uống cạn một chén rượu, khóe miệng cong cong nụ cười tươi tân. Mấy lão già này quyền cao chức trọng, cũng cả bó túi rồi, tất nhiên họ vô cùng tiếc mạng. Trần Đức cũng ỷ vào điều này để khiến họ kinh hãi. Trên khoang thuyền này có bao nhiêu người? Thì có ít nhất 80-90% người muốn ra tay với anh, cướp lấy bảo bối trên người anh, nếu không giết gà dọa khỉ, khiến tất cả phải hãi hùng, thì có thể sẽ còn rất nhiều phiền toái. Trần Đức không thích phiền toái, nếu như có thể giải quyết luôn một lần, thì giải quyết thôi. Chiếc thuyền nhanh chóng lao về phía trước, tốc độ rất nhanh, một đường đi thẳng. Thời gian lại trôi qua từng giây, từng phút. Ở trên khoang thuyền, ngoài Trần Đức thì chẳng có ai dám lớn tiếng nói chuyện, há miệng uống rượu. Ăn thịt, cực kỳ áp lực. Ầm ầm. Cuối cùng, ba canh giờ sau, bầu không khí áp lực đó cũng tan thành mảy khói khi chiếc thuyền ầm ầm lèn một tiếng. Sau khi âm thanh đó tan đi, chiếc thuyền bắt đầu giảm tốc độ, khoảng 10 giây sau thì hoàn toàn dừng lại. Đến rồi, giọng Phương Nhạc Hải hơi đông cứng. Bấy giờ, chiếc thuyền lơ lửng trên Vân Hải cuối cùng cũng đến gần đảo Định Thiên, trên đảo nhỏ đã có hơn 1000 võ giả đang chờ. Hơn 1000 người đó rất mạnh. Ắt hẳn họ đều là những người nổi bật nhất trên đảo Định Thiên, trẻ có, già. Có. Dần đầu. Là một nam tử, trên người là chiếc áo vạt dài thêu mãnh thú tường thụy vô cùng nổi bật, đó chính là thánh tử đảo Định Thiên, Hạ Lương Xuyên. Bên cạnh hắn ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp, chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành, đó chính là Vân Tịch Giao, thánh nữ đảo Định Thiên từng đến Vân Tiêu Giới, cô ta mặc váy trắng. Đôi môi đỏ mọng, da trắng nõn nà, 3000 tóc dài đẹp không sao tả xiết. Nhìn ra sau một chút chính là các trưởng lão, cùng với một số đệ tử trên đảo Định Thiên, tính tổng lại thì có đâu đó hơn 1000 người. Chiếc thuyền vừa mới cập vào bờ, Phương Nhạc Hải chưa kịp nói chuyện thì mọi người trên khoang đã không thể chờ nổi, vội vàng nhảy xuống. Chào mừng các vị tiền bối đã đến, Hạ Lương Xuyên chắp tay với mọi người, tươi cười chào đón. Thánh chủ lệnh cho tôi chờ ở đây để tiếp đón các vị, mời các vị cùng tôi rời bước đến trung tâm hội họp. Thánh tử khách sáo rồi, mời đi trước dần đường. Thánh tử đích thân ra đón, tôi thấy vô cùng vinh hạnh, không biết Vân Thánh chủ đang ở đâu. Tiền bối Trương, tiền bối Lâm, lâu rồi không gặp, hai vị ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn rồi, Hạ Lương Xuyên hết sức bình thản,
ung dung chào hỏi các cao thủ, thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh hót, thánh chủ đang ở trung tâm hội họp chờ tiếp đón khách quý, không thể phân thân được. Ồ, khách quý, Trương Hằng Chi hơi khó hiểu, không biết là khách quý phương nào mà thánh chủ phải đích thân đón tiếp vậy. Ha ha, một lát nữa tiền bối sẽ hiếu thỏi, Hạ Lương Xuyên cười, nói cứu úp úp mờ mờ, các vị tiền bối, mời theo tỏi đến trung tâm hội họp. Hạ Lương Xuyên đón tiếp hơn 100 người trên khoang thuyền, ánh mắt của Vân Tịch Giao thì vẫn lướt qua đám đông, như đang tìm kiếm gì đó. Một lát sau, đôi mắt xanh bỗng khựng lại, tập trung nhìn về phía thanh niên đi ở cuối đám người. Sau đó, nở nụ cười khẽ. Nụ cười của cô ta như tảng băng tan chảy, dường như mặt trời cũng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, dù là con gái nhìn thấy cũng bị hẳng mất một nhịp tim. Hạ Lương Xuyên vô tình trông thấy, mặt bỗng cứng đờ. Có thể nói là ngây ngấn cả người. Tuy hắn ta là thánh tử của đảo Định Thiên, Vân Tịch Giao là thánh nữ, hai người ở bên nhau sớm chiều, nhưng nụ cười đó là thứ đã biến mất trên môi Vân Tịch Giao mấy chục năm mới xuất hiện lại. Dù cô ta cũng hay cười, nhưng đó không phải là nụ cười đến từ tận đáy lòng như hôm nay, mà nó là nụ cười công nghiệp đầy cứng ngắc. Chỉ có sự can đảm thôi cũng không đủ. Cái Thiên Yêu Hoàng thích nhất vẫn là niềm tin đầy bất khuất, không bao giờ cúi đầu. Không bao giờ chịu đầu hàng của anh. Quỳ xuống mời rượu. Một khi đã quỳ xuống, thì tôn nghiêm ở đâu? Đạo tâm ở đâu? Nói thật, nếu Chân Bát Hoàng mời rượu thật, dù anh không quỳ xuống thì Thiên Hẻo Hoàng cũng sẽ khinh thường anh, thất vọng về anh. Người có được ấn ký thiên tâm thì không được phép cúi đầu, không được phép sợ hãi, phải quyết tiến không bao giờ lùi bước. Nếu không, dù có được ấn ký thiên tâm, cũng không thể trở thành người mạnh nhất một phương. Trở thành một cao thủ xuất chúng được. Chưa chắc họ đã không biết tôi vay mượn ngoại lực, cũng chưa chắc họ không biết tôi đã trở lại trạng thái bình thường, chí là không có ai dám hy sinh mạng mình để thử xem nông sâu thế nào thôi. Trần Đức uống cạn một chén rượu, khóe miệng cong cong nụ cười tươi tắn. Mấy lão già này quyền cao chức trọng, cũng cả bó tuổi rồi, tất nhiên họ vô cùng tiếc mạng. Trần Đức cũng ỷ vào điều này để khiến họ kinh hãi. Trên khoang thuyền này có bao nhiêu người? Thì có ít nhất 80-90% người muốn ra tay với anh, cướp lấy bảo bối trên người anh, nếu không giết gà dọa khí, khiến tất cả phải hãi hùng, thì có thể sẽ còn rất nhiều phiền toái. Trần Đức không thích phiền toái, nếu như có thể giải quyết luôn một lần, thì giải quyết thôi. Chiếc thuyền nhanh chóng lao về phía trước, tốc độ rất nhanh, một đường đi thẳng. Thời gian lại trôi qua từng giây, từng phút. Ở trên khoang thuyền, ngoài Trần Đức thì chẳng có ai dám lớn tiếng nói chuyện, há miệng uống rượu. Ăn thịt, cực kỳ áp lực. Ầm ầm. Cuối cùng, ba canh giờ sau, bầu không khí áp lực đó cũng tan thành mây khói khi chiếc thuyền ầm ầm lên một tiếng. Sau khi âm thanh đó tan đi, chiếc thuyền bắt đầu giảm tốc độ, khoảng 10 giây sau thì hoàn toàn dừng lại. Đến rồi, giọng Phương Nhạc Hải hơi đông cứng. Bấy giờ, chiếc thuyền lơ lửng trên Vân Hải cuối cùng cũng đến gần đảo Định Thiên, trên đảo nhỏ đã có hơn ngàn võ giả đang chờ. Hơn 1.000 người đó rất mạnh. Bắt hắn họ đều là những người nổi bật nhất trên đảo Định Thiên, trẻ có, già có. Dẫn đầu là một nam tử, trên người là chiếc áo vạt dài thêu mãnh thú tường thụy vô cùng nổi bật, đó chính là thánh tử đảo Định Thiên, Hạ Lương Xuyên. Bên cạnh hắn ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp, chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành, đó chính là Vân Tịch Giao, thánh nữ đảo Định Thiên từng đến Vân Tiêu Giới, cô ta mặc váy trắng, đôi môi đỏ mọng. Da trắng nõn nà, 3.000 tóc dài đẹp không sao tả xiết. Nhìn ra sau một chút chính là các trưởng lão, cùng với một số đệ tử trên đảo Định Thiên, tính tổng lại thì có đâu đó hơn 1.000 người. Chiếc thuyền vừa mới cập vào bờ, Phương Nhạc Hải chưa kịp nói chuyện thì mọi người trên khoang đã không thể chờ nổi, vội vàng nhảy xuống. Chào mừng các vị tiền bối đã đến, Hạ Lương Xuyên chắp tay với mọi người, tươi cười chào đón, thánh chủ lệnh cho tôi chờ ở đây để tiếp đón các vị. Mời các vị cùng tôi rời bước đến trung tâm hội họp. Thánh tử khách sáo rồi, mời đi trước dẫn đường. Thánh tử đích thân ra đón, tỏi thấy vô cùng vinh hạnh, không biết Vân thánh chủ đang ở đâu. Tiền bối Trương, tiền bối Lâm, lâu rồi không gặp, hai vị ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Hạ Lương Xuyên hết sức bình thản, ung dung chào hỏi các cao thủ, thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh hót, thánh chủ đang ở trung tâm hội họp chờ tiếp đón khách quý, không thể phân thân được. Ô, khách quý, Trương Hằng chỉ hơi khó hiểu, không biết là khách quý phương nào mà thánh chủ phải đích thân đón tiếp vậy. Ha ha, một lát nữa tiền bối sẽ hiếu thôi,
Hạ Lương Xuyên cười, nói kiểu úp úp mở mở, các vị tiền bối, mời theo tỏi đến trung tâm hội họp. Hạ Lương Xuyên đón tiếp hơn 100 người trên khoang thuyền, ánh mắt của Vân Tịch Giao thì vẫn lướt qua đám đông, như đang tìm kiếm gì đó. Một lát sau, đôi mắt xanh bỗng khựng lại, tập trung nhìn về phía thanh niên đi ở cuối đám người. Sau đó, nở nụ cười khẽ. Nụ cười của cô ta như tảng băng tan chảy, dường như mặt trời cũng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, dù là con gái nhìn thấy cũng bị hững mất một nhịp tim. Hạ Lương Xuyên vô tình trông thấy, mặt bỗng cứng đờ, có thể nói là ngây ngẩn cả người. Tuy hẳn ta là thánh tử của đảo Định Thiên, Vân Tịch Giao là thánh nữ, hai người ở bên nhau sớm chiều, nhưng nụ cười đó là thứ đã biến mất trên mỏi Vân Tịch Giao mấy chục năm mới xuất hiện lại. Dù cô ta cũng hay cười, nhưng đó không phải là nụ cười đến từ tận đáy lòng như hôm nay, mà nó là nụ cười công nghiệp đầy cứng ngắc. Thế nhưng, ý tưởng đó cũng không tệ. Vân Tịch Giao thật sự rất đẹp, so với nhóm Ưng Thanh Vũ, Âu Giá Tư Linh, Tô Y Y cũng không hề kém cạnh tí nào. Theo lời lão yêu hoàng nói thì mông cô ta rất to, rất tròn, có vẻ bặt mặt, dáng vẻ thướt tha mềm mại đó, muốn con người ta khỏng chú ý đến cũng khó. Dọc theo đường đi, Vân Tịch Giao có vẻ rất vui, giới thiệu cho Trần Đức rất nhiều thứ trên đảo Định Thiên. Đảo Định Thiên chính là một hòn đảo lơ lửng giữa không trung, hòn đảo có diện tích rất lớn, gấp 2 đến 3 lần đảo Khốn Long, trên đó có rất nhiều thứ thuộc địa bàn của đảo Định Thiên. Thành trì, hàng quán, tất cả đều nằm trong sự quản lý của đảo Định Thiên. Lần này, nơi đảo Định Thiên tổ chức sự kiện có tên là Cung Định Thiên. Thần kích Định Thiên cũng nằm ở sân luận đạo trước Cung Định Thiên. Trần Đức và mọi người đi tới sàn luận đạo thì đã thấy rất nhiều ghế ngồi được xếp dày đặc, trước mỗi ghế đều có những món đặc sản của đảo Định Thiên, quả ngọt ăn vào có thể giúp người đó gia tăng thực lực. Đảo mắt nhìn lại, cũng không có quá nhiều chỗ ngồi, đâu đó hơn 1.000. Chưa đến 2.000 chỗ. Ở ngay trung tâm, chính là một cột hình trụ rất cao, thân trụ tối đen, trên thân là những tử văn màu tím, không khác gì con rồng đen đang quấn quanh, cao cả vạn trượng, vút thẳng lên mây, khoảng 2 người ôm mới hết, tạo cho con người ta cảm giác đầy mạnh mẽ và đầy áp lực. Trần Đức nhìn lên đỉnh cây cột đó, bỗng nhiên ngẩn người. Cây cột, không phải thứ gì xa lạ, chính là kích Định Thiên. Đỉnh cột có hình mũi nhọn thẳng tắp, bị bao trùm bởi băng xương, trông như ngọn núi băng đâm thẳng lên trời, tạo cho con người ta cảm giác lạnh lẽo, đứng cách xa cả vạn trượng nhưng Trần Đức vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ khi nhìn nó. Phương Thiên Hỏa Kích. Kích Định Thiên, chính là Phương Thiên Hỏa Kích. Phương Thiên, ý là độ dài ngắn, cao thấp của nó có thể sánh ngang với trời, từ xưa đến nay, người dùng kích làm vũ khí không nhiều. Nhưng, mỗi một người sử dụng đó đều là những nhân vật ghê gớm. Có thể oai phong tứ phương. Trần Đức dừng chân, nhìn về phía kích Định Thiên, lòng đầy ý chí hào hùng. Món vũ khí đó, nếu có được thì tốt quá, trong lòng anh thầm nghĩ, quyết tâm dù thế nào cũng phải thử một lần. Nhưng, anh vẫn còn một câu hỏi. Thánh nữ, tại sao ghế ngồi lại đặt xa kích Định Thiên quá vậy, đế gần hơn một chút không được hả? Thế thì mọi người có thể quan sát kích Định Thiên thật kỹ. Trần Đức nhìn sang Vân Tịch Giao, anh quan sát một vòng. Phát hiện khá nhiều ghế ngồi đặt cách kích Định Thiên tận 700 mét, mà bán kính 800 mét quanh kích không có ai qua lại. Hì hì. Vân Tịch Giao cười hì hì, như tiên nữ giáng trần, động lòng người đến lạ. Trần Bát Hoang, có nhớ những lời tôi từng kể với anh không? Thần kích Định Thiên xếp hạng thứ tư trên bảng thần binh đại thiên thế giới, được tạo ra từ một sao băng ở thế giới bậc thấp. Nhớ, Trần Đức gật đầu. Nhớ là được rồi, thần khí Định Thiên đã sinh ra khí linh. Khí linh tự động tỏa ra uy lực khủng bố khiến bán kính vài cây số quanh thân nó không có ai tới gần, ví dụ như tôi đi, khai thiên nhất giai, chỉ có thể đến được vị trí cách nó 900 mét, có những cao thủ lăng thiên chẳng thể đến gần nó ở phạm vi 500 mét. Thì ra là thế, Trần Đức có chút kinh ngạc, nói thế có nghĩa là việc tôi lấy được nó chẳng khác gì một ảo tướng xa vời. Cảnh giới lăng thiên mà còn không thể đến gần nó ở bán kính 500 mét. Thì một cảnh giới cố bản như anh là cái thá gì? Chắc 1.000 mét anh cũng không thể chạm tới nhỉ? Trần Đức có vẻ buồn bực. Cái đó thì chưa xác, thực lực là một phần, thiên phú và tiềm năng lại là một phần khác, quan trọng nhất còn phải được khí linh chấp nhận. Chỉ cần khí linh chấp nhận, thì dù là một người thường cũng sẽ có được nó. Vân Tịch Giao khẽ nháy mắt, Trần Bát Hoang, tôi chỏng chờ vào anh đây. Cô ta chỉ đang nói thật, thiên phú của Trần Bát Hoang thế nào? Cô ta là người rõ nhất.
mấy tháng trước, anh chỉ mới là một thánh nhân mà thôi, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, chưa tới một năm, anh đã từ thánh nhân bay vọt lên cảnh giới cố bản, tốc độ kinh người và khủng bố như thế, dù là cô ta cũng không thể làm được. Trước đó, cô ta muốn giết Trần Đức là chuyện rất đơn giản, chỉ cần giơ tay ra là có thể khiến anh tan thành mây khói. Thậm chí là giết sạch cả Vân Tiêu. Giới. Nhưng cô ta đã để mắt tới tính cách và thiên phú của anh nên mới quyết định không ra tay, đánh cược một ván, xem thử coi anh biến thái đến mức nào. Sự thật chứng minh, sự biến thái của Trần Bát Hoang đã vượt xa tưởng tượng và sự đoán của cô ta. Lấy được kích định thiên, với Trần Bát Hoang mà nói thì cũng không phải là chuyện không tưởng. Trong lòng Vân Tịch Giao có chút chờ mong. Đương nhiên. Chẽn thực tế. Vẫn còn một nguyên nhân quan trọng nữa khiến cô ta không giết Trần Đức ở Vân Tiêu giới. Đó là cô ta. Chẳng hiểu tại sao lại có chút rung động với kẻ bá đạo và đầy kiên cường này. Trước đó cô ta không hề phát hiện ra sự rung động này, sau khi trở lại đảo Định Thiên thì nó mới ngày càng rõ rệt, cũng vì lý do đó, nên hôm nay khi nhìn thấy Trần Đức, cô ta mới vui vẻ và xúc động như thế. Chỉ là, cô ta chưa thể bày tỏ lòng mình được. Trần Đức yêu nghiệt thật đó, nhưng anh vẫn chưa nhận được sự tán thành của bố cô ta. Bố cô ta cũng chính là đảo chủ của đảo Định Thiên, cũng là thánh chủ. Vân Diệp. Này Tịch Giao, em đặt hy vọng quá cao vào anh Trần rồi, thần kích Định Thiên đã nằm trên đảo Định Thiên chúng ta 3 vạn năm, trong suốt 3 vạn năm qua, không có một người nào đủ sức mang nó đi, cuối cùng Hạ Lương Xuyên cũng tìm được cơ hội chẹn miệng vào. Thản nhiên cười nói, anh Trần chỉ là một võ giả cố bản mà muốn lấy được nó, khụ. Đừng trách tôi nói thẳng, Tịch Giao à, em hơi ảo tưởng quá rồi. Có lẽ thế, giọng Vân Tịch Giao có chút hụt hẫng. Nói là nói chỉ cần khí linh tán thành, thì người thường cũng có thể tới gần. Nhưng vấn đề là, sao khí linh lại có thể chấp nhận một người thường được? Trần Bát Hoang có yêu nghiệt, nhưng hy vọng vẫn nằm ở một nơi rất xa. Có thể lấy được hay không thì tới lúc đó sẽ biết, Trần Đức liếc nhìn Hạ Lương Xuyên thật lâu, vẫn không nhiều lời. Các vị, đúng lúc này, trong cung Định Thiên có 4 người bước ra, 2 thanh niên, 1 ông lão và 1 người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên đó ăn mặc khá giống Hạ Lương Xuyên, đều có thêu một loại thú, ông ta không phải ai xa lạ, chính là thánh chủ đảo Định Thiên, Vân Diệp. Ông lão kia sóng vai đỉ cùng Vân Diệp, mặc chiếc áo bào mộc mạc. Trông không khác gì người địa cầu đâu đó 60 tuổi, tạo cảm giác tuổi già, nhưng hơi thở lại vô cùng mạnh mẽ, khiến con người ta không thể nhìn thấu. Vạt áo bào có thêu 2 chữ đạo vận, hình thêu đó như một bức tranh, trông rất bắt mắt. 2 thanh niên kia cũng vậy, áo bào trên người cũng có hình thêu đạo vận, cũng rất hút mắt. Hơn 100 người đang đi tới trông thấy 2 chữ đó đều cảm thấy kinh hãi, cuối cùng mọi người cũng biết được Vân Diệp đang đón tiếp người nào. Học cung đạo vận. Dù họ đã là tông chủ, giáo chủ, thánh chủ, trưởng lão hay thái thượng trưởng lão thì đều có khao khát được bước vào học cung đạo vận. Hình thêu đó, chỉ có người của học cung đạo vận được dùng. Chỉ là một hình thêu nho nhỏ, lại ấn dấu huyền cơ, có đặc điểm nhận biết nổi bật, ngoài học cung đạo vận, thì chẳng một ai nào có thể làm giả, người thường có thêu ra bức hình đó, thì cũng không thêu ra được thần thái đó. Ra mắt thánh chủ. Vạn thánh chủ, đã lâu không gặp. Hơn 100 người lên tiếng chào hỏi, không khí hết sức nóng bỏng. Vân Diệp đảo mặt nhìn những cao thủ đang đứng giữa sân, khá là hài lòng với sự có mặt của bọn họ, nhưng khi ánh mắt ông ta lướt qua Trần Đức thì lại thoáng sửng sốt. Từ khi nào một võ giả cảnh giới cố bản cũng có thể đứng trong hàng ngũ này? Quan trọng hơn nữa là con gái ông ta cũng đứng bên cạnh, trông có vẻ thân mật lắm. Nhưng Vân Diệp tạm thời không nói thêm gì, lớn tiếng nói. Mọi người không cần phải khách sáo như thế, chúng ta đều bằng vai bằng lứa với nhau cả, mọi người mau tìm cho mình một chỗ đế ngồi xuống, chờ đợi những người còn lại tề tụ đông đủ rồi sự kiện đảo Định Thiên chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Được. Cảm ơn Thánh Chủ. Nhóm Trương Hằng Chỉ và Lâm Hàn Quang đều ngồi xuống, chỗ ngồi của bọn họ tất nhiên cũng không tệ, khoảng cách với kích Định Thiên cũng gần, cách Vân Diệp cũng gần. Hơn 100 người đều tìm cho mình vị trí thích hợp đế ngồi xuống. Giữa sân, chỉ còn Mộ Ỷ Trần Đức, Hạ Lương Xuyên và Vân Tịch Giao. Khụ, tôi ngồi ở đâu thế? Trần Đức hơi khó hiểu, chỗ ngồi không có ghi tên, anh lại mới đến nẻn cũng không tiện ngồi bừa. Ngồi ở chỗ nào còn phải xem thực lực, Hạ Lương Xuyên nói,
2000 mét quanh đảo Đỉnh Thiên đều có trọng lực và áp lực đáng sợ, chỉ có người nào chịu được mới có thế gồi phía trước. Anh Trần, hiện tại có rất nhiều chỗ trống, chỉ cần anh đủ mạnh, thì muốn ngồi đâu cũng được. Thế hả, Trần Đức đã hiếu, không ngờ một chỗ ngồi thôi cũng phải trải qua kiểm tra năng lực, thảo nào ở đây chỉ có gần 2000 ghế, ngoài ra, e là những người còn lại đành phải đứng. Ngay sau đó, Trần Đức tạm biệt Vân Tịch Giao, tìm cho mình một chỗ yên tĩnh trong góc ngồi xuống. Luận đạo gì đó, anh không hứng thú là mấy. Mục tiêu anh đến đây lần này là kích Đỉnh Thiên cùng với truyền thừa của lão yêu hoàng đế lại, tạm thời anh vẫn chưa muốn ra mặt nên cố tình tìm một nơi hẻo lánh, khá khuất mà không ai chú ý tới. Hừ, đúng là thằng danh đó đã mượn ngoại lực, bây giờ đã trở về thực lực bình thường, Trương Hằng Chi chú ý đến Trần Đức, thấy anh ngồi xa như thế thì hừ lạnh một tiếng, sát khí cũng bùng lên. Mặt Lâm Hàn Quang cũng âm u không kém, đánh bại Tùy Lập Hiên xong, có lẽ ngoại lực của cậu ta đã dùng hết. Chúng ta đều bị thằng danh đó đùa giỡn rồi. Đáng chết, tìm cơ hội làm thịt nó. Những người từng bị anh đuổi sang bàn khác đều lộ vẻ mặt đầy sát ý, ảm thầm bàn luận, oán hận. Hạ Lương Xuyên nhìn thấy chỗ Trần Đức ngồi cũng không nhịn được cười nhạo, tên này cũng biết người biết ta đấy, tôi bảo này Tịch Giao, thẻ bài chí tôn quý giá như thế, sao lại giao cho một kẻ như vậy, tên đó quá yếu, có xứng không? Giọng Hạ Lương Xuyên có hơi chua. Nên biết rằng thẻ bài chí tôn không nhiều, hẳn ta và Vân Tịch Giao chỉ có thể tặng mỗi người một cái. Mà cô ta lại tặng nó cho một người đàn ông. Hai chức vị thánh tử và thánh nữ này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì sau này sẽ thành đôi với nhau, trở thành vợ chồng, mà bây giờ, Trần Bát Hoang lại xuất hiện khiến hắn ta có cảm giác nguy hiểm không thể tả. Vì thế, hắn ta muốn tìm cơ hội để hạ thấp Trần Đức vài câu. Khác biệt quá lớn với lời đồn. Dù thực lực không được bao nhiêu, không đủ tư cách ngồi phía trước thì cũng phải thử chứ, trực tiếp ngồi tít đằng sau, người như thế, e là sau này chẳng có thành tựu gì. Tịch Giao này, tôi cảm thấy em nên giữ khoảng cách với tên đó một chút, hai người không ở cùng một đẳng cấp đâu. Nghe thấy lời Hạ Lương Xuyên nói, nụ cười của Vân Tịch Giao trở nên ảm đạm, hơi mất hứng, dù thế nào thì Trần Bát Hoang cũng là người tôi mời tới, Hạ Lương Xuyên, tôi mong anh đừng nói xấu về anh ấy trước mặt tôi. Dứt lời. Vân Tịch Giao đã xoay người bỏ đi. Hừ. Hạ Lương Xuyên nhìn Trần Đức rồi lại chuyến đi, theo sau lưng Vân Tịch Giao, đi tới chỗ Vân Diệp. Tịch Giao, tên cố bản kia là ai thế? Tất nhiên cảnh tượng Trần Bát Hoang ngồi ở tít dưới cũng lọt vào mắt Vân Diệp, sắc mặt ông ta cũng không đẹp đẽ gì mấy, suy cho cùng nhóm người này ai cũng là cao thủ, dưng không lại xuất hiện một tên lạc loài, giống vịt con xấu xí giữa đàn thiên nga vậy, cực kỳ chói mắt. Bố. Đó chính là Trần Bát Hoang mà con từng kế, Vân Tịch Giao trả lời, cũng là người được đồn ầm lên sau vụ thiên tự các. Hả? Nghe tới đó, Vân Diệp thoáng sững người, ánh mắt lại đầy thâm sâu khó dò nhìn Trần Đức thêm vài lần. Chuyện ở thiên tự các đã ầm ĩ khắp thành Bồng Lai, mọi người trên đảo Đỉnh Thiên đều nghe được một hai điều, mà trong lời đồn đó, tất nhiên không thể thiếu ba chữ Trần Bát Hoang. Vân Diệp cử tưởng Trần Bát Hoang sẽ là một cao thủ. Nào ngờ anh chí là một võ giả cố bản, thế thì hơi yếu quá rồi đó. Sao lại tìm được đường sống sót giữa rất nhiều cao thủ thiên tự các? Vân Diệp liên tục đặt câu hỏi, thật sự không thể nhận ra được sự đặc biệt ở thanh niên kia, bèn chuyển mắt sang ông lão bên cạnh, ân cần nói, Cát lão, ông cảm thấy nhóc con kia có gì đặc biệt không? Cát lão, Cát Phong Hành, là nhân vật cấp bậc trưởng lão ở học cung đạo vận. Thân phận rất cao, thực lực cũng rất mạnh. Không hề nói quá lên một chút nào, trong số những người đang ngồi đây thì ông ta là mạnh nhất, một cái tát là đủ để phá hủy cả đảo Đỉnh Thiên, cũng không phải là chuyện không tưởng. Không sai, bởi vì ông ta đang ở cấp đạo. Sau cấp thiên mới tới cấp đạo. Cấp thiên bao gồm khai thiên, đạp thiên, đăng thiên, lăng thiên. Cấp đạo thì có cảnh giới nhân đạo, thiên đạo, vạn đạo. Cấp thiên được chia thành những cảnh giới nhỏ như nhất giai, nhị giai, tam giai. Mà cảnh giới nhỏ của cấp đạo sẽ chi thành cửu trọng thiên. Có nghĩa là ở cảnh giới nhân đạo, thiên đạo, vạn đạo, mỗi lần đột phá một cảnh giới nhỏ đều rất khó khăn, như vượt qua cả một tầng trời. Còn Cát Phong Hành, chính là nhân vật lớn thiên đạo tứ trùng thiên. Ánh mắt của ông ta đương nhiên sắc bén, Vân Diệp có 100% tin tưởng ông ta, vì vậy khiêm tốn thính giáo. Cát Phong Hành nhìn một lúc, cười lắc đầu, tôi già mắt mờ, không nhìn thấy gì. Ha ha, thầy giáo,
thầy cứ nói hắn bình thường không có gì lạ, không đặc biệt gì cũng không phải tốt. Bên cạnh lão giả, một người đàn ông trẻ tuổi khóe miệng nhếch lên nụ cười, danh tiếng lớn hơn thực tế, loại người này ở đại thiên thế giới còn thiếu sao? Hắn ta là đệ tử của Cát Phong Hành, tên là Sở Hiên. 8.51. Sau lưng Sở Hiên cũng có một người đàn ông đang đứng, gã là nô bộc của Sở Hiên, Sở Xà. Gã vốn không phải họ Sở, sau khi đi theo Sở Hiên thì đối họ, trên người cũng mặc quần áo hoa văn đạo vận, nhưng hình vẽ nhạt hơn so với Cát Phong Hành và Sở Hiên. Chủ nhân nói rất đúng, mặc dù tên nhãi đó rất trẻ tuổi, nhưng ở đại thiên thế giới, trẻ tuổi không tính là năng lực gì, cảnh giới mới là duy nhất, cảnh giới cố bản dù đặc biệt thì có thế đặc biệt đến đâu, Sở Xà nói, có tiếng mà không có miếng mà thôi. Có lẽ vậy, Vân Diệp gật đầu, trọng lượng của học cung đạo vận trong lòng ông ta rất nặng, nghe thấy ba người đánh giá Trần Bát Hoang, ông ta nói với Vân Tịch Giao, lần này thì thôi, sau khi ngày hội kết thúc, không được qua lại với người ta nữa, biết chưa? Đôi môi đỏ mọng của Vân Tịch Giao khẽ mím, nhưng không chờ cô ta mở miệng, Sở Hiên trực tiếp nhìn chằm chằm vào cô ta, chõ miệng vào nói, cô Vân, chuyện tiếp theo chắc không cần cô đích thân đi lo liệu chứ? Nào, ngồi xuống bên này, cùng xem kịch với chúng tôi, xem bọn họ luận đạo. Dù là ai cũng có thể nhìn ra, trong ánh mắt của Sở Hiên lộ ra vẻ mờ ám không chút che giấu. Bên cạnh, Hạ Lương Xuyên cũng đã nhìn ra, nhưng hắn ta cũng không dám có chút bất mãn. Hắn ta không chọc nối học cung đạo vận. Phụ nữ cũng phải dựa vào thực lực mới có thể đạt được, Hạ Lương Xuyên hắn ta ở trước mặt Sở Hiên, cái gì cũng không phải, một trời một đất, so sánh thế nào. Chẳng những hắn ta không biểu hiện ra bất mãn, mà còn phải tâng bốc Sở Hiên. Dù sao, chỉ cần Sở Hiên nói mấy lời hay ho ở học viện đạo vận, có lẽ hẳn ta có thể từ đệ tử dự bị tấn thăng thành đệ tử chính thức trong học cung đạo vận. Chênh lệch giữa hai người tương đối lớn. Vân Tịch Giao khẽ run rẩy, nhìn về phía Sở Hiên, không qua đó, vốn dĩ dự định sau khi báo cáo xong, cô ta sẽ đến chỗ Trần Bát Hoang. Em gái Tịch Giao, Hạ Lương Xuyên nhìn thấy Vân Tịch Giao chẳng có bất kỳ hành động nào, không khỏi lên tiếng, anh Sở gọi em đấy, chỗ trống bên cạnh anh ta chính là đế cho em, vinh dự như vậy, cả đảo Định Thiên ngoại trừ thánh chủ ra cũng chỉ có em thôi, mau đi đi. Tịch Giao, Vân Diệp cũng có ý làm mối cho hai người, ông ta nói, Sở Hiên và Lão Cát Hiếm làm mới đến một lần, hôm nay đừng đi đâu, ở lại đây, chuyện bên ngoài giao cho Lương Xuyên đi chào hỏi. Được rồi. Vân Tịch Giao không có quá nhiều kháng cự, cô ta rất rõ ràng, Sở Hiên đưa ra lời mời, thời điểm này nếu cô ta từ chối, ngược lại chạy về phía bên Trần Bát Hoang, 100% sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho anh. Mặc dù Trần Bát Hoang nghịch thiên, yêu nghiệt, nhưng, nhân vật như Sở Hiên, Lão Cát vẫn là người anh không đắc tội nổi. Đừng nói Sở Hiên, dù là nô bộc của Sở Hiên cũng mạnh đến đòi mạng. Vạn Tịch Giao bất đắc dĩ đi đến vị trí bên cạnh Sở Hiên và ngồi xuống, một làn gió thơm xông vào mũi, Sở Hiên không nhịn được hít sâu một hơi, mà ánh mắt kia lại nhìn chằm chằm vào nơi tròn trịa của Vân Tịch Giao, mất một lúc lâu mới rời mặt, trong lòng đã chuẩn bị nghĩ cách bắt cô ta vào tay. Đối với tất cả những chuyện xảy ra này, Trần Đức cũng không chú ý đến, lúc này anh đang nhắm mắt điều chỉnh trạng thái, sẵn sàng lấy đi kích Định Thiên. Lúc này, đệ tử trung tâm, trưởng lão của đảo Định Thiên và từng võ giả được sàng lọc từ ngoại giới từ xa đến, nối dõi đi vào. Vừa bắt đầu, một vài kẻ tự phụ muốn ngồi vị trí tốt, nhưng bị thần uy của kích Định Thiên ép cho liên tục ho ra máu, thụt lùi, đừng nói là vị trí trong khoảng cách gần, ngay cả vị trí có thế ngồi xuống cũng không có. Rất nhanh, hơn 1000 vị trí bị chiếm hết, những người còn lại chỉ có thế đứng đằng sau vây xem. Đờ mờ, nhanh như vậy sao? Trong đám người, một người mặc áo gai vải thô, bên hông cài một con dao bếp, ánh mắt không ngừng đảo, mẹ nó, phải nghĩ cách tìm một vị trí ngồi thôi. Tên này rất mập, chỉ ít nặng 150 cân, tròn vo, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, mất nhìn xung quanh. Người này, không ai khác chính là Tu La Tử đến từ tộc Tu La, hắn ta chính là người đã giúp đỡ Trần Đức lúc ở đảo Khốn Long. Cảnh giới hắn ta không cao lắm. Trong một đám người này được xem như là yếu kém, hân ta nghiêng đầu nhìn xung quanh. Anh Trần, rất nhanh, anh ta liền nhìn thấy Trần Đức đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn ta chạy nhanh như một làn khói, giống như một quả bóng lăn tròn. Anh Trần, cuối cùng tôi đã tìm thấy anh rồi,
tên nhãi nhà anh, sao lại có thể biến mất tăm mất tích chứ? Tu La Tử mở mắt ra, nhìn thấy tên nhãi ỉ trước mắt, Trần Đức không khỏi bật cười, sao anh cũng đến đây? Lâu rồi không gặp, khỏe không? Khỏe khỏe khỏe, tỏi có thế không khỏe sao? Anh Trần, nào, dịch mông anh ra một chút, cho người anh em ngồi cùng với. Tu La Tử làm như đã quen biết từ lâu, vừa nói vừa chen qua trỏ Trần Đức, lấy mất 2/3 chỗ ngồi của anh. Anh Trần, mấy ngày nay anh nổi danh khắp trốn rồi, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy anh đã tạo được dấu ấn. Trần Đức bĩu môi, cũng không ngồi cùng trò với hân ta, mà dứt khoát đứng dậy, anh cũng không tệ, mới tạm biệt 3-4 tháng mà đã đến cảnh giới khai thiên rồi sao? Nói thật, Trần Đức có chút kinh hãi. Tốc độ tấn thăng của tên mập chết bầm cũng quá nhanh rồi đó chứ. Phải biết rằng, lúc trước khi ở đảo Khốn Long, nếu nhớ không lầm, nhiều nhất cũng chí cảnh giới thiên nguyên. 3-4 tháng ngắn ngủi, từ thiên nguyên tấn thăng đến khai thiên. Tốc độ này không khác gì ngồi hỏa. Tiền. Đúng vậy, lão mập tỏi mạnh mà, há lại so với đống cặn bã bình thường, đạo sĩ mập cười hi hi, không khách sáo cầm lỉnh quả trên bàn bắt đầu ăn, vừa nhai vừa nói, anh cũng không yếu, cũng cảnh giới cố bản rồi, nhanh hơn trong tưởng tượng của tôi. Tiếu tử, sao cậu lại quen biết với người của Tu La Tử, vào lúc này, giọng nói của lão yêu hoàng vang lên, tốt nhất cậu nên cách xa người của tộc này. Tại sao? Trần Đức không hiểu. Dường như người của đại thiên thế giới cũng kín như bưng với tộc Tu La. Độc Cô Huyền ngày trước cũng như vậy, lúc gặp mặt Tu La Tử, thiếu chút nữa không đánh. Lịch sử của tộc Tu La rất dài, đã tồn tại từ trước đó vô cùng lâu, chỉ có điều, dân số thưa thớt, ấn nấp cực sâu, vì vậy danh tiếng kém hơn 9 thế gia lớn và 3 thánh địa lớn, nhưng thực lực tổng hợp lại mạnh hơn 9 thế gia lớn và 3 thánh địa lớn. Chỉ là bình thường bọn họ lánh đời không ra. Vì tộc của bọn họ dề mang lại vận hạn cho người ta, các mặt đều sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí. Phương pháp tu luyện của tộc Tu La cũng đặc biệt, chính là dựa vào ăn, không cần kiêng kỵ gì, chỉ cần đủ mạnh, cho dù một người bọn họ cũng mang đi hầm, làm việc không hề kiêng kỵ. Nói đến tộc Tu La, lão yêu hoàng có kiêng kỵ một chút. Mấy trăm ngàn năm trước, ông nội ông ta bị một lão quái vật của tộc Tu La nuốt. Cho nên... ông ta không có cảm tình gì với tộc Tu La. Các loại huyết mạch trên người cậu lại có thiên tảm ấn ký, nếu như bị người của tộc Tu La để mắt tới thì sẽ rất phiền toái, lão yêu hoàng nhắc nhở. Thì ra là như vậy. Lúc này, cuối cùng Trần Đức mới hiểu rõ vì sao Tu La Tử thích ăn, hai người lần đầu tiên gặp mặt cũng là vì Tu La Tử ngửi thấy mùi thơm thịt nước, bị hấp dẫn tới. Mà trên đảo Khốn Long, Long Vương mà người người đều tìm kiếm cũng bị hắn ta nuốt trọn con. Hóa ra, trên đời còn có phương pháp tu luyện như vậy. Huống chi, lúc này, lão yêu hoàng bổ sung nói, người trước mặt cậu, trong cơ thể có ấn ký luân hồi, còn là một người chuyến thế. Người chuyến thế. Trần Đức lại một lần nữa kinh ngạc. Lại một người chuyển thế. Đây là người chuyển thế thứ hai anh gặp sau Ưng Thanh Vũ, hắn và Ưng Thanh Vũ giống nhau sao? Không, đương nhiên khác. Loại phương pháp chuyến thế của Ưng Thanh Vũ người bình thường không dám thử nghiệm, tên mập này chính là phương pháp chuyến thế thông thường, chỉ có điều, khả năng hồi ức vẫn chưa thức tỉnh, hoặc không thức tỉnh toàn bộ, lão yêu hoàng nói, tóm lại, cậu hãy cân nhắc, cách xa hắn một chút. Được, hiểu rồi. Trần Đức liếc mắt nhìn Tu La Tử, không nói nhiều. Tu La Tử cho anh ấn tượng cũng không tệ. Chí ít, đến bây giờ vẫn không tệ, trên đảo Khốn Long còn cùng Độc Cỏ Huyền giúp đỡ anh. Ân tình này không thể quên. Ở đại thiên thế giới này, bạn của Trần Đức không nhiều, Tu La Tử được xem như một người bạn. Dù tương lai thế nào, chí ít bây giờ vẫn là bạn. Ban tử, sao sau khi rời khỏi đảo Khốn Long lại không gặp các anh biết Độc Cô Huyền đi đâu không? Trần Đức đứng ở một bên, cười tán gẫu nói. Tên nhãi kia ở đảo Khốn Long bị tốc độ tu luyện của anh đả kích. Rời khỏi đảo Khốn Long thì dẫn theo Long Vương hắn lấy được cùng đi đến vùng đất huyết sát lịch luyện, đến nay vẫn chưa đi ra, không chỉ hắn, đám người Khổng Lâm Sinh, Lý Thiên Cương, Thích Thiện cũng bị đả kích không nhẹ, sau khi trở về liền tu luyện gấp đôi, bế quan, tiếp nhận truyền thừa. Trần Đức có chút kinh ngạc, khó ngờ ảnh hưởng của anh lại lớn như vậy, đại thiên thế giới quả nhiên đều là mấy tên cuồng tu luyện. Chỉ có điều, một khi đại thiên thế giới bế quan, lịch luyện chính là lấy năm làm đơn vị, một khi từ biệt ở đảo Khốn Long, ngược lại chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại bọn họ.
Trên sân luận đạo đã ngồi chật kín, không còn trỏ, hơn 10.000 người còn lại chỉ có thế đứng ngoài cùng, mà lui về phía sau thì có một vài đệ tử trung tâm của đảo Định Thiên, phóng mắt nhìn, ít nhất 500-600.000 người. Sân luận đạo vốn rộng rãi, vỏ biên vô tận lúc này hiện rõ vẻ chật chội. Người phía trước có chỗ ngồi, dõi mắt nhìn thì chỉ có Trần Đức đang đứng, khá ngại ngùng, những người có thù cũ với anh còn cho rằng anh bị cướp mất chỗ, ai nấy đều cười trên sự đau khổ của người khác, liên tục cười lạnh, thậm chí không nhịn được thừa cơ hãm hại, dẻo cợt mấy câu. Phía trên cùng, Vân Diệp cũng tỏ ra thất vọng với Trần Bát Hoang. Chỗ ngồi còn có thế bị cướp, vậy thì phế vật đến mức nào? Xem kìa, tôi đã nói hắn không có trò nào đặc biệt, Sở Xa cười lạnh nói, loại người này cho dù có chỗ ngồi xuống, kết quả cuối cùng cũng xấu hố mất mặt, so với chủ nhân còn kém xa. Sở Xa, Sở Hiên cau mày, có chút mất hứng, đừng nói lung tung trước mặt Cỏ Vân. Sở Xa hơi biến sắc mặt, chủ nhân, xin lỗi, tôi sai rồi. Lần này thì thôi, lần sau nói chuyện chú ý một chút, Sở Hiên thản nhiên nói, so hẳn với bổn công tử. Hắn có tư cách gì mà đánh đồng với tôi? Vâng. Sở Xa cúi đầu, nghe thấy Sở Hiên không trách tội, lúc này mới yên tâm một chút, đồng thời nhìn Trần Đức thật sâu, đẩy mối thù này lên người anh. Vân Tịch Giao khẽ nhíu đôi mi thanh tú. Cỏ ta vốn cho rằng Sở Hiên là người tốt, biết rằng không được nói lỉnh tinh sau lưng người khác, đang muốn nói chuyện vài câu với hắn ta, nhưng nửa câu sau của hắn khiến lời đến khóe miệng của cô ta liền nuốt ngược trở lại. Cảm giác tự cho mình hơn hắn người khác có phải hơi quá rồi. Keng, keng, chẽn sân luận đạo mênh mỏng vang lên từng hồi chuông, tiếng chuông du dương, lan truyền ra bốn phương tám hướng, trong sân đang ồn ào náo động cũng dần yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về phía Vân Diệp. Cùng giây, Vân Diệp đứng lên. Luận đạo 10 năm một lần của đảo Định Thiên tổ chức đúng kỳ hạn, hoan nghênh các vị cường giả Tây Thần Châu đến đảo Định Thiên của tôi. Chư vị tới khiến đảo Định Thiên thuận buồm xuôi gió, lần này do Vân Diệp tôi đích thân chủ trì. Vân Diệp nói một tràng lời khách sáo, sau đó lại đặc biệt giới thiệu Cát Phong Hành và Sở Hiên cho tất cả mọi người. Khi biết được lai lịch của bọn họ, trong sân lập tức ồn ào náo động, ánh mắt của tất cả mọi người đều nóng bỏng. Đừng nhìn người có thế đến đây đều là người xuất sắc thế lực hạng 2 hạng 3, học cung đạo vận ở trong mắt bọn họ tồn tại giống như thần thánh, phải biết rằng. Người đi ra khỏi học cung đạo vận, không một ai không phải cường giả thanh danh hiến hách. Những cường giả kia đều đã gia nhập vào 9 thế gia viền cố lớn, hoặc 3 thánh địa lớn. Kém nhất cũng tiến vào thế lực hạng nhất. Còn có lác đác trở thành người của 4 đất nước lớn. Học cung đạo vận tương đương với một trường học nổi tiếng, người ở bên trong đều mạnh đến đòi mạng, mấy người thế lực hạng 2 hạng 3 không thể so sánh nổi. Lão Cát, ổng có gì muốn nói không? Nói mấy câu. Vân Diệp nhìn về phía Cát Phong Hành, cung kính hỏi. Không có. Cát Phong Hành chậm rãi lắc đầu, ông ta quả thật không có hứng thứ gì với mấy người này, cho dù không nói, địa vị của ổng ta cũng cao quý, lần này ổng ta đến đảo Định Thiên, không phải để nói mấy lời phát biếu. Sở Hiên, cậu có gì muốn nói không? Vân Diệp lại nhìn về phía Sở Hiên. Sở Hiên liếc nhìn Vân Tịch Giao bên cạnh, gật đầu với Vản Diệp. Vốn dĩ hắn ta cũng không có hứng thú nói chuyện. Nhưng, bây giờ không giống nhau. Ở bên cạnh Vân Tịch Giao, hắn ta phải thể hiện một phen. Được, Vân Diệp nhìn về phía mấy trăm ngàn người trong sân, chư vị, xin hãy yên lặng, tiếp theo, đệ tử của Lão Cát, Sở Hiên. Cậu Sở sẽ nói mấy câu với chúng ta. Rào rào, N. Lời Vân Diệp vừa dứt, mấy trăm ngàn người trong sân liền nối lên kích động. Hơn 1.000 người có chỗ ngồi thậm chí không kìm nổi cũng đứng dậy. Không ít người phụ nữ mắt nổi hoa đào, vẻ mặt đỏ ửng, hô lớn tên của Sở Hiên. Sở Kiều chính là một trong số đó. Cô ta không ngừng vẫy cánh tay trắng như ngó sen, kêu gào lên. Hơn nữa, Sở Hiên thật sự bị cô ta hấp dẫn tầm mắt, thấy cô ta đứng thẳng, không khỏi ngây ra, nhìn thêm mấy lần. Mấy lần đó, gần như khiến cho toàn thân Sở Kiều hưng phấn. Kích động, cơ thể sexy run run. Trật tự. Một lúc sau, hai tay Sở Hiên hơi ép xuống, trong nháy mắt, một trận quy luật không gian trào ra, tất cả mọi người đều mất đi âm thanh, mặc cho bọn họ kêu gào thế nào, trong sân im lặng như tờ, vô cùng yên tĩnh. Đồng thời, Sở Hiên lại nói, lần này,
Mục tiêu thầy dẫn tôi đến đảo Định Thiên rất đơn giản, chính là đến vì kích Định Thiên, muốn thử một chút thứ thần binh mấy chục ngàn năm nay không ai cầm nối này, Sở Hiên tôi liệu có thể lấy đi hay không? Vốn dĩ chỉ có mục tiêu này, nhưng bây giờ lại có thêm một mục tiêu mới. Sở Hiên liếc nhìn Vân Tịch Giao, tự tin nói, mục tiêu thứ hai là thánh nữ đảo Định Thiên. Cô Vân, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi liền cảm thấy chúng ta có duyên, vì vậy chuẩn bị theo đuổi cô ấy. Lời vừa dứt, Sở Hiên thu hồi quy luật không gian. Trong phút chốc, từng trận huyên náo vang lên. Kích Định Thiên, mục tiêu của hắn lại là kích Định Thiên, xem ra nhất định là đến có chuẩn bị, thần binh nằm lẻ lết ở đây mấy chục ngàn năm rất có thể sẽ bị hắn lấy đi. Đây không chỉ là muốn lấy mất thần binh, còn muốn cưới thánh nữ nữa. Vân Tịch Giao quá may mắn, vậy mà được đệ tử của Cát Phong Hành nhìn chúng. Đúng vậy, đi theo cậu Sớ, chắc chắn hạnh phúc chết mất. Vân Tịch Giao đẹp thế ai mà không thể động tâm chứ, cậu Sở nhìn chúng cô ta cũng bình thường. Thánh nữ, mau đồng ý. Thánh nữ, yêu đi. Yêu đi. Yêu đi. Lời của Sở Hiên dẫn đến sóng to gió lớn, trong 2/3 sân, mấy trăm ngàn người bắt đầu hô yêu đi, như sóng biển, sóng lớn mãnh liệt ào ra, giống như hai người thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Hạ Lương Xuyên ngồi cùng các trưởng lão vẻ mặt mất mát, đối mặt với tình hình này, hắn ta chỉ có thể mượn rượu giải sầu, uống hết ly này đến ly khác, rõ ràng thích Vân Tịch Giao, nhưng ngay cả rằng cũng không dám đánh. Trên đài cao, Vân Diệp cười khanh khách nhìn về phía Vân Tịch Giao, Tịch Giao, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đứng dậy nói gì đi. Nếu quả thật Vân Tịch Giao và Sở Hiên ở bên nhau, cho dù là với ông ta hay với đảo Định Thiên, đều là chuyện tốt, chuyện vui lớn. Ý tứ lời trong lời ngoài của ông ta rất rõ ràng. Bảo Vân Tịch Giao đáp lại mọi người, bày tỏ thái độ và mong muốn tớ bên Sở Hiên. Cứ như vậy, hai người sẽ ổn định. Nhưng, Vân Tịch Giao đang ngồi, cơ thể hơi run rẩy. Cũng không biết đang nghĩ cái gì, mặt không cảm giác. Cô Vân, Sở Hiên nhìn về phía Vân Tịch Giao, nhẹ nhàng gọi cô ta, mong đợi cô ta đáp lại. Lời nói vừa rồi gần như là lời tỏ tình. Sở Hiên hắn ta tỏ tình ở trước mặt nhiều người như vậy, một thánh nữ của đảo Định Thiên nho nhỏ nên rất vinh hạnh, lòng hư vinh phải đạt đến thỏa mãn cực lớn ấy chứ. Kích động đến run rẩy, ngơ ngác, khỏng phải sao? Vân Tịch Giao có lý do gì mà không đồng ý chứ? Một tiếng kêu nhẹ của Sở Hiên đã kéo Vân Tịch Giao từ sâu trong suy nghĩ quay về, cô ta nhìn Sở Hiên, có chút buồn nôn. Ừ, thật sự buồn nôn. Người đàn ông này quả thực đáng ghét. Cô ta và hắn ta quen biết rất lâu rồi ư. Từ lúc Sở Hiên đến đảo Định Thiên, tới bây giờ tổng cộng chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Trong 3 tiếng đồng hồ, thời gian hai người gặp mặt, con mẹ nó còn chưa vượt quá 10 phút. Nói đơn giản, cô ta không quen Sở Hiên. Mối quan hệ như vậy, Sở Hiên khỏng cần qua sự đồng ý, mặt dày vô liêm sỉ nói mấy lời này ở trước mặt mấy trăm ngàn người, trước mặt tất cả trưởng lão, đệ tử trung tâm của đảo Định Thiên, trước mặt bố cô. Có ý gì? Cho rằng mình rất đẹp trai rất quyến rũ. Hành động này làm cho tôn nghiêm và mặt mũi của Vân Tịch Giao, thánh nữ đảo Định Thiên để đâu đây? Quả thật là chưa từng nghĩ qua cảm nhận của cô ta. Thật đáng ghét. Đáng ghét đến nỗi Vân Tịch Giao buồn nôn, muốn ói ỉ, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một người tự cho mình là nhất, mạnh đến nỗi không biết xấu hổ. Tiếng hô lớn vẫn đang kéo dài. Vân Tịch Giao khẽ nhíu đôi mi thanh tú, không thế không đứng dậy. Cô ta vừa đứng dậy, trong sân lập tức im lặng đi vài phần, đều là đang đợi câu trả lời của cô ta. Theo như tất cả mọi người thấy, Vân Tịch Giao chắc chắn sẽ đồng ý Sở Hiên, có thể gả cho người đàn ông như hắn ta, đó là mơ ước của vỏ số phụ nữ, không phải sao? Có sao nói vậy, gả cho Sở Hiên, Vân Tịch Giao chính là trèo cành cao, dựa vào cái gì mà không đáp ứng? Nhưng, một giây kế tiếp, Vân Tịch Giao môi mỏng hé mở, mặt đẹp lạnh lùng, thản nhiên nói. Anh Sở, hôm nay chính là ngày luận đạo của đảo Định Thiên, tình cảm nam nữ riêng tư không thích hợp nói trong trường hợp này, huống hồ. Chúng ta còn không quen nhau, đúng chứ? Hai người quả thật không quen nhau. Nói sao nhỉ, mặc dù Vân Tịch Giao và Sở Hiên quen biết nhau trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, nhưng tất cả những gì hai người nói với nhau cũng khoảng vượt quá 10 câu. Nói khó nghe một chút. Bọn họ chính là người xa lạ. Nhưng mặc dù lời là vậy, trong lòng Vân Tịch Giao có cảm thấy chán ghét,
không thoải mái, nhưng vẫn không thế coi thường, nói thế nào đi nữa, Đạo Định Thiên vẫn phải dựa vào học cung đạo vận, huống chỉ Sở Hiên là đệ tử của trưởng lão học cung, cô ta không chọc nổi, Đạo Định Thiên cũng không chọc nổi. Nhưng, mặc dù lời cô ta khách khí, nhưng vẫn khiến cả sân luận đạo đều đột nhiên trở nên có chút yên tĩnh. Sợ nhất không khí đột nhiên yên. Tĩnh. Tình cảnh lập tức trở nên vô cùng lúng túng. Sở Hiên có phần kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ màn tỏ tình khoa trương như vậy lại bị Vân Tịch Giao từ chối. Nhưng cô ta càng từ chối, Sở Hiên càng cảm thấy có hứng thú, người phụ nữ dễ dàng theo đuổi vào tay cũng sẽ không có cảm giác thành tựu. Hắn ta khẽ mỉm cười, tự xoa dịu bản thân, phóng khoáng nói, đúng vậy, tôi và cô Vân Vân không phải quá quen thuộc, hôm nay cũng mới quen biết, hiện giờ tôi cũng chỉ muốn để mọi người biết, tôi, Sở Hiên muốn theo đuổi cô Vân, mong mọi người làm chứng. Sở Hiên rất thông minh. Lời này vừa nói ra, cơ bản không khác gì tuyên bố Vân Tịch Giao là người phụ nữ của hắn ta. Không có gì khác. Trên đảo Định Thiên, từng người bao gồm cả những giáo chủ, thánh chủ, trưởng lão, có ai dám trắng trợn tranh giành với hắn ta không? Lời vừa dứt, Sở Hiên mím cười nhìn về phía Vân Tịch Giao, cô vản. Khóng, từ giờ trở đi, tôi sẽ gọi em là Tịch Giao, như vậy thân mật hơn một chút. Tịch Giao, tôi sẽ cho em từ từ quen thuộc tôi nghĩ, chờ sau khi em hiểu tôi rồi, nhất định sẽ yêu tôi. Vân Tịch Giao cạn lời, nội tâm cuồn cuộn, rất muốn rời đi, nhưng vì ngại mặt mũi của Vân Diệp, cô ta vẫn nặn ra nụ cười chuyên nghiệp, cảm ơn cậu Sở đã yêu quý. Vân Tịch Giao nhàn nhạt nói, rồi ngồi xuống, đồng thời nhìn về phía Vân Diệp, bố, hôm nay thế lực khắp nơi đến đây là đế luận đạo, từ đó tìm kiếm đột phá, tiến bộ, không cần một vài chuyện riêng tư mà trì hoãn thời gian tốt. Sắc mặt Vân Diệp có chút mất tự nhiên, ông ta hiểu con gái mình nhất. Rất rõ ràng. Vân Tịch Giao coi thường Sở Hiên. Vân Diệp khẽ hắng giọng, cười nói, đúng vậy, tình cảm riêng tư của con trẻ cứ để đám thanh niên chúng nó tự nói chuyện riêng đi. Ha ha, tôi tuyên bố, đại hội luận đạo hôm nay chính thức bắt đầu, Chủ đề năm nay rất đơn giản, chỉ có 4 chữ. Võ đạo là gì? Nói đến đây, sắc mặt của Vân Diệp trở nên chăm chú. Mời chư vị nói thoải mái, nói ra hiểu biết của mình về võ đạo. Đại hội đảo Định Thiên 10 năm một lần, mục đích chủ yếu nhất chính là luận đạo. Cái gọi là luận đạo, chính là trao đổi tâm đắc tu luyện cho nhau. Mỗi một lần chủ đề cũng không giống nhau, nhưng cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển, chủ đề mở rộng tất cả các phương diện của tu võ. Lời Vân Diệp vừa dứt, phía dưới bắt đầu xuất hiện thảo luận sỏi nối. Đương nhiên, người nói phần nhiều là các cường giả, đại đa số người giáp biên giới cũng chỉ có thế lắng nghe. Nhưng luận đạo vừa mới bắt đầu không lâu, Cát Phong Hành liền rời đi, loại luận đạo run rế này chẳng có bất kỳ trợ giúp gì cho ông ta, Sở Hiên vốn cũng muốn rời đi, nhưng Vân Tịch Giao vẫn ở đó, hắn ta cổ nhẫn nhịn, ngồi bên cạnh Vân Tịch Giao, giảng giải một chút chuyện tu hành cho cô ta. Nhưng lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối mang theo một loại cảm giác tự cho mình hơn người rất sâu sắc. Cho dù có ích lợi với Vân Tịch Giao, nhưng trong lòng cô ta vẫn khóng cảm thấy thoải mái. Mọi người giảng đạo, miệng lưỡi lưu loát, không gian hiện ra từng đường đại đạo thiên địa, rực rỡ lóa mắt, hội tụ thành các loại dị tượng, từng đóa sen vàng từ trên trời hạ xuống, từng đường cầu vồng vượt qua không gian, bướm nhiều màu bay lượn, điềm lành xuất hiện. Rất nhiều người nghe đến say mê, trong mê say giống như đã có kế hoạch. Ngay cả Trần Đức cũng cảm thấy có vài thứ đồ rất hữu dụng. Trong lòng có cảm giác, thực lực âm thầm dâng lên. Bên cạnh anh, Tu La Tử giống như đến ăn chùa, phản chỉ ăn ăn ăn, vừa há miệng liền ăn không ngừng, nha hoàn và người hầu của đảo Định Thiên không ngừng tăng thức ăn, tăng rượu cho hắn ta. Các phe cường giả nói liên tục, kéo dài ước chừng 5 ngày. 5 ngày nay không ai cảm thấy nhàm chán, cũng không ai cảm thấy khô khan, ngược lại càng cảm thấy hứng thú, 5 ngày ngắn ngủi, thậm chí có mấy trăm ngàn người đột phá. Gần như đều là đệ tử trung tâm của đảo Định Thiên, hoặc là người tham dự tuyến chọn luận võ ở thành Bồng Lai. Đương nhiên, cũng có cường giả đột phá. Như Trương Hằng Chi, gậy bạch xích của ông ta tiến thêm một bước, từ làng thiên 6 giai, đột phá đến cấp thứ 7. Mặc dù chỉ có một cấp, nhưng thực lực quả thật đề thăng từ chất lượng, so với 5 ngày trước không thể so sánh nổi, toàn thân máu tươi cuồn cuộn, vô cùng cường thịnh. Lập tức, không ít người đi lên chúc mừng ông ta. Ngoại trừ Trương Hằng Chi ra,
còn có mấy cường giả cũng lần lượt đột phá cảnh giới nhỏ. 5 ngày luận đạo có thể so sánh với trên 100 năm tu hành của bọn họ. Chẳng trách luận đạo 10 năm một lần, mặc dù không có quá nhiều lợi ích, nhưng vẫn có nhiều cường giả đến đây, trong lòng Trần Đức lấm bấm, luận đạo như vậy không biết tốt hơn bao nhiêu so với nhắm mắt làm liều, đề thăng đương nhiên cũng khá dễ dàng. Nhưng, muốn những cường giả ôn hòa nhã nhặn ngồi luận đạo cùng nhau, ở Tây Thần Châu rất hiếm. Người có thể làm được thì khinh thường làm, người không thể làm được thì có lòng nhưng bất lực. Chỉ có Đảo Định Thiên mới có thể cung cấp cơ hội như vậy. Đến hoàng hôn ngày thứ 5, Cát Phong Hành đã quay lại, không có gì khác, chỉ vì quy định của Đảo Định Thiên, thời gian luận đạo chỉ có 5 ngày, mà sau luận đạo chính là cơ hội cho mọi người lấy đi kích Định Thiên. Đồng thời, còn có thể thử nghiệm đi lấy được phần truyền thừa Thiên Yêu Hoàng Đế lại cách đây 100.000 năm. Nếu là quá khứ, Vân Diệp sẽ không ỏm theo hy vọng gì, nhưng năm nay có Sở Hiên ở đây, ngược lại ông ta mang theo mấy phần khao khát và kỳ vọng. Suy cho cùng, nếu như Sở Hiên có thể lấy đi kích Định Thiên thì cũng xem như nhận được một ân tình lớn từ Đảo Định Thiên, quan hệ giữa học cung đạo vận và Đảo Định Thiên sẽ lại càng cao thêm một tầng. Nếu có thể lấy được phần truyền thừa Thiên Yêu Hoàng lưu lại trong truyền thuyết thì càng tốt, cứ như vậy ông ta cũng có thể nhận được chút tiền thưởng, đẩy là giao hẹn đã định giữa ông ta và Cát Phong Hành. Keng, keng. Khi một tràng chuông vang lẻn, tiếng trong sân luận đạo dần dần yên tĩnh, các loại dị tượng lần lượt biến mất, Vân Diệp cười đứng dậy, chư vị, đại hội luận đạo lần này đến đây là kết thúc, tiếp theo chính là thời gian giao lưu tự do của mọi người, đồng thời trong một ngày này, các vị thử xem có thể nhận được sự đồng ý của kích Định Thiên hay không, nếu có năng lực, có thể lấy nó đi. Ở đây mỗi người đều có cơ hội. Đây là quy định Đảo Định Thiên lập ra. Nhưng, mấy chục năm qua, đại hội luận đạo không biết đã mở bao nhiêu lần, thần kích Định Thiên vẫn không chuyến động phân nửa, nhưng có thể tưởng tượng rằng, muốn lấy nó đi là một chuyện cực kỳ chật vật. Trong đám người, Trần Đức hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài. Trong ánh mắt lóe lên ánh sáng đầy khao khát, cuối cùng đã chờ đến giờ phút này. Thần kích Định Thiên xếp thứ tư trong bảng xếp hạng thần binh. Sự mạnh mẽ của nó là điều không thể nghi ngờ. Trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn có được nó, chỉ tiếc là cho dù là người thế lực hạng nhất hay người của thế gia viền cổ, đến nay vẫn không ai có thể lấy nó đi. Thậm chí, người của bốn đất nước trong truyền thuyết cũng từng đã tới nơi đây, đã thử, nhưng vẫn về tay không. Có thể tưởng tượng ra sức hấp dẫn của nó. Cho nên, dù biết rõ không có cơ hội gì, nhưng vẫn có rất nhiều người nhao nhao muốn thử. Vân Diệp vừa dứt lời. Cường giả ngồi vị trí trên cùng liền đứng dậy. Vạn Thánh Chủ, tỏi bằng lòng thử một lần. Thánh Chủ, để tôi thử. 2. Trương Hằng Chi, Lãm Hàn Quang cũng ở trong mấy người này, vừa dứt lời, lập tức đi về phía thần kích Định Thiên. Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Bất luận là Trương Hằng Chi hay Lâm Hàn Quang cũng chỉ đến gần thần kích Định Thiên trong phạm vi 500 mét, sau đó thực sự không chịu nối, không thể khỏng từ bỏ. Sau bọn họ, lại có hơn ngàn người tiến lên thử sức, không ai ỉ ngoa ỉ lệ, tất cả đều mất công quay về. Thần kích Định Thiên quá thần dị, tất cả những ai lại gần trong phạm vi nhất định, trọng lực sẽ tăng thêm vạn lần, hơn nữa, một loại sát ý rõ ràng nổi lên, trong số những người lên thử sức. Có 1/3 số người bị thương nặng vì không kịp lùi lại. Anh Trần, chốc nữa có muốn thử không? Tu La Tử cười khà khà nói, tôi thấy anh cũng đang thiếu một binh khí phù hợp, thần kích Định Thiên xuất hiện, không thử thì thật đáng tiếc. Đương nhiên phải thử rồi, Trần Đức bình tĩnh nói, nhưng, không vội, cứ xem đã. Cho đến nửa đêm, vô số người lên thử sức, chỉ đáng tiếc, giống như dự liệu, không có người nào có thể lại gần nó trong phạm vi bán kính 400 mét. Ây, những người này quá yếu. Ở bên trên nhất, Sở Hiên khẽ cười, nhìn những người phía dưới, trong mắt đầy vẻ khinh thường, Tịch Giao, nếu tôi nói bắt đầu từ hôm nay, thần kích Định Thiên sẽ thuộc về tôi, em tin không? Thần kích Định Thiên nằm ở đây đã mấy vạn năm, nếu anh Sở thực sự có lòng tin, đương nhiên tôi sẽ tin tuy Vạn Tịch Giao rất không muốn Sở Hiên có được thần binh này, nhưng không thế không nói Sở Hiên thực sự đủ mạnh, có đủ thiên phú. Sở Hiên không có tên trong bảng xếp hạng ngàn tuổi của thế giới đại thiên, nhưng không phải vì hắn ta không thế. Mà vì bảng xếp hạng ngàn tuổi chỉ thống kê những người của thế lực hạng 2, hạng 3 trở xuống, còn trên nữa thì không thống kê nối. Cường giả trẻ tuổi của thế lực hạng nhất, người bình thường không thể tiếp xúc được. Các yêu nghiệt,
thiên tài của học cung đạo vận cũng không phải vạn năm xuất hiện một lần. Giống như người dân bình thường rất khó gặp được phú hào ẩn mình, hai bên vốn không phải là người của một thế giới, mặc dù phú hào siêu cấp xuất hiện ở trước mặt, dân thường cũng chưa chắc có thể nhận ra. Sở Hiên chỉ mới hơn 240 tuổi. Hắn ta đã đạt đến cảnh giới lăng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu hai bước so với cảnh giới nhân đạo đạo cấp. Bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá. Hơn 200 tuổi có thể đạt đến cảnh giới này, sự yêu nghiệt của hắn ta, nghĩ cũng biết. Về ý nghĩa nào đó, Trần Bát Hoang hơn 30 tuổi đạt đến cảnh giới cố bản, so với anh, hắn ta cũng không tính là đặc biệt yêu nghiệt, dù sao tăng cấp trong thiên cấp và tăng cấp cảnh giới trước thiên cấp, hoàn toàn là hai khái niệm. Nghĩ đến đây, Vân Tịch Giao chuyển ánh mắt sang Trần Đức, chàng trai, hy vọng anh có thể khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, cho tôi mở mày mở mặt. Vân Tịch Giao đưa thẻ chứng nhận chí tôn cho Trần Đức, bị rất nhiều người phản đối, cô ta phải chịu áp lực cực kỳ lớn, nóng lòng hy vọng Trần Bát Hoang có thể chứng minh bản thân thông qua một số việc. Ánh mắt của cô ta vừa khéo bị Sở Hiên bắt được, nhìn theo ánh mắt của Vân Tịch Giao, hắn ta khẽ cau mày. Lại là người đàn ông đó. Trước đây, người mà Vân Tịch Giao bảo vệ chính là người đàn ông này phải không? Sở Hiên và Trần Bát Hoang không thù không oán, nhưng lúc này, hắn ta lại không vui với anh. Người phụ nữ mà Sở Hiên hắn ta theo đuổi, tuyệt đối không cho phép người khác có cơ hội. Khi hắn ta dõi theo Trần Đức, trong lòng Trần Đức cảm nhận được, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hiên, bốn mắt nhìn nhau, Sở Hiên như nhìn thấy thứ gì ghê tởm, ghét bỏ di chuyển đôi mắt. Tên đó, hình như có ý thù địch với tôi. Trần Đức cảm nhận rõ ràng thái độ không thân thiện của đối phương, nhưng anh cũng không để tâm, mà nhìn sang Vân Tịch Giao ở một bên, mỉm cười với cô ta. Lập tức, Vân Tịch Giao đáp lễ bằng một nụ cười vô cùng xinh đẹp, dịu dàng như gió xuân. Vãi! Sở Hiên thầm mắng trong lòng, càng không vui. Liếc mắt đưa tình trước mặt Sở Hiên hắn ta, đang khiêu khích hắn ta ư. Đôi mắt hân ta lóe lên sát ý. Nhóc con, bị Sở Hiên nhắm vào, ha ha, mày chết chắc rồi, ở phía không xa, Hạ Lương Xuyên vốn đang dõi theo Vân Tịch Giao nhìn thấy cảnh này, cười thầm lạnh lùng, không biết tại sao, hắn ta rất ghét Trần Bát Hoang, còn chưa gặp mặt đã rất ghét, sau khi gặp càng hận anh không mau chóng chết đi. Nỗi hận này có lẽ xuất phát từ tình yêu với Vân Tịch Giao, từ sự khinh thường con kiến như Trần Đức, cũng có thể là vì Sở Hiên cướp đi Vân Tịch Giao. Hắn ta lại bất lực ấm ức, tóm lại, tất cả đều bị chuyển hóa sang Trần Đức. Các vị, còn có ai muốn thử không, thấy càng lúc càng ít người tiến lại gần thần kích đỉnh thiên, cùng với thời gian trôi, thậm chí không còn ai dám tiến lên, Vân Diệp lại cười hỏi lần nữa, nếu không còn ai, vậy thì tỏi đế đệ tử của Cát Lão, cậu Sở Hiên lên thử đây. Vân Thánh Chủ, chúng tôi thực sự không thế, kích đỉnh thiên này không có duyên với chúng tôi, ha ha, Trương Hằng Chi cười nói. Đã không có duyên thì không cưỡng cầu. Đúng thế, Vạn Thánh Chủ, đế cậu Sở thử đi. Chúng tôi cũng muốn chứng kiến thực lực của cậu Sở. Vừa nghe thấy Sở Hiên muốn đích thân lén, mọi người lập tức nối hứng thú. Nói Sở Hiên là cường giả hàng đầu ở đây cũng không hề quá. Hơn nữa còn là đệ tử của trưởng lão học cung đạo vận. Bất luận thực lực hay thân phận, mọi người đều rất muốn xem hắn ta biểu diễn, tràn đầy kỳ vọng với hắn ta. Đợi đã. Nhưng đúng lúc này, trong đám đông đột nhiên có một giọng nói hơi bất lực, lúng túng vang lên, Vân Thánh Chủ, tôi cũng muốn thử. Cùng với lời được nói ra, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về hướng tiếng nói ỉ truyền đến theo bản năng, hướng đó ở trong góc rất xa. Mọi người nhanh chóng nhìn thấy người vừa lên tiếng, sắc mặt cũng phải hơi sững sờ. Người này không phải Trần Bát Hoang thì là ai? Xin lỗi, Vân Thánh Chủ, vừa nãy tôi mải quan sát. Không kịp thử, bây giờ. Khụ, còn thử được không? Trần Đức rất khách sáo, Phản Diệp là bố của Vân Tịch Giao, nơi này lại là địa bàn của đảo Định Thiên, vẫn phải có lễ tiết cần có, trước nay anh luôn là người trọng quy tắc, chỉ cần người khác trọng quy tắc, thì anh sẽ làm theo quy tắc. Cậu nhóc, cậu đang nằm mơ à? Một người đàn ông trung niên bèn cạnh Trần Đức lướt nhìn anh từ đầu đến chân một cái, khinh miệt nói, cảnh giới cố bản, ha ha. Tôi thấy cậu đừng lãng phí thời gian của mọi người, lãng phí thời gian của cậu Sở thì hơn. Ha ha, đúng thế, người cảnh giới cố bản như cậu góp vui cái gì hả? Bao nhiêu người ở đây khỏng làm được, cũng khỏng lượng sức mình xem mấy cân mấy lạng. U2. Xung quanh Trần Đức,
hết người này đến người khác đều vô cùng cạn lời, hiển nhiên không ngờ người lên tiếng lại là một kẻ có cảnh giới thấp như vậy. Nhưng cũng có rất nhiều người nhận ra Trần Đức. Anh ta chính là Trần Bát Hoang, mấy ngày trước khuấy động sóng gió ở thành Bồng Lai. Là anh ta, vãi, anh ta yếu vậy hả? Chẳng phải đồn rằng anh ta mạnh đến mức khiến người ta phát run sao? Thổi phồng đấy, có mạnh đi nữa cũng là tên cặn bã cố bản, trong đám đông, Sở Kiều hừ lạnh lùng nói, sớm đã ngứa mất với anh ta rồi, không ngờ anh ta còn dám đến đây tự làm xấu mặt ở nơi như này. Vãi, liên quan gì đến các người, còn bàn tán một cẩu, có tin tỏi thịt các người không? Trần Đức còn chưa nói, Tu La Tử bên cạnh anh đột nhiên đứng lên, bá đạo rút dao thái đặt lên bàn. Ánh mắt u ám lóe lên, tràn ngập ý âm lạnh, khí tức âm u đáng sợ, khiến những người gần đó phải ngậm miệng. Người chia theo bầy, vật họp theo loài, kẻ bẩn thỉu quả nhiên đi với kẻ bẩn thỉu. Ở phía xa, Trương Hằng Chi cười ha ha nói, hiển nhiên đã nhận ra lai lịch của Tu La Tử. Người của tộc Tu La chẳng phải là chuột qua đường sao, còn dám nhảy ra, có tin bọn tao liên thủ, trừ hại cho dân không? Lâm Hàn Quang nhếch lên nụ cười bạc bẽo, chế nhạo, với thực lực của tao. Giết một Tu La Tử như mày, vô cùng dễ dàng. Lại đây, có giỏi thì động vào tôi xem, Tu La Tử bật cười, đối chọi gay gắt, không động được vào ông đây coi thường các người. Trong lúc nói, Tu La Tử trực tiếp phụt người nhảy đến trước Lâm Hàn Quang, vươn cố đến trước ông ta, lên đi lẻn đi, chẳng phải ông rất lợi hại à, chém đi. Ngoài miệng thì Lâm Hàn Quang rất hống hách, nhưng thực sự đối diện với Tu La Tử, thì rất nhát gan, không dám ra tay. Khi ở đảo Khốn Long, kể cả Trần Võ Si, Trần Tử Phi cũng phải kiêng sợ thân phận của Tu La Tử, không dám tùy ý giết, huống hồ là một Lâm Hàn Quang. Một khi Tu La Tử chết, thế lực phía sau Lâm Hàn Quang ông ta cũng không còn cách xa sự diệt vong, tiêu tan như mây khói. Huống hồ, có quỷ mới biết Tu La Tử có che giấu thủ đoạn lợi hại nào không? Hừ, Lâm Hàn Quang đỏ bừng mặt, rất tức giận, nhưng lại không ra tay, giết mày, tao sợ bấn tay tao. Tao khinh. Tu La Tử nhố một bãi nước bọt lẽn bàn, sợ thì là sợ, đồ rác rưởi. Hắn ta giơ ngón tay giữa lên với Lâm Hàn Quang, sau đó về đến bên cạnh Trần Đức, lớn tiếng nói, người anh em Trần của tôi lên thử, có ai có ý kiến không? Có ý kiến thì giữ lấy, hoặc là bị tôi chém chết, chọn một trong hai. Tu La Tử khá hống hách, cảnh giới không cao nhưng khi hắn ta ngạo mạn, hoàn toàn không có ai dám ra tay với hắn ta. Thậm chí tiếng chế nhạo Trần Đức cũng nhỏ đi 7-8 phần, không nể mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật, khỏng ai muốn đắc tội với tộc Tu La vì chuyện này. Vân Diệp khẽ cau mày. Đương nhiên ông ta không có thiện cảm với tộc Tu La, ấn tượng của Trần Đức trong lòng ông ta càng tệ hơn, ông ta không định cho anh cơ hội. Nơi này là đảo Định Thiên, Thánh Chủ nói không cho cơ hội, cho dù là Tu La Tử cũng không có tư cách phản đối. Huống hồ còn có Cát Phong Hành có mặt ở đây. Bố. Đúng lúc Vân Diệp muốn từ chối, Vân Tịch Giao nói, không còn nhiều thời gian, đế Trần Bát Hoang thử có được không? Hành động của cô ta càng khiến Sở Hiên khó chịu, nhưng hắn ta không thể hiện ra, mà nói, Thánh Chủ, quy tắc của Đạo Định Thiên là người nào cũng có cơ hội, nếu Trần Bát Hoang đã muốn thử, thì cho anh ta cơ hội cũng không sao. Vân Diệp hơi nghi hoặc, Sở Hiên lại tốt bụng như vậy. Liền sau đó, Sở Hiên bổ sung nói, nhưng đế tiết kiệm thời gian. Tỏi miền cưỡng lên thử cùng anh ta. Được. Vân Diệp hiểu ra. Sở Hiên đang muốn dạy cho Trần Bát Hoang một bài học. Sau đó, ông ta chuyển ánh mắt sang Trần Đức, đã như vậy thì. Trần Bát Hoang, bản thánh chủ cho cậu một cơ hội, cậu cùng lên thử với cậu Sở, cậu đồng ý không? Được, cảm ơn thánh chủ. Trần Đức khẽ gật đầu, trên thực tế anh khỏng muốn lên cùng Sở Hiên lắm. Nhưng hiện giờ anh cũng không có cơ hội từ chối. Một khi từ chối, chỉ sợ Vân Diệp không muốn cho anh cơ hội nữa. Hai. Trần Đức vừa dứt lời, Sở Hiên liền từ bẽn chẽn nhất nhảy vụt đáp xuống hiện trường, đến đối diện với Trần Đức, trực tiếp bỏ qua Tu La Tử, nhìn chằm chằm Trần Đức, cậu nhóc, tôi lên thử cùng anh là cái phúc tám đời anh tu được, là vinh hạnh của anh. Ồ. Trần Đức thản nhiên đáp một tiếng, trong lòng lại cực kỳ cạn lời, Sở Hiên này quá tự phụ. Cứ nghĩ mình hơn người khác một cách quá đáng rồi đấy. Còn có một chuyện, tôi phải nhắc nhở anh, Sở Hiên nén thấp giọng, lạnh nhạt nói, Vân Tịch Giao là người phụ nữ của Sở Hiên tôi, kẻ xấu xí giống như anh phải biết rõ địa vị của mình,
Đừng ảo tưởng tranh giành một cô gái không cùng một thế giới với anh, nếu không, sẽ gặp phải tai họa đấy, hiểu chưa? Trần Đức bóp mũi, mặt đầy vẻ chẳng còn gì để nói, còn có chút bực bội. Anh nói muốn tranh giành phụ nữ lúc nào? Không biết người phụ nữ mà anh sợ nói là ai, Trần Đức thấy lạ hỏi. Rõ loại người như anh à, thanh niên phải thật thà, đừng cả ngày dở chiêu trò, làm công tử bột, anh không thế làm dế hiền của đảo Định Thiên này đâu, Vân Tịch Giao, anh càng không thể tranh giành được, anh chỉ là một con vịt xấu xí, còn Vân Tịch Giao là tiên nữ, là thiên nga, anh thấy anh có xứng không, Sở Hiên chắp hai tay sau lưng, như đang cúi nhìn Trần Đức, tràn đầy ngạo mạn. Trần Đức giật khóe miệng. Tuy anh đoán được người phụ nữ mà Sở Hiên nói có lẽ là Vân Tịch Giao, nhưng sau khi đối phương xác nhận, anh vẫn rất bực. Tuy Vân Tịch Giao xinh đẹp, nhưng từ đầu đến cuối anh hoàn toàn không có ý với cô ta, được không? Giờ chiêu trò, làm công tử bột. Trần Bát Hoàng anh là loại người đó sao? Được, anh Sở, tôi hiểu rồi, Trần Đức thản nhiên nói, tôi vốn không có ý gì với Vân Tịch Giao, nhưng anh nói như vậy, tỏi đột nhiên phát hiện cô ta thực sự rất đẹp. Bất luận dung mạo hay thản hình đều là cực phẩm trong cực phẩm, Nói đến đây, khóe miệng Trần Đức nhếch lên nụ cười lạnh lùng, kiên định, từ giờ khắc này, Trần Bát Hoang tôi có hứng với Vân Tịch Giao, một con vịt xấu xí như tôi, còn chưa từng ăn thịt thiên nga, rất muốn thử mùi vị của thiên nga, chắc rất tươi ngon phải không? Trần Đức cố ý không nén thấp giọng, người xung quanh và cả đám người Vân Diệp, Vân Tịch Giao, Cát Phong Hành đều nghe thấy rõ ràng. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều cứng đờ lại. Tên khốn này, Vân Tịch Giao đỏ mặt xấu hổ, thầm mắng một tiếng, nhưng trong lòng lại có một niềm vui thầm kín kỳ lạ lan tỏa, tâm hồn lâng lâng. Ý thức được cảm xúc này, ngay cả bản thân Vân Tịch Giao cũng ngạc nhiên, không biết từ lúc nào, trong lòng cô ta, Trần Đức đã quan trọng vậy sao? Hai người chỉ mới gặp nhau hai lần thôi, tổng thời gian hai lần gặp nhiều nhất 10 canh giờ. Vân Tịch Giao à Vân Tịch Giao? Mày thích anh ta rồi ư? Cảm giác thích một người, thật huyền diệu, không thể diễn tả bằng lời. Hình như cô ta, nên cảm ơn Sở Hiên chăng? Nhưng sau đó cô ta lại lo lắng, những lời đó của Trần Bát Hoang chẳng khác gì khiêu khích Sở Hiên. Phải biết rằng, với thực lực của Sở Hiên, đủ để giết Trần Bát Hoang. Vân Tịch Giao ngồi không yên, đòi mắt nhìn về phía trước, tràn đầy lo lắng. Có thể thấy rõ ràng, khi Trần Đức nói ra từng chữ. Sắc mặt Sở Hiên thay đổi liên tục, cuối cùng, âm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước. Đôi mắt lạnh băng, nhìn chằm chằm Trần Đức, hồi lâu, giọng điệu âm lạnh hằm hằm rít ra từ kẽ răng. Ha ha, xem ra, anh vẫn chưa nhận thức rõ ràng bản thân mình. Lời của Sở Hiên khá lạnh lùng, không hề che đậy ý thù địch. Trần Đức khiêu khích khiến hắn ta tức giận đến bật cười. Nhưng hắn ta cũng không có ý muốn ra tay, vãn câu nói đó. Một tu sĩ cảnh giới cố bản, không đáng để hắn ta ra tay. Đương nhiên, Tu La Tử đứng bên cạnh Trần Bát Hoang, tay cầm dao thái nhìn hắn ta như hố rình mồi cũng là một phần nguyên nhân, tuy cảnh giới của Trần Đức rất thấp, nhưng nói thật, mạnh như Sở Hiên, chưa đến tình huống vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn đắc tội với một sát thần, thực sự chọc vào tộc Tu La, e rằng cả đời hắn ta sẽ bị quấy nhiều, bị truy sát. Tộc Tu La nổi tiếng thù dai. Mấy vạn năm trước, một lão già hóa thạch của tộc Tu La bị người ta đánh lén đến chết, các đời con cháu tộc Tu La vẫn luôn truy sát kẻ đánh lén đó, dùng hết 4 năm vạn năm để đánh tan xương nát thịt kẻ đó, thần hồn tiêu tán, từng chấn động một thời. Con kiến không biết trời cao đến thế nào, đất rộng đến thế nào, vậy thì tôi sẽ cho anh một cơ hội nhìn rõ bản thân, Sở Hiên thản nhiên nói, chẳng phải anh muốn thử xem có thể có được thần kích định thiên không à? Được, tôi chạy cùng một tuyến đường với anh, cùng tiến lên. Xem ai có thể giành được nó. Cậu Sở, cậu đang đùa à? Dựa vào hắn mà cũng muốn có được thần kích đỉnh thiên, ở phía không xa, Sở Kiều cười, vô cùng xinh đẹp, anh cảm thấy với thực lực của anh, có thể lại gần thần kích đỉnh thiên sao? Ha ha! Đúng thế, cậu Sở, tôi thấy cậu đừng chấp anh ta, đúng là lãng phí thời gian. Chỉ dựa vào hắn mà cũng muốn tranh giành thánh nữ Tịch Giao với anh, đúng là nằm mơ, thánh nữ có thể thích hắn chắc. Phía xa, đám người Trương Hằng Chi, Lâm Hàn Quang nói lời chế nhạo, khích bác, bất luận suy nghĩ thế nào, xuất phát từ nguyên nhân gì, Vân Tịch Giao cũng tuyệt đối sẽ không thích Trần Bát Hoang chứ. Phải biết rằng, với vẻ đẹp của Vân Tịch Giao, có vô số cường giả của thế giới đại thiên theo đuổi cô ta, Trần Bát Hoang là cái gì?
dám tranh phụ nữ với Sở Hiên. Một cẩu nói, nghe con mới sinh chẳng biết sợ cọp. Cũng chỉ có Sở Hiên sợ bấn tay, đối lại là bọn họ, sớm đã tát chết anh. Sở Hiên nhếch miệng, tỏi vẫn lũ ỏn coi trọng công bằng, công chính, người ta muốn tranh giành, đương nhiên phải cho một cơ hội, chẳng phải sao. Cậu nhóc, chúng ta bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, Sở Hiên đã cất bước chân đi về hướng Kích Định Thiên. Hành động của hắn ta khiến tất cả mọi người, bao gồm đám người Cát Phong Hành, Vân Diệp đều dồn ánh mắt lên hân ta. Còn Trần Bát Hoang, không ai quan tâm. Có ai lại đi để ý một con kiến chứ? Mấy trăm ngàn người có mặt, Sở Hiên là người có cơ hội giành được Kích Định Thiên nhất, không có người thứ hai. Nơi này chính là vũ đài của một mình Sở Hiên. Hắn ta cất bước chân, tốc độ không nhanh không chậm. Nói đến đây, khóe miệng Trần Đức nhếch lên nụ cười lạnh lùng, kiên định, từ giờ khắc này, Trần Bát Hoang tôi có hứng với Vân Tịch Giao, một con vịt xấu xí như tôi, còn chưa từng ăn thịt Thiên Nga, rất muốn thử mùi vị của Thiên Nga, chắc rất tươi ngon phải không? Trần Đức cố ý không nén thấp giọng, người xung quanh và cả đám người Vân Diệp, Vân Tịch Giao, Cát Phong Hành đều nghe thấy rõ ràng. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều cứng đờ lại. Tên khốn này, Vân Tịch Giao đỏ mặt xấu hổ, thầm mắng một tiếng, nhưng trong lòng lại có một niềm vui thầm kín kỳ lạ lan tỏa, tâm hồn lâng lâng. Ý thức được cảm xúc này, ngay cả bản thân Vân Tịch Giao cũng ngạc nhiên, không biết từ lúc nào, trong lòng cô ta, Trần Đức đã quan trọng vậy sao? Hai người chỉ mới ồ gặp nhau hai lần thôi, tổng thời gian hai lần gặp nhiều nhất 10 canh giờ. Vân Tịch Giao à Vân Tịch Giao, mày thích anh ta rồi ư? Cảm giác thích một người, thật huyền diệu, không thể diễn tả bằng lời. Hình như cô ta, nên cảm ơn Sở Hiên chăng? Nhưng sau đó cô ta lại lo lắng, những lời đó của Trần Bát Hoang chẳng khác gì khiêu khích Sở Hiên. Phải biết rằng, với thực lực của Sở Hiên, đủ để giết Trần Bát Hoang. Vân Tịch Giao ngồi không yên, đôi mặt nhìn về phía trước, tràn đầy lo lắng. Có thể thấy rõ ràng, khi Trần Đức nói ra từng chữ, sắc mặt Sở Hiên thay đổi liên tục, cuối cùng, ảm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước. Đôi mắt lạnh băng, nhìn chằm chằm Trần Đức, hồi lâu, giọng điệu âm lạnh hầm hầm rít ra từ kẽ răng. Ha ha, xem ra, anh vẫn chưa nhận thức rõ ràng bản thân mình. Lời của Sở Hiên khá lạnh lùng, không hề che đậy ý thù địch. Trần Đức khiêu khích khiến hắn ta tức giận đến bật cười. Nhưng hắn ta cũng không có ý muốn ra tay, vẫn câu nói đó, một tu sĩ cảnh giới cố bản, không đáng để hắn ta ra tay. Đương nhiên, Tu La Tử đứng bên cạnh Trần Bát Hoang, tay cầm dao thái nhìn hắn ta như hố rình mồi cũng là một phần nguyên nhân, tuy cảnh giới của Trần Đức rất thấp, nhưng nói thật, mạnh như Sở Hiên, chưa đến tình huống vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn đắc tội với một sát thần, thực sự chọc vào tộc Tu La. E rằng cả đời hắn ta sẽ bị quấy nhiều, bị truy sát. Tộc Tu La nổi tiếng thù dai. Mấy vạn năm trước, một lão già hóa thạch của tộc Tu La bị người ta đánh lén đến chết, các đời con cháu tộc Tu La vẫn luôn truy sát kẻ đánh lén đó, dùng hết 4 năm vạn năm để đánh tan xương nát thịt kẻ đó, thần hồn tiêu tán, từng chấn động một thời. Con kiến không biết trời cao đến thế nào, đất rộng đến thế nào, vậy thì tôi sẽ cho anh một cơ hội nhìn rõ bản thân, Sở Hiên thản nhiên nói. Chẳng phải anh muốn thử xem có thể có được thần Kích Định Thiên không à? Được, tôi chạy cùng một tuyến đường với anh, cùng tiến lên, xem ai có thể giành được nó. Cậu Sở, cậu đang đùa à? Dựa vào hắn mà cũng muốn có được thần Kích Định Thiên, ở phía không xa, Sở Kiều cười, vô cùng xinh đẹp, anh cảm thấy với thực lực của anh, có thể lại gần thần Kích Định Thiên sao? Ha ha! Đúng thế, cậu Sở, tôi thấy cậu đừng chấp anh ta, đúng là lãng phí thời gian. Chỉ dựa vào hắn mà cũng muốn tranh giành thánh nữ Tịch Giao với anh, đúng là nằm mơ, thánh nữ có thể thích hắn chắc. Phía xa, đám người Trương Hằng Chi, Lâm Hàn Quang nói lời chế nhạo, khích bác, bất luận suy nghĩ thế nào, xuất phát từ nguyên nhân gì, Vân Tịch Giao cũng tuyệt đối sẽ không thích Trần Bát Hoang chứ. Phải biết rằng, với vẻ đẹp của Vân Tịch Giao, có vô số cường giả của thế giới đại thiên theo đuổi cô ta, Trần Bát Hoang là cái gì? Dám tranh phụ nữ với Sở Hiên. Một câu nói, nghe con mới sinh trắng biết sợ cọp. Cũng chỉ có Sở Hiên sợ bấn tay, đối lại là bọn họ, sớm đã tát chết anh. Sở Hiên nhếch miệng, tôi vẫn luôn coi trọng công bằng, công chính, người ta muốn tranh giành, đương nhẽn phải cho một cơ hội, chẳng phải sao. Cậu nhóc, chúng ta bắt đầu thôi. Vừa dứt lời, Sở Hiên đã cất bước chân đi về hướng Kích Định Thiên.
Hành động của hắn ta khiến tất cả mọi người, bao gồm đám người Cát Phong Hành, Vân Diệp đều dồn ánh mắt lẻn hắn ta. Còn Trần Bát Hoang, không ai quan. Tâm, có ai lại đi để ý một con kiến chứ? Mấy trăm ngàn người có mặt, Sở Hiên là người có cơ hội giành được kích định thiên nhất, không có người thứ hai. Nơi này chính là vũ đài của một mình Sở Hiên. Hắn ta cất bước chân, tốc độ không nhanh không chậm. Lúc bước ra bước đầu tiên, tiếng cười chế nhạo xung quanh cũng nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì một bước đó của Trần Bát Hoang, anh vụt người trực tiếp tiến lên mấy chục mét. Hơn nữa, hoàn toàn không nhìn ra vẻ vất vả, đau khổ gì. Phải biết rằng, từ vị trí của Trần Đức đi đến chỗ kích định thiên, bước ra một bước cũng đã vượt qua 99% số người có mặt ở đây. Anh chỉ bước ra một bước mười mấy mét, đã vượt qua 99% số người. Ngay cả Trương Hãng Chi, Lâm Hàn Quang, cùng một số cường giả bên cạnh họ, như Tôn Đạo Ngọc trước đó muốn giết Trần Đức, bị Trần Đức dọa sợ lập tức nhường vị trí, và cả Đỗ Phi Thiên, Ngũ Lương Nghiệp qua lại thân thiết với họ, đều sửng sốt. Hiển nhiên, bọn họ thực sự không ngờ Trần Đức có thể bước đi, vô cùng bất ngờ, ngạc nhiên. Bước đầu tiên chỉ là bắt đầu, sau đó, Trần Đức đi bước thứ hai. Lại mười mấy mét. Bước thứ ba. Lần này, trực tiếp đi ra 450 mét. Ngay cả Sở Hẹn ở phía xa cũng khẽ cau mày. Nhưng, Trần Đức vừa bước ra bước thứ ba, đột nhiên, hình ảnh trước mắt anh liền thay đổi, tiếng cười nhạo, khích bác xung quanh biến mất, và cũng không nhìn thấy một người nào, dường như anh đang đứng trong bóng tối, giơ tay ra không thấy năm đầu ngón tay, xung quanh tĩnh mịch, yên lặng, hít thở cũng dần trở nên khó khăn, nặng nhọc. Cảm giác đó giống như ở trong vũ trụ, không nhìn thấy tận cuối, hơn nữa, vô cùng thiếu không khí, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện gì vậy? Trần Đức kinh hãi trong lòng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt, một nỗi kính sợ không biết từ đâu dâng lên trong lòng, anh thử liên lạc với lão yêu hoàng, nhưng không thể sinh ra liên kết với ông ta. Không những vậy, anh hoàn toàn không cảm nhận được Linh Lung, không cảm nhận được Tiểu Y. Trong không gian tối đen, tĩnh mịch, dường như chỉ còn lại một mình anh. Trần Đức thử cất bước chân, muốn tìm phương hướng, nhưng bất luận anh đi thế nào, cũng không cảm thấy đang tiến lên. Dường như anh đang ở trên một vùng đồng bằng không đi được đến tận cuối. Đôi mắt ngự thú. Trần Đức thầm quát, đòi mắt lóe lên hào quang, mở con mắt xuyên thấu, đôi mắt ngự thú, nguyên khí trong cơ thể cũng hội tụ về đôi mắt, muốn nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhưng vẫn không có tác dụng. Ngay cả nguyên khí của anh dường như cũng biến thành màu đen, không nhìn thấy gì, không cảm nhận được gì. Sau khi không biết phải làm gì trong một lúc, Trần Đức dần bình tĩnh lại, anh biết. Bất luận đây là nơi nào, đầu tiên là anh không được rối loạn, đã tới thì phải an tâm bình tĩnh. Vận hành âm dương kinh, nguyên khí sôi sục, cuồn cuộn. Trần Đức sẵn sàng chuẩn bị 1000% sức chiến đấu, huyết mạch bất tử điếu, huyết mạch thần ma nối lẻn, trong tích tắc tiến vào cực cảnh, sau đó, lại tiến vào giai đoạn thứ hai tự tại thần ma công trong nháy mắt, đối diện với tình huống chưa biết rõ, điều duy nhất anh có thể làm là dốc hết sức lực. Trần Đức rơi vào trong không gian quỷ dị, nhưng bên ngoài, anh lại không hề nhúc nhích, bước ra bước thứ ba, sau khi đi được mấy chục mét, thì dừng lại ở đó, như bị ấn nút tạm dừng, lại như một bức tượng, không động đậy. Tên nhóc đó, rốt cuộc chơi trò gì vậy, Trương Hằng Chi cau mày, hơi nghi hoặc, nhìn dáng vẻ trước đó của Trần Bát Hoang, bước ra mấy chục mét rõ ràng rất dễ dàng, tại sao đột nhiên dừng lại. Vừa nãy chỉ là phô trương thanh thế thôi sao, Lâm Hàn Quang cũng nghi hoặc. Một phút, hai phút, ba phút, năm sáu phút trôi qua, Trần Bát Hoang vẫn đứng im tại chỗ, không bước lên một bước. Xung quanh đã xuất hiện rất nhiều lời thắc mắc, thậm chí lại xuất hiện lời chế nhạo. Nhưng Trần Bát Hoang vẫn không hề động đậy, như không nghe thấy. Quả nhiên là cố tình ra vẻ lừa người, Lâm Hàn Quang cười lạnh lùng, tên nhóc này, tiến lên mấy chục mét, chí sợ đã đến giới hạn rồi. Còn tưởng hắn thực sự rất nghịch thiên cơ. Bây giờ xem ra cũng chỉ có vậy thôi, Trương Hằng Chỉ cũng tỏ ra khinh thường, nói thật, trước đó Trần Đức nhẹ nhàng bước lên ba bước đã đi mấy chục mét, còn rất thảnh thơi ung dung, đúng là đã dọa ông ta. Trần Bát Hoang chỉ có cảnh giới cố bản thôi. Phải biết rằng, những người có thể xuất hiện ở đây, trong đệ tử nòng cốt của Đảo Định Thiên, có không ít người cảnh giới cố bản, cũng có rất nhiều người cảnh giới cao hơn Trần Đức, nhưng theo lý, không có một ai có thể tiến vào trong phạm vi 1000 mét. So với người cảnh giới cao,
anh tiến lên mấy chục mét cũng chẳng là gì, nhưng nếu so với người cùng cảnh giới, thậm chí là so với võ giả cảnh giới khai thiên, đăng thiên, Trần Bát Hoang cũng không yếu, rất nghịch thiên. Khoảnh khắc đó, cả Vân Diệp, Cát Phong Hành, cũng bị Trần Bát Hoang thu hút sự chú ý. Sở Hiên vốn mất đi niềm hứng thú cũng phải hơi ngạc nhiên. Rất nhiều người, thậm chí như mấy ổng già Trương Hằng Chi, Lâm Hàn Quang, Ngũ Lương Nghiệp cũng bị dọa sợ. Lúc này, Trần Đức dừng lại, khiến rất nhiều người cho rằng trước đó là anh cố sức tiến lên. 100% là mượn ngoại lực, còn bây giờ dùng hết ngoại lực rồi, Ngũ Lương Nghiệp suy đoán nói. Đúng thế, chắc chắn là như vậy. Có lẽ ngoại lực đó không duy trì được bao lâu, trước đó hắn cũng mượn ngoại lực đánh bại Tùy Lập Hiên, làm chúng ta kinh hãi. Mọi người đều gật đầu, tán thành với suy đoán của Ngũ Lương Nghiệp, đồng thời đổ hết nguyên nhân trước đó bị dọa sợ trên thuyền cho việc Trần Đức mượn ngoại lực, càng nghĩ, họ càng cảm thấy có khả năng đó, trái tim lo sợ cũng yên tâm. Dù sao Trần Đức càng mạnh, thì càng không phải tin tốt gì với họ. Trên đài cao, trong đôi mắt của Vân Tịch Giao lóe lên vẻ thất vọng. Chẳng lẽ, Trần Bát Hoang thực sự chỉ có thế dừng bước tại đây sao? Trong lòng cô ta có sự thất vọng không nói lên lời. Ha ha, Cát Phong Hành cười hai tiếng, Vân Thánh Chủ, xem ra con gái ông không thận trọng khi kết bạn rồi. Vân Diệp ngẩn người, vừa nghe liền hiếu ra, là Thánh Chủ Đảo Định Thiên, bất luận là thực lực hay cảnh giới, đều là người xuất sắc, đương nhiên không thế nào không nghe ra Cát Phong Hành đang bắt chẹt ông ta, đồng thời cũng là nói giúp cho đệ tử Sở Hiên của ông ta. Vân Giao, sau này kết giao bạn bè, phải nhìn rõ hơn đấy, Vân Diệp không thể không lên tiếng. Nghiêm túc nhìn sang Vân Tịch Giao, con là thánh nữ của đảo Định Thiên, con và Lương Xuyên, đại diện cho tương lai của đảo Định Thiên, không được giao thiệp với kẻ chẳng ra gì. Sự kiện đảo Định Thiên lần này kết thúc, bất luận thế nào, con phải tuyệt giao với Trần Bát Hoang trước mặt bô. Nếu không, sẽ khổng chỉ hại đến bản thân con, hiếu không? Vân Tịch Giao hơi cứng người, đòi mắt phức tạp, Cát Phong Hành đang bắt chẹt bố của cô ta. Còn bố của cô ta đang bắt chẹt cô ta. Câu cuối cùng, hình như đã nói rõ, nếu cô ta không đoạn tuyệt quan hệ với Trần Bát Hoang, thì Trần Bát Hoang sẽ phải chết. Bố, Tịch Giao hiểu rồi, Vân Tịch Giao không thể không gật đầu, cô nhiệt tình mời Trần Bát Hoang đến đây, không muốn vì cô ta mà khiến anh chôn thân tại đây, nếu không, e rằng cỏ ta sẽ tự trách cả đời. Hiểu rồi thì tốt, Vân Diệp gật đầu, lại nhìn sang Cát Phong Hành như lấy lòng, Cát Lão, con gái tôi còn trẻ, không hiếu chuyện. Thời trẻ có ai mà không làm sai chứ, đúng không? Tôi làm bố, đương nhiên sẽ dạy bảo nó. Mong là vậy. Cát Phong Hành nhàn nhạt nhả ra mấy chữ, không nói nữa, giống như lãnh đạo chí cao. Trần Bát Hoang, anh chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ở phía trước Kích Định Thiên, Sở Hiên nghe thấy lời bàn tán của đám người Trương Hằng Chi, hoàn toàn coi thường Trần Đức, chỉ mấy chục mét còn phải mượn ngoại lực, xem ra anh thực sự như bọn họ nói. Còn long tượng hơn cả long tượng, ha ha. Lần này, Sở Hiên hoàn toàn mất hứng với Trần Bát Hoang. Loại cặn bã này, cho dù Vân Tịch Giao thích, bố cô ta cũng sẽ không đồng ý, theo đuổi một cô gái không nên theo đuổi, sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Trần Bát Hoang chỉ có chút năng lực này, sớm muộn cũng sẽ chết. Cậu nhóc, anh cứ đứng im tại chỗ mà xem khoảng cách với tôi lớn thế nào. Sở Hiên lạnh lùng quát, tâm cao khí ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực. Đi về hướng Kích Định Thiên. Khoảng cách 300 mét, khổng xa. Rất nhanh, hắn ta đã đi thêm 100 mét. Khi còn cách 200 mét, một luồng sát ý đáng sợ ập đến, thối cho áo choàng của hắn ta bay phần phật, trọng lực cũng thăng thêm vạn lần, Sở Hiên không thể không bùng phát toàn bộ thực lực, nguyên khí trong cơ thể sôi sục như nước sôi, đẽn cuồng gào thét, chống lại trọng lực, chống lại cuồng phong. Ầm ầm, có thể thấy rõ ràng. Không gian xung quanh Sở Hiên đã trở nên méo mó, trước mặt hắn ta dường như có kết giới vô hình chặn hắn ta, mỗi một bước đi đều cực kỳ khó khăn. Nhưng Sở Hiên thực sự rất mạnh, kể cả ở học cung đạo vận, hắn ta cũng là người xuất sắc. Đối diện với sức cản cường mạnh này, hắn ta vẫn tiến lên. Mà tốc độ cũng không chậm. 200 mét, 190 mét, 180 mét. Khi hắn ta tiến từng bước về phía trước. Cũng ngày càng đến gần Kích Định Thiên, ở ngay trong tầm mắt. A! À, Sở Hiên quát lớn một tiếng, toàn thân râu tóc dựng ngược, túi áo cũng lật ngược, gân xanh toàn thân hiện ra dữ dội. Đoàng đoàng! Trong phút chốc, phong vân biến sắc,
mây trời giống như ép xuống, trở nên cực kỳ thấp, tay cũng có thế với lấy. Khoảng cách gần như vậy, mỗi một bước, độ khó đều tăng thêm gấp trăm lần. Ban đầu chỉ là cơ thể khó khăn, đến lúc này đã tấn thăng đến thần hồn. Thần hồn của hắn ta đối mặt với sát ý kia, giống như bị roi đánh, khổ sở khóng chịu nổi. Sở Hiên không từ bỏ. Vân chưa đến lúc từ bỏ. Huống chi hắn ta còn khoe khoang khoác lác với Vân Tịch Giao, hắn ta nhất định phải tóm được thần kích định thiên. Nguyên khí mạnh mẽ sôi trào. Một bước một cái hố, mỗi một bước đi, trên mặt đất sẽ lưu lại một dấu chân sâu. 180 mét, 170 mét, 160 mét, ầm. Ầm. Khi đến ngày càng gần, mỗi một bước đi của Sở Hiên, bốn phía đều xuất hiện động đất nhẹ, có hơi lay động. Đến gần 100 mét. Rõ ràng có thể thấy, mỗi bước chân hắn ta hạ xuống, mắt cá chân đều lún xuống đất, dưới chân xuất hiện từng vết rách. Cảnh tượng như vậy, khiến cho bốn phía đều yên tĩnh, bọn họ không thế nào tưởng tượng nổi trong phạm vi 100 mét sốt cuộc kinh khủng thế nào, ngay cả Sở Hiên cũng khó khăn như vậy, nếu đối lại bất kỳ một người nào có mặt trong đây, e rằng cũng phải chết thê thảm. Trên thực tế, trong 100 mét, từ một mặt ý nghĩa nào đó đã không phải dùng thực lực đơn thuần là có thể qua đó. Nếu không, cường giả trên đời như mây, vô số võ giả thực lực kinh khủng có mặt ở đây, nếu như chỉ dựa vào cảnh giới, dựa vào thực lực thì có thể đến gần kích định thiên thì những cường giả cái thế sống mấy chục năm mấy trăm ngàn năm đó lấy đi kích định thiên từ lâu rồi, còn có thế đến lượt người khác. Muốn lấy đi kích định thiên, thực lực đương nhiên quan trọng, nhưng cũng không phải duy nhất. Điều quan trọng là phải nhận được sự cho phép của khí linh. Đương nhiên, muốn nhận được sự cho phép của khí linh, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, vẫn phải đến gần kích định thiên. Ngay cả đi cũng không qua được, dựa vào đâu mà cho phép. Trong sân, mấy trăm ngàn người đền dần dần im lặng, nhìn chằm chằm vào Sở Hiên, hắn ta là người đầu tiên có thể đi vào phạm vi 100 mét trong nhiều năm nay. Tiếp theo, hắn ta còn có thể tiến về phía trước không? Sở Hiên, đến lúc sử dụng lá bài tẩy của con rồi, lúc này, ở phía trên, Cát Phong Hành nhìn thấy tình hình Sở Hiên không ổn, ông ta lên tiếng nhắc nhở, đến thời điểm này ông ta cũng lo lắng, mặt nhìn không chớp. Sở Hiên mạnh mẽ gật đầu. Đúng là hắn ta không chịu nổi rồi. Nếu như chỉ dựa vào thực lực của bản thân hắn ta, dù đề thăng đến cực hạn, đốt cháy máu tươi, đi đến trong vòng 100 mét kích định thiên đã là cực hạn rồi. Hai mặt thoáng qua một tia tinh mang. Cùng giây đó, giữa Sở Hiên xuất hiện một cái bao tay nhỏ chế tạo từ kim loại. Rất nhanh, hắn ta đeo bao tay vào lòng bàn tay phải. Trong nháy mắt, bao tay kia giống như sống lai, lóe qua ánh sáng chói mắt, cùng giây đó, tốc độ kim loại bao trùm trở nên càng lớn, từ bàn tay kéo dài đến cánh tay, lại đến vai, cổ, đầu, rồi lại kéo dài tới cánh tay trái, thân thế, tứ chi. Chưa đến 10 cái hô hấp, toàn thân Sở Hiên bị bao trùm bởi một tầng kim loại. Cơ giáp. Trời ạ, đó là cơ giáp. Trong chớp mắt, mấy trăm ngàn người trong sân đều sôi ủng ục. Cho dù là Trương Hằng Chi, Lâm Hàn Quang, Ngũ Lương Nghiệp, V.V., bao gồm cả Thánh Chủ Đảo Định Thiên Vân Diệp cũng sinh ra ánh mắt ước ao. Cơ giáp. Ở đại thiên thế giới, chỉ có một thế lực có thể sản xuất, có thể tạo ra. Đó chính là một trong ba thánh địa viễn cố lớn. Thánh địa Tử Vi. Thánh địa Tử Vi chiếm cứ một vùng thánh địa độc lập, trong mảnh đất bát ngát vô tận này có kim loại đặc thù. Hơn nữa, bọn họ nắm giữ một loại phương pháp luyện chế đặc biệt, chế tạo kim loại làm lõi. Hơn nữa lấy lõi chế tạo thành cơ giáp, chiến giáp, các loại cơ giới. Tất cả các món đồ liên quan đến cơ giới có mặt ở trên thị trường đại thiên thế giới gần như đều xuất xứ từ thánh địa Tử Vi. Mà cơ giáp, dõi mắt nhìn toàn bộ đại thiên thế giới cũng là tồn tại cực kỳ chân quý, hiếm hoi, đắt giá. Trong nháy mắt cơ giáp bao trùm Sở Hiên, khí tức hắn ta tăng vọt, vốn chỉ là sóng cảnh giới lăng thiên đỉnh phong, giờ đã đạt đến cảnh giới nhân đạo. Nhân đạo nhất trọng thiên, vượt qua không nhiều, cũng chỉ là một cảnh giới lớn. Nhưng vậy đã đủ rồi. Cấp đạo và cấp thiên hoàn toàn là hai loại khái niệm. Mà thứ cơ giáp cường hóa không chỉ là thực lực, còn có thần hồn của Sở Hiên, nơi mi tâm của hân ta, thần hồn trở nên vô cùng rực rỡ, như núi lửa trong âm thầm, dâng lên thủy triều mãnh liệt cường thịnh. Cùng giây đó, Sở Hiên lại một lần nữa bước đi.
rõ ràng có thể thấy. Bước chân của hắn ta đã thả lỏng hơn rất rất nhiều. Giống như khôi phục lại như trước, cảm giác như đi dạo trong sân vắng. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến mọi người bái phục. Đây chính là học cung đạo vận, đây chính là cậu Sở Hiên, sử dụng một lá bài tẩy đã đủ khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ, đủ để đến gần kích định thiên. So sánh, Trần Bát Hoang thì sao? Vẫn đang đứng ngây ra tại chỗ giống như kẻ ngốc, không nhúc nhích, ngây người như phỗng. Hai người một trời một đất, hoàn toàn không có cái gì để so sánh. Mặt mũi cũng xấu hố lan đến Đại Tây Dương rồi đúng không? Chênh lệch lớn như vậy, nếu tôi là hắn, tôi liền đập đầu tự tử rồi, còn tranh giành phụ nữ với cậu Sở, tranh cái đếch. Một tên ngu xuẩn còn có mặt mũi đứng ở đó. Tiếng châm chọc thao thao bất tuyệt, mấy trăm ngàn người nhỏ nước miếng cũng có thể nhấn chìm người ta. Nhưng, từ đầu đến cuối Trần Đức vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Thế giới của anh là một mảng bóng tối hoàn toàn yên tĩnh. Trần Đức thì vẫn luôn ở phía trước tìm kiếm phương pháp rời đi, hoặc nói là tìm xem tại sao phải tới nơi này. Chủ nhân, vào lúc Trần Đức đang không bờ bến, trong bóng tối trống vắng truyền đến giọng nói rẻ rặt. Một âm thanh già nua, lớn tuổi, như từng trải qua bãi bế nương dâu, muôn đời trôi dạt. Chủ nhân, là cậu sao, cuối cùng cậu, đã quay về rồi. Giọng nói già nua, khô kiệt. Tỏ ra vẻ không chút sức lực đột nhiên truyền ra từ trong bóng tối. Trần Đức kinh hãi, nàng cao 12 phần phòng bị. Ai? Anh vô cùng cảnh giác, quét mắt nhìn bốn phía, nhưng trước mắt phần là bóng tối, không nhìn thấy thứ gì, không có bất kỳ bóng người nào. Chủ nhàn, giọng nói già nua lại một lần nữa vang lên, giống như âm thanh ở tít xa xăm, lượn lờ không dứt. Mà sau lần vang lên này, trong không gian bóng tối, đột nhiên ngưng tụ ra một thản ảnh, thân ảnh này khom người, rất già, không phải thực thế, mà là đường quang ảnh hội tụ trong bóng tối vô biên, giống như thủy tinh tô điếm trên tấm màn đen, vô cùng chói mát. Ông cụ, ông là, Trần Đức có chút nghi ngờ, anh chưa từng gặp qua thân ảnh trước mắt này, đây là đâu, là ổng bảo tôi qua đây sao? Chủ nhân, thân ảnh già nua chậm rãi đi về phía trước, từng bước, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Lúc cách Trần Đức còn 400-500 mét thì dừng lại, đôi mắt trống rỗng nhưng tràn đầy ánh sáng của tháng năm, nhìn chằm chằm vào Trần Đức. Không, nói chính xác là nhìn chằm chằm sau lưng anh. Trong phút chốc, Trần Đức quay đầu, chẳng biết lúc nào, sau lưng anh đã có thân ảnh đứng sừng sững. Bát thần, Trần Đức đột nhiên kinh hãi, lúc này bát thần vốn im lặng nằm sâu trong thần thức của anh đột ngột tung bay đằng sau anh, giống như ma quỷ. Mà lúc trước Trần Đức lại không hề phát hiện. Ông cụ, xin hỏi ông là người phương nào, ông biết bát thần, Trần Đức thận trọng hỏi, sợ đắc tội lão giả này, suy cho cùng rất có khả năng quen biết bát thần, còn gọi bát thần là chủ nhân, lão giả trước mặt tuyệt đối không phải người bình thường. Rất có thể là nô bộc của bát thần. Ánh mắt lão giả dán chặt trên da người bát thần, một lúc sau lại thu hồi ánh mắt, nhìn vào Trần Đức, chủ nhân, không phải ngài vẫn luôn chủ động dùng thần hồn liên lạc với tôi sao? Hả? Trần Đức ngơ ngác. Ông già này hồ đồ rồi sao? Sốt cuộc gọi bát thần là chủ nhân, hay là gọi anh? Ông cụ, tỏi tên Trần Bát Hoang, Trần Đức mặt đầy mơ hồ, anh không biết đây là nơi nào, càng không nhận ra lão giả già nua trước mắt, vốn dĩ tôi đang đứng trước kích định thiên trên đảo định thiên, nhưng chẳng biết tại sao lại tới. Lời còn chưa dứt. Trần Đức dường như nhớ ra gì đó, con người khẽ ngưng lại. Trước đó, Trần Đức quả thật luôn dùng thần hồn thử liên hệ với khí linh. Lại nhớ đến lời lão giả, anh không khỏi kinh hãi, ông. Ổng là khí linh của kích định thiên. Không sai, lão giả khẽ vuốt cằm, đúng là tôi, chủ nhân, ngài thật sự không nhớ tôi sao? Ách, ông cụ, chủ nhân mà ông nói là bát thần sao? Người phía sau tôi cũng không phải người thật, mà là da bát thần lột xuống, Trần Đức ngày càng mơ hồ. Sao anh luôn cảm giác không phải khí linh đang gọi ra người là chủ nhân, mà là đang gọi anh? Nhưng, Trần Đức cảm thấy xác suất là tự mình đa tình. Một người hơn 30 tuổi như anh, nào có nô bộc già vậy? Nghe thấy câu trả lời Trần Đức, lão giả yên lặng hồi lâu, nhìn Trần Đức, rồi lại nhìn tấm da người đang đứng sừng sững. Một lúc sau, ông ta đột nhiên cảm khái, trải qua bãi bể nương dâu, từ xưa đến nay vội vã. 100.000 năm qua, tất cả đều thay đổi. Cậu tên Trần Bát Hoang, đúng không?
Không sai. Trần Đức có chút không hiểu mấy câu trước của khí lĩnh là ý gì. Nhưng anh cũng không cần phải hiểu, khóe miệng mang vẻ cười khổ. Tiền bối, ông đã có ý thức tự chủ, có thể hóa thân làm người, tung hoành giữa trời đất, lần này thiếu tử có nguyện vọng muốn lấy được kích đỉnh thiên, sợ là sắp rơi vào khoảng không, có thể cho tiểu tử rời khỏi đây được không? Vạn vật thế gian mạnh đến trình độ nhất định thì có thể hóa thân thành người. Kích đỉnh thiên rất rõ ràng đã đến đẳng cấp đó. Nếu như Trần Đức đoán không sai, chủ nhân của ông ta nhất định là bát thần. Mà nay, bát thần có khả năng đã chết. Khí linh đã là người tự do không có bất kỳ giam cầm nào nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi đảo đỉnh thiên. Khí linh như vậy sao lại can tâm làm binh khí cho người ta? Nếu không có được, ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ bằng rời đi sớm hơn một chút. Dù sao, bên ngoài còn có truyền thừa thiên yêu hoàng đế lại. Đạo trời có lúc tận, lão hủ đã tồn tại trong năm tháng vô tận rồi, chỉ vì một chấp niệm mới sống tạm bợ đến giờ. Thứ tôi muốn đợi đã đợi được rồi, không cần phải đợi thêm nữa, giọng nói khí linh hòa hoãn, âm thanh vang khắp bốn phương tám hướng, vạn vật luân hồi, tôi cũng luân hồi, Trần Bát Hoang, từ nay về sau cậu chính là chủ của cái kích chiến đấu này. Lời vừa dứt, Trần Đức còn chưa định thần. Đột nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.